đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 961, dục huyết phấn chiến, đồng quy vô tấn, thẩm phán chi địa trong sơn cốc là mảnh đá bay tứ phía. Không ngừng có to to nhỏ nhỏ hòn đá từ trên vách đá lăn xuống đến, liền cả mặt đất cũng liên tục hơi hơi rung động, giống như chung quanh nơi này sinh ra biên độ nhỏ chấn động. Xích viêm cốc cốc chủ liệt viêm cùng đại trưởng lão vương vũ kế, Bọn họ thừa dịp Âu Dương Bạch cùng Diệp Thần Phong lúc chiến đấu, hai người bọn họ yên lặng đi đến thẩm phán trên đài, cầm Tôn Bác Dịch cùng Vũ Dương An từ hình trụ bên trên cứu được. Giờ phút này, Liệt Phiêm cùng Hạ Tử Ninh bọn người là cẩn thận từng ly từng tí đứng cách lối vào không xa một chỗ vách núi bên cạnh, Hạ Tử Ninh nhìn phía xa bị Âu Dương Bạch một lần lại một lần đánh sập trên mặt đất Diệp Thần Phong nàng hàm giang liền không cấm cắn chặt môi một bên liệt diễm thấy thế hắn vội vàng nói, bây giờ liền xem như nguyên thiên niên phong cao thủ cũng vô pháp gia nhập vào loại này cấp bậc trong chiến đấu. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm liền là ở một bên nhìn xem. Mà ở đây tất cả môn phái người, bao quát phân tiêu cung lý đông thiên cùng địa ma điện ma vô sát bọn họ những người này là hỗn loạn tại cửa vào sơn cốc ra trước cửa đá, từng cái không dán đoạn oanh kích lấy thạch môn, mắt thấy Âu Dương Bạch cùng Diệp Thần Phong chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ không muốn ở chỗ này lưu lại chỉ chốc lát. Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp đã là không có một khối thịt ngon, thậm chí có chút miệng vết thương là sâu đủ thấy xương, trên người hắn tại bất chi bất giác ở giữa lần nữa tóc cổ lấy một loại khác biến dị. Chỉ gặp những nguyên bản đó nhỏ xuống tới trên mặt đất máu tươi, tại nhỏ xuống đến giữa không chung thời điểm vậy mà toàn bộ bị lượn lờ tại chung quanh hắn màu đỏ sậm khí thể cho hấp thu. Âu Dương Bạch nhìn lên trước mặt phảng phất là đánh không chết Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn kiên nhẫn là hoàn toàn bị làm hao mòn sạch sẽ, trên mặt Phong Khinh Vân đạm đã sớm là bị giữ tợn cho thay thế, trong cổ họng gào thét đưa, Diệp Thần Phong, lão phu ta hôm nay muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Vẽ xoẹt, 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 xoẹt. Âu Dương Bạch bả vai bỗng nhiên hướng phía trước hơi dựng ngược lên, trong thân thể của hắn khí thế tăng lên tới cực hạn y phục trên người bị chân kính lực lượng cho phình lên chống lên đến, sau cùng hóa thành vô số toái phiến chiếu xuống trên mặt đất. Này Âu Dương Bạch tuy nhiên đã có 120 tuổi, nhưng hắn thân thể cũng không lộ ra héo rút cùng khô cạn ngược lại trên thân bắp thịt như là từng khối cứng rắn tảng đá. Tại ánh sáng mặt trời phản xạ dưới, trên người hắn bắp thịt là từng khối sáng loáng vô cùng. Âm, um, Âu Dương Bạch chân phải bỗng nhiên bước ra một bước, trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân, sau đó hắn chân phải tụ lực, cả người từ dưới đất bật lên đến, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hữu quyền hướng phía Diệp Thần Phong ở ngực đánh tới một quyền này hắn là dùng hết toàn lực phảng phất muốn cầm Diệp Thần Phong ở ngực cho anh cái xuyên thấu. Bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ quanh thân Diệp Thần Phong, trên mặt hắn trừ băng lãnh chết lặng sát cơ bên ngoài liền lại không bất luận cái gì một tia tâm tình bây giờ hắn hoàn toàn là bị giết chóc khống chế thân thể nhìn xem Âu Dương Bạch đánh về phía bộ ngực hắn hữu quyền Diệp Thần phong hai bàn tay nhanh chóng ngăn tại ở ngực âm um, một tiếng Diệp Thần phong hai bàn tay bên trên máu tươi bốn phía thân thể đột nhiên hướng phía miệng sơn cốc thạch môn bay rất ra ngoài những cái kia đang không ngừng oanh kích lấy thạch môn tất cả môn phái người bên trong rất nhiều người đều không có ở trước tiên kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệp thần phong thân thể hướng bọn họ bay vụt mà đến giờ phút này quang quang là diệp thần phong trên thân khí thế bọn họ đã là không chịu nổi tại diệp thần phong thân thể tiếp cận bọn họ thời điểm bọn họ có là trong miệng máu tươi cuồng phún không đã có là trực tiếp một mệnh ô oh hô oh. bút bút, ầm um. sang rác sang rác sang rác sang rác Giang giác. Diệp thần phong thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào này kích động cẩn trọng trên cửa đá. Này kích động ngay cả nguyên thiên niên phong cao thủ cũng vô pháp song đồng phá vỡ thạch môn. Tại diệp thần phong lần này va chạm phía dưới sau khi thượng diện vậy mà xuất hiện từng cái như chi gốc mảng vết dạn với lại vết dạn đang không ngừng khuếch trương đi ra. Bị màu đỏ sậm khí thể lượn lờ lấy diệp thần phong, hắn lần nữa chật vật từ dưới đất đứng lên hai bàn tay bên trên nhỏ xuống máu tươi không ngừng bị màu đỏ sậm khí thể cho hấp thu diệp thần phong một cước đạp ở cánh cửa đá kia bên trên thân thể của hắn hướng phía âu dương bạch vững vàng bắn xuyên qua nơi xa âu dương bạch nhìn lấy nhanh chóng tiếp cận chính mình diệp thần phong trên mặt hắn lộ ra một vòng khinh thường cùng tàn nhẫn nụ cười hắn nhìn ra được diệp thần phong nghiêm chỉnh là nhỏ mạnh hết đà mà trong cơ thể hắn khí thân thể lại tăng lên nữa đứng lên đứng tại miệng sơn cốc tất cả môn phái người. Bọn họ khi nhìn đến máu me đầm đìa diệp thần phong, bây giờ còn lựa chọn cùng Âu Dương Bạch cứng đối cứng bọn họ từng cái trong nội tâm là bất đắc dĩ lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ hôm nay mặc dù Diệp Thần Phong biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực, nhưng nếu như Diệp Thần Phong chỉ có chút thực lực ấy lời nói, cuối cùng vẫn là trốn không chết ở Âu Dương Bạch Thủ bên trên vận mệnh. Diệp Thần Phong, một kích này, liền để ta tiến người tiến vào địa ngục đi, Âu Dương Bạch hai đầu cánh tay hơi hơi nâng lên, cánh tay hắn bên trên bắp thịt đột nhiên tăng vọt, hung ác hung ác tráng kiện gân xanh che kín cánh tay hắn, đồng thời hắn hai đầu trên cánh tay ra thịt phảng phất đều đang từ từ vỡ ra đến, hắn này hai đầu cánh tay cho người ta một loại có thể hủy diệt thiên địa cảm giác. Một chiêu này là Âu Dương Bạch mạnh nhất cản chiêu thức, một chiêu này là Âu Dương Bạch đột phá cực hạn lực lượng chiêu thức, cho nên Âu Dương chơi tin Diệp Thần Phong tại hắn một chiêu này phía dưới tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Nhưng mà, tại Âu Dương Bạch vẫn sức chờ phát động thời điểm, tại Diệp Thần Phong sắp tiếp cận Âu Dương Bạch thời điểm, Diệp Thần Phong bất thình lình ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng A. À, âm, 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 âm. Diệp Thần Phong kim thân thượng hạ lại lần nữa vỡ ra, dày đặc huyết vụ tràn ngập tại hắn tháng thân thể. Rất nhanh bị màu đỏ sậm khí thể cho hấp thu, trên người hắn khí thế đột nhiên lại lần nữa tăng trưởng trực tiếp bước vào tôn cấp trung kỳ linh hồn lực khí thế của hắn nhất thời cùng Âu Dương Bạch không cùng nhau trên dưới mà Diệp Thần Phong trong cặp mắt kia cũng là huyết quang chợt hiện Âu Dương Bạch khi nhìn đến Diệp Thần Phong trong con mắt tươi đẹp vô cùng hào quang màu đỏ như máu thì hắn đột nhiên trong đầu chứa rượu kỳ rượu trống không hai ba giây mà khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn mới phát hiện Diệp Thần Phong thủ trưởng đã là chế chủ cổ của hắn Âu Dương Bạch như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Hắn liều lĩnh cầm xong quyền công kích tại Diệp Thần Phong trên thân thể. Diệp Thần Phong trên thân thể lập tức máu tươi bão tát, thậm chí rất nhiều xương cốt đều bị Âu Dương Bạch trực tiếp oanh thành bột phấn. Có thể Diệp Thần Phong không có chút nào muốn buông ra Âu Dương Bạch cổ ý tứ. Hắn dùng lực chế trụ Âu Dương Bạch cổ, bỗng nhiên cầm Âu Dương Bạch thân thân thể hướng về trên mặt đất ấn xuống. Này nhấn một cái, Diệp Thần Phong cũng cơ hồ là sử xuất toàn lực, Mặt đất nhất thời lõm xuống dưới, Diệp Thần Phong án lấy Âu Dương Bạch Thân thân thể trực tiếp chìm vào trong đất. Mặt tại Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch Thân ảnh vừa vẽ biến mất tại mọi người trong tầm mắt thời điểm. Trong sơn cốc mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, trên vách núi đá lăn xuống thạch đầu tần suất cũng càng lúc càng nhanh, mà Phong Bế cửa vào cánh cửa đá kia cũng vỡ vụn thành từng khối thạch đầu, ở đây rất nhiều người đều cảm giác được ra sơn cốc này muốn sụp đổ. Bọn họ từng cái không nói lời gì hướng phía ngoài sơn cốc vững vàng bắn đi. Hạ Tử Ninh nhìn xem chìm vào trong đất Diệp Thần Phong, nàng Liều Lĩnh muốn hướng về chạy chỗ đó đi qua, có thể trực tiếp bị liệt viêm cho nhất trưởng đánh bất tỉnh đi qua, hắn nhìn xem đồng dạng tâm tình không ổn định Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, nói ra, là Diệp tiểu huynh đệ chết đổi được chúng ta sinh, chẳng lẽ các ngươi muốn phụ lòng Diệp tiểu huynh đệ một phen tình nghĩa? chúng ta rời đi trước chỗ này sơn cốc tại đây lập tức sẽ sụp đổ. Tại xích viêm cốc cốc chủ liệt viêm xem ra, Diệp Thần Phong toàn bộ kinh mạch đứt từng khúc, lại thêm sau cùng Diệp Thần Phong thân thể không ngừng bị Âu Dương Bạch oanh kích, Diệp Thần Phong là khẳng định sống không, lại nói bây giờ sơn cốc muốn sụp đổ, hắn đã không có thời gian đi bận tâm tìm Diệp Thần Phong thi thể. Bằng không hắn thấy bọn họ những người này cầm toàn bộ bị đặt ở sụp đổ dưới hòn đá. Liệt viêm vịn tôn bác dịch, để cho tôn hiểu lệ vịn hạ tử ninh, hắn quát các ngươi còn thất thần làm gì. Tranh thủ thời gian đi cho ta. Tôn Hằng Phi cùng tôn hiểu lệ một bên nhìn xem diệp thần phong biến mất địa phương, một bên do do dự dự hướng phía ngoài sơn cốc đi đến khi bọn hắn mới vừa đi ra sơn cốc thời điểm, ầm ầm. ầm ầm, âm ầm, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ xuống tôn hằng phi cùng soát hiểu lệ bọn người là ngốc chạy nhìn trước mắt sụp đổ sơn cốc, bọn họ không thể tin tưởng tự mình nhìn đến đây hết thảy Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch Đồng quy vô tẫn. Diệp Thần Phong chết, tâm tình bi thương trong nháy mắt chiếm hết bọn họ trái tim. chương 962, trở về từ cõi chết. Thẩm phán chi địa bên ngoài. Mặt đất vẫn còn ở rung động, trong không khí tràn ngập tan không ra cho bụi, những cái kia từ trong sơn cốc hiểm mà hiểm trốn tới tất cả môn phái người. Trên mặt bọn họ hiện lên trở về từ cõi chết thoải mái biểu lộ nhìn xem trước mặt hoàn toàn sụp đổ thẩm phán chi địa, hồi tưởng đến vừa rồi sơn cốc sụp đổ trước từng ly từng tí, bọn họ từng cái trong hai con ngươi nhao nhao tràn ngập vẻ hoảng sợ, mặc kệ ai cũng không nghĩ tới hôm nay lại là dạng này một cái kết cục. Nguyên bản những này tất cả môn phái người là mang theo lòng hiếu kỳ hình dáng tới quan sát cổ võ chế tài người thẩm phán, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng ở siêu phàm cảnh trung kỳ trước mặt Âu Dương Bạch là không có chút nào đủ xem, có thể hiện thực lại một lần lại một lần siêu thoát bọn họ đoán trước, Diệp Thần Phong mỗi đến khẩn yếu quan đầu hắn thực lực đều có thể tăng cao tăng trưởng, vừa mới bắt đầu trực tiếp tăng trưởng đến cùng nguyên thiên biên phong cao thủ sánh ngang. Về sau lại tăng trưởng đến cùng siêu phàm sơ kỳ cao thủ sánh ngang, tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong thực lực vô pháp tăng trưởng, hôm nay chú định muốn chết tại Âu Dương Bạch Thủ bên trong thời điểm, hắn nhưng lại lại một lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu hắn thực lực tại thời khắc sống còn tăng trưởng đến cùng siêu phàm trung kỳ cao thủ sánh ngang, cuối cùng cùng với cổ võ chế tài người Âu Dương Bạch Đồng Quy vô Tấn. Một cái hơn 20 tuổi siêu phàm trung kỳ cao thủ. Nhớ tới vừa rồi trong sơn cốc diệp thần phong dục huyết phấn chiến hình ảnh, ở đây những này tất cả môn phái người không kìm lại được nuốt nước bọt, cũng may bọn họ đều cho rằng diệp thần phong đã chết, bằng không bọn họ những này vừa rồi trào phúng qua diệp thần phong người, chỉ sợ bọn họ ngay cả đứng đều muốn đứng không vững. Vân Tiêu cung trưởng môn nhân lý Đông Thiên, nhị trưởng lão Trần Hưng Phát cùng địa ma điện trưởng môn nhân Ma Vô Sát, đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, bên trong Ma Vô Sát cùng Trần Hưng Phát chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế. Hai người này tại trong sơn cốc bị Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch chiến đấu cho lan đến gần, có thể nói hai người này hiện tại cơ hồ mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể miễn cưỡng chính mình đứng ở trên mặt đất. Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát bọn người, bọn họ giờ phút này cũng là mặt mày xám xịt, từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt sụp đổ sơn cốc, ngược lại, bọn họ lại đem ánh mắt nhìn về phía liệt viêm, Vương Vũ Kế cùng Tôn Hằng Phi bọn người, xích viêm cốc cốc chủ liệt viêm không nhượng bộ chút nào cùng Lý Đông Thiên bọn người nhìn nhau, bây giờ Vân Tiêu cung cùng Địa Ma điện chỉ có Nguyên Thiên Sơ Kỳ Lý Đông Thiên cùng Nguyên Thiên Đỉnh Phong Quỷ Thiên Lâm còn có chiến đấu năng lực. Mà Liệt Viêm cùng Vương Vũ Kế đồng dạng cũng là Nguyên Thiên Sơ Kỳ cùng Nguyên Thiên Điên Phong cao. Thủ, về phần Tôn Hằng Phi các loại phá thiên chi cảnh cao thủ liền cơ hồ là phái không hơn tác dụng, cho nên nói song phương trước mắt thực lực tương xứng. Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát bọn họ đồng dạng là cho rằng Diệp Thần Phong đã chết, hiện tại không cần thiết vội vã nhất thời cùng Liệt Viêm bọn họ liều mạng, Lý Đông Thiên cùng Ma Vô Sát đang nhìn nhau liếc một chút về sau, hai người bọn họ đại môn phái người cùng rời đi thẩm phán chi địa, chuẩn bị đi trở về trước tiên thật tốt tính dưỡng một phen. Tại Vân Tiêu cung cùng địa ma điện người rời đi về sau, hơn môn phái người nhìn trước mắt đã từng đỉnh cấp thế lực bên này cấm địa thẩm phán chi địa, bây giờ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ từng cái tại lắc đầu thở dài về sau cũng theo đó rời đi. Chỉ là trong chốc lát, thẩm phán chi địa ngoài sơn cốc chỉ còn lại có liệt viêm bọn người, bị liệt viêm vịn tôn bác dịch cùng bị vương vũ kế vịn tôn Dương An, hai người bọn họ thân thể tuy nhiên phi thường suy yếu, nhưng bọn hắn nhìn xem trước mặt sụp đổ sơn cốc, trên mặt hiện ra lấy bi thương chi sắc. Vịn trong hôn mê hạ tử ninh tôn hiểu lệ, nàng hơi hơi ngọ ngậy môi đỏ, nói ra, liệt cốc chủ, thần phong không có việc gì, thần phong tuyệt đối sẽ không có việc, chúng ta đã từng nhìn thấy hắn một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ thích, cho nên lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Tại tôn hiểu lệ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, tôn hằng phi hắn là cắn thật chặt bờ môi, thậm chí trong hốc mắt nổi lên lệ quang đến, nói ra, hiểu lệ nói không sai, thần phong tiểu tử này phúc lớn mạng lớn. Hắn là chúng ta hằng phi đời này bội phục nhất một người, hắn làm sao có khả năng chết tại ta đằng trước. Hắn tuyệt đối không có khả năng chết tại ta đằng trước. Tôn hiểu lệ cùng tôn hằng phi hai người này trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, lúc trước Diệp Thần Phong mới vừa tới đến cổ võ giới tại Trấn Thiên Môn cùng bọn hắn lần đầu gặp mặt tràng cảnh, lúc kia Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi cũng là không tán đồng Diệp Thần Phong cái này đệ đệ, có thể theo thời gian dài ở chung, trong lòng bọn họ mặt thật đối với Diệp Thần Phong sinh ra thâm hậu thân tình, với lại bọn họ có thể có hôm nay lần này thực lực, cái này cũng cũng là Diệp Thần Phong cho. Bị liệt viêm vịn tôn bác dịch, hắn thật sâu hít một hơi, suy yếu nói ra, hiểu lệ, hằng phi, hiện tại sơn cốc hoàn toàn sụp đổ, với lại thần phong thân thể tại chìm vào trong đất trước, hắn tiếp nhận Âu Dương Bạch thực lực cực hạn công kích, ta biết các ngươi tâm tình, ta so với các ngươi càng thêm khổ sở, thần phong là ta tặng ngoại tôn, nhưng chúng ta không thể không tiếp thụ hiện thực này. Xích viêm cốc cốc chủ liệt viêm cũng lập tức mở miệng nói ra, Diệp Tiểu Huynh Đệ cùng Âu Dương Bạch đồng quy vô tấn, Diệp Tiểu Huynh Đệ chẳng khác gì là cứu ta toàn bộ xích viêm cốc, về sau chỉ cần ta liệt viêm còn sống một ngày, Ta liền sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, chúng ta trước tiên mau chóng rời đi nơi này đi. Ta muốn dùng không bao lâu Vân Tiêu cung cùng Địa Ma điện liền sẽ lần nữa khai thác hành động. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ bọn họ là 10 bước vừa quay đầu lại, bọn họ lưu luyến không rời nhìn qua Sụp Đổ Sơn Cốc, bọn họ không muốn rời đi nơi này, nhưng tại Liệt Viêm bọn người khuyên bảo, bọn họ chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ rời đi. Tại tất cả mọi người rời đi thẩm phán chi địa bên ngoài thời điểm, thẩm phán chi địa trong sơn cốc dưới mặt đất. Ở chỗ này có một cái rộng rãi không gian, ở cái này trong không gian đứng thẳng lấy từng cây tráng kiện thạch trụ, khiến cho phía trên sụp đổ sơn cốc không có đem cái này không gian đè sụp đổ. Ở cái này không gian bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy từng khối lớn nhỏ cỡ nắm tay phát sáng tinh thể, đem cái này không gian là chiếu trong suốt vô cùng. Ở cái này không gian bên trái vị trí, nằm một cái máu me khắp người người, người này cũng là Diệp Thần Phong, tại Diệp Thần Phong phía dưới vị trí chính là Âu Dương Bạch nhưng cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Âu Dương Bạch cổ xương là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cho bóp nát, hắn đã là chết không thể chết lại. Mà lượn lờ tại Diệp Thần Phong chung quanh màu đỏ sậm khí thể cũng biến mất, vừa mới tăng vọt đến tôn cấp trung kỳ linh hồn lực cũng khôi phục lại tông cấp sơ kỳ tầng thứ. Giờ phút này Diệp Thần Phong trong lỗ mũi hô hấp là như có như không, phảng phất hắn khí tức tùy thời đều muốn gãy mất. Ước chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Diệp Thần Phong mí mắt run run hai lần, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trên thân thể chi giác cũng trở về đến, có biết cảm giác không trở lại còn không sao, lần này tới kém chút đem Diệp Thần Phong đau nhức lại lần nữa bất tỉnh đi. Hắn chỉ cảm thấy trên thân thể tựa như là bị một đoàn tàu lửa cho nghiền ép lên một dạng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thể nội kinh mạch cơ hồ là từng chiếc đứt từng khúc, trong thân thể xương cốt cũng đại bộ phận đứt gãy đứt gãy bị Âu Dương Bạch oanh thành bột phấn oanh thành bột phấn. Phốc, 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 cắn chặt hàm răng chịu đựng đau đớn Diệp Thần Phong, hắn bất thình lình cảm giác mình thể nội một trận huyết khí dâng lên, miệng bỗng nhiên mở ra đến, ba ngụm lớn máu tươi liên tục từ miệng hắn bên trong phun ra đi ra, trong đầu mơ mơ hồ hồ hồi tưởng đến thân thể bị màu đỏ sậm khí thể cho khống chế về sau sự tình, sau lưng của hắn là kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cũng may hắn sau cùng xem như nhặt về một cái mạng nhưng bây giờ diệp thần phong muốn thế nào rời đi nơi này thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy một chút toàn thân kinh mạch đứt từng khúc hắn bây giờ cùng một tên phế nhân không có khác gì nếu như luôn luôn lưu tại nơi này lời nói coi như hắn may mắn nhặt về một cái mạng chỉ sợ sau cùng cũng sẽ chết đói loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng diệp thần phong nhìn một chút chính mình phía dưới âu dương bạch thi thể nhưng lại tại lúc này hắn phía bên phải vang lên kim khí đụng xoa âm thanh, hắn hơi hơi chuyển qua đầu, hắn đồng tử trong lúc đó phóng đại, chỉ gặp một người có mái tóc rối tung, tứ chi bị tráng kiện dây xích cột lão đầu tử đang chớp mắt không nháy mắt nhìn xem hắn, âm thanh khàn khàn hỏi, ngươi tỉnh lại. Để cho Diệp Thần Phong chấn kinh không phải tại đây vậy mà cầm tù lấy một cái lão đầu tử, mà chính là cái lão nhân này tướng mạo vậy mà cùng Âu Dương Bạch giống như đúc, bây giờ Diệp Thần Phong xem như trở về từ cõi chết, toàn thân hắn trên dưới vô pháp động đậy mảy may, chỉ sợ cũng liên thủ không chói gà lực lượng nữ nhân đều có thể đem hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Cho nên Diệp Thần Phong khi nhìn đến cái này cùng Âu Dương Bạch Giáng rất giống như đúc lão đầu tử về sau, trong lòng của hắn là bản năng đề cao cảnh giác. Cái kia bị dây xích trói chặt tứ chi lão đầu tử, hắn phảng phất nhìn ra Diệp Thần Phong trong nội tâm lo lắng, thanh âm khàn khàn lần nữa từ miệng hắn bên trong truyền ra, người trẻ tuổi, người yên tâm tốt, ta sẽ không ra hại ngươi. chương 963, tái tạo kinh mạch, thân thể cường hãn. Bởi vì thân thể vô pháp động đậy, Diệp Thần Phong chỉ có thể hai tròng mắt chăm chú nhìn bị dây xích trói chặt tứ chi lão đầu, cau mày, hỏi, ngươi là ai? Cùng Âu Dương Bạch Tướng mạo giống như đúc lão đầu tử, hắn đang nghe Diệp Thần Phong nghi vấn về sau, trên mặt hắn lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ, sau một lát, mới lên tiếng, quá lâu, quá lâu, lâu đến ta ngay cả mình tên đều nhanh quên, ta bị vây ở đây có 70 năm a. À. Tên của ta gọi là Âu Dương Minh, ta chính là Âu Dương Bạch song bào thai ca ca. Nhắc lên Âu Dương Bạch tên, Âu Dương Minh trên mặt liền lộ ra phẫn nộ cùng thống khổ thần sắc, hắn tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ta này đệ đệ hẳn là bị ngươi giết chết a. À. Ngươi không cần phủ nhận, ta sẽ không vì hắn báo thù, huống hồ ta mặc dù bây giờ tứ chi bị khốn trụ, nhưng là ta muốn giết chết ngươi là dễ như trở bàn tay sự tình, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bên ngoài sự tình đi. Cố gắng ta có thể giúp ngươi một cái cũng nói không nhất định, dù sao ta đã là chán sống, cũng thật sống ghét. Nằm trên mặt đất thân thể vô pháp động đậy Diệp Thần Phong, hắn đang nghe Âu Dương Minh lời nói về sau, hắn không có từ trên người Âu Dương Minh cảm giác ra cái gì sát khí, bây giờ đối với hắn tới nói có thể làm cũng chỉ là tin tưởng Âu Dương Minh thế là Diệp Thần Phong đem hắn cùng Âu Dương Bạch ở giữa sự tình đại khái nói một lần. Âu Dương Minh tại nghe xong về sau, hắn yên lặng có 5 6 phút đồng hồ, trong mồm thở ra một hơi, Phảng Phất đang nói một mình, lại Phảng Phất đang nói cho Diệp Thần Phong nghe, từ trong cổ họng hắn phát sinh một đạo 10 phần tang thương âm thanh, năm đó ta cùng ta đệ đệ Âu Dương Bạch đồng thời đắp lên một lần cổ võ chế tài người cho nhìn chúng, thế là hai chúng ta thành cổ võ chế tài người người thừa kế ban đầu ta cùng ta đệ đệ ở giữa là lành tính cạnh tranh. Chúng ta vì là có thể trở thành cổ võ chế tài người, hai chúng ta cộng đồng nỗ lực, về sau ta trong lúc vô tình đạt được một bản cổ lão thủ chát. Thượng diện ghi chép lúc trước mỗi một giới cổ võ chế tài người sự tình. Nguyên bản trong mắt của ta cổ võ chế tài người là một cái phi thường thần thánh vị trí, cổ võ chế tài người đại biểu cổ võ giới cùng bình thản trật tự, mà khi ta nhìn thấy quyển kia thủ chát bên trên nội dung về sau, Hoàn toàn phá hủy ta đối với cổ võ chế tài người ảo tưởng. Nguyên lai mỗi một giới cổ võ chế tài người cũng là thủ đoạn độc ác chi đồ. Với lại cổ võ chế tài người tu luyện độc môn công pháp đến hậu kỳ sẽ cho người trở nên vô cùng khát máu cùng tàn bạo. Lúc trước có rất nhiều cổ võ chế tài người làm một mình tư, thậm chí trực tiếp hủy diệt rất nhiều môn phái. Audio điện tử võ tấn bền. Này cổ võ chế tài người chỉ là hất lên thánh nhân y phục ma quỷ mà thôi, lúc ấy ta đang nhìn xong quyển kia thủ chát bên trên nội dung bên trong. Ta liền lập tức tìm tới đệ đệ ta Âu Dương Bạch, ta khuyên hắn cùng một chỗ từ bỏ cổ võ chế tài người vị trí, sau cùng còn đem quyển kia cổ lão thủ chát cho hắn xem, đồng thời nói cho hắn biết, ta muốn đem bản này thủ chát nội dung tại cổ võ giới công khai. Vừa mới bắt đầu đệ đệ ta Âu Dương Bạch không chút do so dự cùng ta đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Nhưng làm ta không nghĩ tới là ngày thứ hai lần trước cổ võ chế tài người tìm đến ta, nguyên lai đệ đệ ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thả vứt bỏ cổ võ chế tài người vị trí, hắn đã sớm là bị quyền lợi choáng váng đầu óc, về sau ta mặc dù không có bị giết, nhưng từ đó về sau ta liền bị cầm tù ở chỗ này. Tại này ngẩn ngơ cũng là dòng giã 70 năm a trong lòng ta cổ võ chế tài người nguyên bản liền không nên tồn tại. Cho nên người giết đệ đệ ta Âu Dương Bạch, ta không những sẽ không cừu hận cùng ngươi, trong nội tâm ngược lại sẽ còn cảm kích ngươi. Để cho ta đệ đệ sớm ngày rời đi cái thế giới này, đây đối với toàn bộ cổ võ giới. Nói không chừng là việc tốt. Diệp thần phong nghe Âu Dương Minh nói liên miên lại nhảy, trong lòng của hắn đối với Âu Dương Minh cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, bị đệ đệ mình cầm tù 70 năm, Diệp Thần Phong trong nội tâm quay xe bắt đầu có chút đáng thương Âu Dương Minh lão nhân này Âu Dương Minh điều chỉnh một chút tâm tình về sau lại mở miệng nói ra người trẻ tuổi ta cảm giác được ra ngươi toàn thân cao thấp kinh mạch cơ hồ từng chiếc đứt từng khúc xương cốt hoàn hảo cũng không có mấy cây ngươi có thể sống sót quả thực là một cái kỳ tích tất nhiên thượng thiên an bài ngươi ở chỗ này cùng lão phu gặp phải như vậy lão phu ta liền đến giúp ngươi một cái đi loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng Theo Âu Dương Minh hai đầu gầy còm cánh tay hướng phía Diệp Thần Phong nâng lên, cột vào trên cổ tay hắn dây xích là liên tục phát ra chói tai tiếng vang đến. Tại Âu Dương Minh trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn đến, nằm cách đó không xa Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được này Âu Dương Minh hẳn là có siêu phàm sơ kỳ thực lực. Nhưng mà, làm Diệp Thần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này thời điểm, hắn cảm giác mình thân thể bị một cỗ cường hãn hấp lực cho lăng không hút, thân thể bay thẳng hướng về Âu Dương Minh phương hướng, hắn bị Âu Dương Minh cho trực tiếp bắt vào tay. Thân thể đang di động về sau, Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp cảm giác đau bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt, trong cổ họng hít một hơi lãnh khí, hỏi, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Minh khóe miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, người trẻ tuổi, người cùng ta đã từng tính khí rất giống, lúc trước ta cũng là một cái vô cùng cẩn thận cẩn thận người, ở cái thế giới này bên trên ta duy nhất tin tưởng là đệ đệ ta, nhưng chính là đệ đệ ta đem ta cho ra bán. Trong lỗ mũi thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh tiếp tục nói, "Người trẻ tuổi, bằng vào ta thực lực muốn giết chết ngươi, ngươi bây giờ căn bản không có phản kháng năng lực, lão phu ta là thật tâm muốn giúp ngươi một cái, đón lấy quá trình có thể sẽ rất thống khổ, ngươi trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt đi." Không đợi Diệp Thần Phong mở miệng lần nữa, hai tay nắm lấy Diệp Thần Phong hai bên bả vai Âu Dương Minh, hắn tay trái tiếp tục nắm lấy Diệp Thần Phong bả vai trái, khiến cho Diệp Thần Phong cả người miễn cưỡng có thể đứng thẳng, tay phải nhanh chóng dán tại Diệp Thần Phong trên lưng. Liên tục không ngừng chân kính lực lượng trực tiếp từ tay phải hắn bên trong quán chú đến Diệp Thần Phong trong cơ thể. Diệp Thần Phong tại cảm giác được trong thân thể bị quán chú chân kính lực lượng về sau, hắn còn phát hiện tiến vào thân thể của hắn bên trong chân kính lực lượng tại tu bổ hắn kinh mạch, cái này khiến hắn là hoàn toàn yên tâm lại, cầm hai tròng mắt là chặt chẽ đóng lại đến, phối hợp với Âu Dương Minh hành động. Tại liên tục không ngừng chân kính lực lượng quán chú đến Diệp Thần Phong trong cơ thể về sau, Diệp Thần Phong cả người giống như biến thành một cây cứng ngắc mộc đầu, coi như Âu Dương bạch tay trái không bắt được bả vai hắn, hắn cũng có thể chính mình trực lang lăng đứng đấy. Cho nên, Âu Dương Minh cầm tay trái cũng áp vào Diệp Thần Phong trên lưng, Hai bàn tay tại Diệp Thần Phong trên lưng vẽ ra một đạo thái cực đồ án, đón lấy, Âu Dương Minh hai cánh tay phảng phất nam châm, một mực cầm Diệp Thần Phong thân thể cho hút lại, tại hắn hai bàn tay tại Diệp Thần Phong trên lưng đi đi lại lại chuyển động thời điểm, Diệp Thần Phong thân thể vậy mà cũng thuận kim đồng hồ 360 độ chuyển động đứng lên, thân thể của hắn phảng phất là biến thành một cái may mắn đĩa quay. Ước chừng 2 giờ sau khi Âu Dương Minh nếp nhăn trên mặt là toát ra từng khỏa trừng hạt đậu mồ hôi. Trên người hắn cũng nát quần áo cũng toàn bộ bị mồ hôi cho thẩm thấu. Hắn lỗ mũi và trong mồm khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Tại hai cái này giờ bên trong, Âu Dương Minh cơ hồ đem hắn cả đời này sở hữu tu luyện được lực lượng đều quán chú đến Diệp Thần Phong trong cơ thể. Đồng dạng Âu Dương Minh cũng cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng cùng chân kính lực lượng có chỗ khác nhau cũng may lần này Âu Dương Minh cũng không phải là muốn Diệp Thần Phong hấp thu hắn cả đời này sở hữu chân kính lực lượng, hắn là phải dùng hắn chân kính lực lượng giúp Diệp Thần Phong tái tạo kinh mạch, cải tạo nhục thân. Tại cầm sở hữu chân kính lực lượng toàn bộ quán chú cho Diệp Thần Phong về sau, Âu Dương Minh cầm Diệp Thần Phong thân thể bình ổn phóng tới trên mặt đất, đón lấy sự tình phải nhờ vào Diệp Thần Phong chính mình, tái tạo kinh mạch cùng cải tạo nhục thân quá trình là phi thường thống khổ, này tuy nhiên không thể để cho Diệp Thần Phong tăng lên mảy may thực lực, nhưng nếu như tái tạo kinh mạch cùng cải tạo nhục thân thành công, Diệp Thần Phong kinh mạch trình độ bền bỉ cùng nhục thân cường hãn trình độ sẽ là một cái chất bay vọt. Âu Dương Minh nhìn xem nằm trên mặt đất lông mày chặt chẽ nhíu lại Diệp Thần Phong, hắn khô quát bờ môi lộ ra một vòng nụ cười, tự nhủ ta cầm suốt đời thành quả tu luyện toàn bộ cho người trẻ tuổi này, như vậy người trẻ tuổi này cũng coi là ta truyền nhân A. Nếu như hắn có thể gắng gượng qua cửa này lời nói, chỉ sợ tương lai hơn 100 năm bên trong toàn bộ thế giới đều sẽ là hắn thiên hạ, thật đúng là có chút chờ mong đây. Không nghĩ tới ta Âu Dương Minh còn có thể có cái không sai truyền nhân, ta cũng coi như là không có uổng phí sống một trận. Âu Dương Minh hai tròng mắt nhìn chăm chú lên trước mặt nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong, khóe miệng của hắn nụ cười là càng phát ra rực rỡ, đây là hắn bị cầm tù 70 năm đến Lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Chương 964, 200 năm nhất lần phong bế. Dưới mặt đất trong không gian, bốn phía trên vách tường lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể tản ra trong suốt quang mang, bị dây xích chói chặt tứ tri Âu Dương Minh, sắc mặt hắn có vẻ hơi tái nhợt, một đôi đục ngầu đôi mắt là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên nằm ở trước mặt hắn Diệp Thần Phong. Giờ phút này, nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong, Hắn tiến vào một loại phi thường huyền diệu trong trạng thái Âu Dương Minh Quán chú đến hắn thân thể bên trong chân kính lực lượng liên tục bao vây lấy toàn thân hắn trên dưới đứt từng khúc kinh mạch. Cái này khiến hắn có loại phi thường dễ chịu hưởng thụ cảm giác loại cảm giác này phảng phất là tắm rửa tại thoải mái dễ chịu trong ánh nắng. Vừa vận rất tốt cảnh không dài làm chui vào diệp thần phong thân thể bên trong chân kính lực lượng đem hắn sở hữu kinh mạch đều bao trùm thời điểm. Nguyên bản cỗ này nhu hòa chân kính lực lượng đột nhiên trở nên hung mãnh lên, không ngừng điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy Diệp Thần Phong đứt từng khúc kinh mạch. Diệp Thần Phong là căn bản không có phản ác kháng năng lực, chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Thần Phong thân thể nội kinh mạch bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên bất ngờ biến cố này, để cho nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong thân thể một trận run rẩy, trên mặt tràn ngập cực kỳ thống khổ thần sắc, trong mồm răng trên răng dưới răng là cắn thật chặt. Cảm giác thân thể bên trong nguyên bản đức từng khúc kinh mạch đang không ngừng gặp chân kính lực lượng ăn mòn, loại thống khổ này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần Phong còn cho rằng Âu Dương Minh đây là muốn hại hắn, có thể ngược lại muốn đến lấy Âu Dương Minh thực lực căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, cho nên Diệp Thần Phong lại tập trung tinh thần muốn gắng gượng qua cửa này. Tóc rối tung Âu Dương Minh, hắn nhìn xem thần sắc thống khổ Diệp Thần Phong trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra ta chân kính lực lượng tại phát huy tác dụng, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, người trẻ tuổi kia nguyên bản toàn thân cao thấp kinh mạch đã là toàn bộ đứt từng khúc, coi như ta dùng phổ thông biện pháp giúp hắn khôi phục lại, chỉ sợ cũng phải để lại cho hắn không nhỏ hậu di chứng. Mà ta hiện tại loại này trước đem hắn kinh mạch phá hư càng thêm nghiêm trọng, lại để cho ta chân kính lực lượng thôi phát hắn thân thể nội kinh mạch một lần nữa sinh trưởng cứ như vậy toàn thân hắn trên dưới kinh mạch chẳng khác nào là thu hoạch được trọng sinh, bất quá, này tái tạo kinh mạch quá trình vô cùng thống khổ, thật đúng là hy vọng người trẻ tuổi kia thật có thể chịu nổi, bằng không ta cả đời này chân kính lực lượng muốn uổng phí hết. Đóng chặt lại hai tròng mắt Diệp Thần Phong tự nhiên không biết Âu Dương Minh suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại chỉ có thể nương tựa theo chính mình ý chí lực đi chết chết kiên trì, mặc cho lấy chân kính lực lượng không ngừng phá hư hắn kinh mạch ước chừng 15 phút sau khi. Làm Diệp Thần Phong trong đầu ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ thời điểm, hắn bất thình lình phát hiện này cỗ chân kính lực lượng đình chỉ phá hư hắn kinh mạch, nhưng tại trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc thời điểm, này cỗ chân kính lực lượng bên trong bỗng nhiên phun ra nồng đậm sinh cơ, hắn thân thể bên trong bị phá hư không ra bộ dáng kinh mạch, tại này cỗ chân kính lực lượng bên trong phun ra sinh cơ thời điểm, Toàn thân hắn trên dưới kinh mạch vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Cái này khiến Diệp Thần Phong nhất thời mừng rỡ vô cùng. Có thể Diệp Thần Phong còn không có cao hứng quá lâu, hắn thân thể nội kinh mạch sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thân thể bên trong huyết dịch phản phất đang giờ khắc này toàn bộ bốc cháy lên, giống như muốn đem cả người hắn cho đốt cháy một dạng. Bị dây xích chói chặt tứ chi Âu Dương Minh Hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không bao lâu lại khôi phục nguyên bản sắc mặt về sau, hắn lại im lặng gật gật đầu, hắn biết Diệp Thần Phong thân thể nội kinh mạch hẳn là tái tạo hoàn tất, tiếp đó, liền hẳn là muốn đi vào cải tạo nhục thân khâu. Đóng chặt lại hai tròng mắt Diệp Thần Phong, hắn tại cảm giác được toàn thân cao thấp kinh mạch khôi phục về sau, đang lúc hắn muốn tra xét một chút kinh mạch trình độ bền bỉ hắn thân thể bên trong này cỗ chân kính lực lượng lại lần nữa du tẩu đứng lên, lúc này cỗ này chân kính lực lượng du tẩu tại toàn thân hắn trên dưới cốt cách chung quanh. Tại Diệp Thần Phong còn không có kịp phản ứng thời điểm, cỗ này chân kính lực lượng liền chui đi vào Diệp Thần Phong mỗi một cây đầu khớp xương mặt, tại đầu khớp xương mặt một trận lung tung khuấy động, cái này khiến Diệp Thần Phong kém chút trực tiếp đau nhức bất tỉnh đi. Cũng may Diệp Thần Phong biết chân kính lực lượng chui vào hắn đầu khớp xương khẳng định cũng là có dụng ý khác, cho nên mặc kệ loại này cảm giác đau đớn đến cỡ nào kịch liệt, hắn đều thủy chung gắt gao cắn răng kiên trì lấy. Ước chừng 20 phút sau khi, coi là thật sức lực lực lượng từ Diệp Thần Phong thân thể các bộ vị đầu khớp xương chui ra về sau, cỗ này chân kính lực lượng lại lập tức thẩm thấu tiến vào Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp trong cơ thể, tuy nhiên cảm giác đau đớn vẫn là dị thường khoảng cách nhưng ở kinh lịch trải qua tái tạo kinh mạch cùng bền bỉ cốt cách hai loại thống khổ về sau, Diệp Thần Phong hiện tại ngược lại là hơi choáng, cảm giác đau cũng không có trước đó hai lần mãnh liệt. Làm này cỗ chân kính lực lượng hoàn toàn dung nhập Diệp Thần Phong trong cơ thể thời điểm, này cỗ chân kính lực lượng tại hắn thân thể bên trong xem như hoàn toàn biến mất, Diệp Thần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo sắc bén quang mang tại hắn trong hai con ngươi là chợt lóe lên. Diệp Thần Phong trực tiếp từ dưới đất đứng lên, hắn cảm giác mình thân thể bên trong huyết khí là càng thêm tràn đầy, với lại toàn thân cao thấp kinh mạch so với ban đầu cứng cỏi gấp 20 lần có thừa, liền ngay cả hắn xương cốt cứng rắn cùng thân thể cường độ cũng đầy đủ để cao gấp 20 lần có thừa, nếu như Diệp Thần Phong bây giờ lần nữa tiến vào cực hạn trạng thái bùng nổ bên trong, chỉ sợ hắn kinh mạch cũng sẽ không hung hăng đứt từng khúc, thân thể cũng sẽ không làm cho chật vật như vậy. Có thể nói lấy hiện tại Diệp Thần Phong nhục thân cường độ tới nói, hắn hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là hình người máy móc. Diệp Thần Phong cảm thụ được chính mình thân thể bên trong biến hóa, toàn thân hắn trên dưới thương thế đã là hoàn toàn khôi phục, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười, hắn vội vàng lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh, khi hắn nhìn thấy Âu Dương Minh sắc mặt tái nhợt, thân thể sinh cơ đang từ từ trôi qua thời điểm, hắn biết vừa rồi Âu Dương Minh là cầm suốt đời tu vi toàn bộ rót vào hắn thân thể bên trong, này Âu Dương Minh chỉ sợ là không còn sống lâu nữa, khó trách hắn thân thể sẽ phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Đây là đường đường siêu phàm sơ kỳ cao thủ Âu Dương Minh dùng tánh mạng trợ giúp hắn. Âu Dương tiền bối, ngươi. Lúc này Diệp Thần Phong là xuất phát từ nội tâm hô một tiếng Âu Dương tiền bối, mà Âu Dương Minh lại trực tiếp khoát khoát tay, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi không cần có tâm lý gánh vác, trói chặt ta tứ chi bốn cái dây xích chỉ có siêu phàm điên phong cao thủ mới có thể giải khai, ta vây ở chỗ này cũng đủ lâu, chẳng thành toàn ngươi người trẻ tuổi kia, mà ta cũng cần phải tới đất ác xuống dưới cùng ta này không nên thân đệ đệ gặp mặt. Chuyên cua tui đốn, tê Âu Dương Minh đôi mắt nhìn chăm chú Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ta nhìn ra được ngươi tiềm lực vô hạn. Bây giờ ngươi kinh mạch cùng nhục thân bị cải tạo về sau, sợ rằng tương lai không ai có thể đủ ngăn trở ngươi tiến lên tốc độ, tại trước khi chết có thể cầm ta cả đời này tu vi cho ngươi, ta cũng coi là chết cũng không tiếc, người trẻ tuổi, người tên là gì? Ngươi có thể gọi ta một tiếng sư phụ sao? Âu Dương Minh cầm suốt đời tu vi quán chú đến Diệp Thần Phong thân thể bên trong, từ trên lý luận tới nói hắn cũng làm nổi Diệp Thần Phong sư phụ, cho nên Diệp Thần Phong không có chút nào do dự liền nói, sư phụ, ta gọi Diệp Thần Phong. Tốt, 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 Âu Dương Minh đang nghe sư phụ hai chữ này về sau, trên mặt hắn là cười nở hoa đến, nói ra, không nghĩ tới ta Âu Dương Minh tại trước khi chết còn có thể có ngươi như thế một cái đồ đệ, đáng tiếc sư phụ ta không thể nhìn thấy ngươi Long Phi cửu thiên thời điểm. Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà khi Diệp Thần Phong yên lặng thời điểm, Âu Dương Minh mở miệng lần nữa, "Thần Phong, chỉ sợ ngươi hiện tại không cách nào trở lại cổ võ giới bên trong." cổ võ giới cách mỗi 200 năm kết giới chi môn liền sẽ phong bế một lần, khiến cho kết giới chi môn phong bế chỗ mấu chốt ngay tại chúng ta vị trí bên trong không gian này. Nguyên bản rời kết giới chi môn phong bế còn có hơn 10 ngày thời gian, có thể là bởi vì người cùng ta đệ đệ chiến đấu, khiến cho kết giới chi môn đã sớm quan bế. Với lại chúng ta vị trí nơi này là đang thẩm vấn phán chỗ ác phía dưới, phía trên sơn cốc đã là sụp đổ, lấy người bây giờ thực lực không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xông phá phía trên sụp đổ sơn cốc, mà ở trong đó lại không có thức ăn nước uống ngọn nguồn cung cấp cho ngươi. Đang nghe Âu Dương Minh lời nói này về sau, Diệp Thần Phong trong nội tâm là bỗng nhiên một cái lộp bộp nếu như không có thức ăn nước uống ngọn nguồn, hắn chỉ sợ thật đúng là sẽ bị vây chết ở chỗ này, chẳng lẽ vừa mới từ kề cận cái chết một vòng, cuối cùng vẫn chạy không khỏi đi vào quỷ môn quan vận mệnh sao? Bất quá, Thần Phong, người yên tâm tốt, tuy nhiên ngươi vô pháp trở lại cổ võ giới, nhưng ta có thể để ngươi lập tức đến thế tục giới. Tứ chi bị dây xích cột Âu Dương Minh còn nói thêm. chương 965, nhất năm sau, ta sẽ trở về. Tại Âu Dương Minh một phen giải thích phía dưới, Diệp Thần Phong cầm đại khái sự tình hiểu biết một lần. Này cổ võ giới cách mỗi 200 năm, kết giới chi môn liền sẽ quan bế một lần, cần thời gian 2 năm mới có thể một lần nữa mở ra, mà năm đó Âu Dương Minh đạt được quyển kia cổ lão thủ chát không những ghi chép kỳ trước cổ võ chế tài người sự tình, bên trong còn ghi lại rất nhiều bí ẩn. Âu Dương Minh từ quyển kia thủ chát bên trên biết được, thực sự này thẩm phán chi địa dưới trong cái không gian này cũng là có một cái đạo kết giới chi môn, cái này kết giới chi môn liền ngay cả đệ đệ của hắn Âu Dương Bạch cùng đời trước cổ võ chế tài người cũng không biết. Lúc trước Âu Dương Minh cầm quyển kia thủ chát cho Âu Dương Bạch nhìn thời điểm, Âu Dương Bạch cũng không có cẩn thận đi xem, mà ngày thứ hai Âu Dương Bạch liền mang theo lần trước cổ võ chế tài người tìm tới Âu Dương Minh. Âu Dương Minh biết mình là không gánh nổi quyền kia thủ chát, thế là hắn trực tiếp cầm quyền kia thủ chát cho hủy đi. Đúng lúc không khéo Âu Dương Minh bị cầm tù tại chỗ này không gian bên trong, đã từng hắn đã nhiều lần vụng trộm nếm thử mở ra bên trong không gian này kết giới chi môn. Đáng tiếc là hắn tứ chi bị dây xích cho cột, liền xem như mở ra kết giới chi môn, hắn cũng vô pháp rời đi nơi này âu dương minh cầm sự tình giản lược tố thuật một lần về sau hắn xoay người dùng hết toàn lực cầm trên mặt đất một khối gạch đá cho lật lên bên trong lập tức lộ ra một khối bóng rổ lớn nhỏ lục sắc tinh thể hắn mở miệng nói ra thần phong cái không gian này dưới mặt đất bị xếp đầy loại này lục sắc tinh thể đi qua ta mấy năm nay nghiên cứu cũng là những này lục sắc tinh thể chống đỡ lấy kết giới chi môn ta muốn cổ võ giới một chỗ khác kết giới chi môn địa phương nơi đó khẳng định cũng là có loại này lục sắc tinh thể Cách mỗi 200 năm loại này lục sắc tinh thể cần đoàn tụ một lần năng lượng, cho nên kết giới chi môn mới có thể tạm thời quan bế. Một chỗ khác kết giới chi môn cùng tại đây kết giới chi môn nếu là lẫn nhau có cảm ứng, cho nên ta mới thôi toán ra một chỗ khác kết giới chi môn bây giờ cũng đã quan bế, mà ở trong đó kết giới chi môn hẳn là cũng chống đỡ không bao dài thời gian. Đây đều là ta tại quyển kia thủ chat bên trên nhìn thấy, căn cứ quyển kia thủ chat bên trên ghi chép, một chỗ khác kết giới chi môn cần thời gian 2 năm mới có thể mở ra, mà chỗ này bí ẩn kết giới chi môn chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể một lần nữa mở ra. Âu Dương Minh chỉ hắn bên trái thạch bích, nói ra, thần phong, nơi đó cũng là kết giới chi môn vị trí, ngươi chỉ cần cầm trong thân thể lực lượng quán chú bên trong. Kết giới chi môn tự nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Bằng không tại không có thức ăn nước uống ngọn nguồn tình huống dưới, Ngươi cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Chờ một năm về sau, tại đây kết giới chi môn một lần nữa mở ra, như vậy tại gần nhất 200 năm bên trong liền sẽ không quan bế, đến lúc đó ngươi cũng cần phải có năng lực trong khoảng thời gian ngắn xông phá thượng diện sụp đổ sơn cốc, coi như trong thời gian ngắn vô pháp xông phá cũng không cần gấp, bởi vì lúc kia ngươi có thể từ từ sẽ đến, ngươi không cần lo lắng bị vây ở chỗ này. Thần Phong, đi nhanh lên đi, đi nhanh lên đi. Vi sư tại trước khi chết có thể đủ nhiều người tên đồ đệ này. Vi sư thật cảm thấy thật cao hứng, vô cùng. Bị dây xích chói chặt tứ chi Âu Dương Minh, thanh âm hắn bất thình lình im bặt mà dừng. Trong thân thể của hắn sinh cơ là trôi qua không còn một mảnh. Nhìn thấy đã chết Âu Dương Minh, Diệp Thần Phong trong nội tâm có loại nói không nên lời khó chịu. Hắn ý đồ muốn đi cầm chói chặt Âu Dương Minh dây xích cho kéo đứt. Đáng tiếc là lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là vô pháp kéo đứt. Sau cùng. Diệp Thần Phong chỉ có thể xuất phát từ nội tâm cho đã qua đời Âu Dương Minh dập đầu ba cái. Này Âu Dương Minh cầm suốt đời tu vi toàn bộ cho Diệp Thần Phong, hắn cũng chịu đựng nổi Diệp Thần Phong lần này quỳ bái. Diệp Thần Phong từ dưới đất đứng lên về sau, tự nhủ, sư phụ, hiện tại ta còn không có người năng lực đem người an táng. Bất quá, một năm sau, ta nhất định sẽ làm cho người nhập thổ vi an. Chính như Âu Dương Minh nói, Diệp Thần Phong hiện tại không thể chậm trễ thời gian, ai biết bên trong không gian này kết giới chi môn lúc nào cũng sẽ quan bế. Diệp Thần Phong không thể ở chỗ này thời gian dài lưu lại, trong lòng của hắn cũng không lo lắng thân ở đỉnh cấp thế lực hạ tử ninh bọn người, dù sao cổ võ chế tài người đã chết, bằng vào hắn phong vệ đội thành viên cùng xích viêm cốc người, lại thêm thông thiên mê huyễn trận mở ra, vân tiêu cung cùng địa ma điện người khẳng định vô pháp thương tổn đến hạ tử ninh bọn người. Lại mà Diệp Thần Phong một năm về sau liền sẽ trở về, hắn tin tưởng một năm này bên trong hẳn là sẽ không phát sinh rất đại biến cho nên. Diệp Thần Phong đi đến Âu Dương Minh bên trái trước vách đá, hắn cầm tay phải ấn tại thạch trên vách, trong thân thể linh hồn lực thông qua thủ trưởng bỗng nhiên quán chú đến thạch bích trong, trước mặt hắn thạch bích dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, sau cùng biến thành một đạo cao 2m, rộng 1m màn ánh sáng trắng. Cái này màn ánh sáng trắng cực kỳ không ổn định, khi thì tỏa sáng, khi thì ảm đạm. Diệp Thần Phong biết tại đây kết giới chi môn cũng phải chống đỡ không nổi, lưu lại nơi này trong không gian chỉ có bị chết đói, chết khát phân. dù sao lấy hắn thực lực bây giờ không có khả năng tại một hai ngày bên trong phá vỡ phía trên sụp đổ sơn cốc. Diệp Thần Phong sau cùng đang nhìn liếc một chút Âu Dương Minh thi thể về sau, hắn là trực tiếp đi vào màn sáng bên trong, đợi cho từ màn sáng bên trong đi tới thời điểm, Diệp Thần Phong trước mắt tràng cảnh biến đổi. Hắn phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ tối tăm trong sơn động, Diệp Thần Phong từ trong sơn động đi tới về sau, trước mắt hắn tầm mắt đột nhiên trống trải, hắn vị trí cái sơn động này tại giữa sườn núi vị trí, hít sâu một cái khí, nhìn phía xa rơi xuống phía Tây Thái Dương, hắn biết mình hẳn là đã trải qua trở lại thế tục giới. Đợi cho Diệp Thần Phong lần nữa trở lại trong sơn cốc, cầm linh hồn lực quán chú đến kết giới chi môn địa phương lúc, hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào quán chú linh hồn lực trước mặt thạch bích cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tại đây kết giới chi môn cũng hẳn là tạm thời phong bế, cái này khiến Diệp Thần Phong là một trận hoảng sợ, hắn kém một chút liền bị nhốt tại thẩm phán chi địa dưới trong không gian. Cổ võ giới, một năm sau, ta Diệp Thần Phong sẽ còn trở về. Diệp Thần Phong tại lầm bầm một câu về sau, hắn thân ảnh liền nhanh chóng đi ra sơn động bên trong. Khoảng cách Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch Kinh Thiên nhất chiến đã qua ba ngày trong ba ngày qua đỉnh cấp thế lực bên này là hoàn toàn sôi trào lên diệp thần phong sự tích là truyền khắp toàn bộ cổ võ giới trong lúc nhất thời diệp thần phong trở thành cổ võ giới bên trong hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ nhân vật đương nhiên kết giới chi môn bị phong bế sự tình cũng trong ba ngày qua tại cổ võ giới bên trong khuếch tán ra đến bất quá người thế hệ trước đều biết kết giới chi môn là tạm thời quan bế mà thôi cho nên cổ võ giới bên trong người cũng không có cái gì tốt lo lắng đỉnh cấp thế lực thiên tinh thành, trong thành chủ phủ. Thiên tinh thành bên ngoài thông thiên mê huyễn trận là hoàn toàn mở ra, toàn bộ thiên tinh thành bên ngoài bị một tầng mê vụ cho bao phủ lại. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Ở đây người cả đám đều là yên lặng không nói, riêng là hạ tử ninh, tôn hằng phi cùng tôn hiểu lệ bọn người, bọn họ đã có ba ngày ba đêm chưa ăn cơm không ngủ, thành chủ triệu vô không hai cái nữ nhi triệu tiêu tiêu cùng triệu viện viện, các nàng cũng là sầu mi khổ kiểm, trên mặt tràn ngập bi thương thần sắc, hai nha đầu này trong nội tâm đối với Diệp Thần Phong cũng là tràn ngập hảo cảm. Khụ khụ. Xích Viêm cốc cốc chủ liệt viêm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, bây giờ Thông Thiên Mê Huyễn trận đã mở ra, bất quá, muốn duy trì Thông Thiên Mê Huyễn trận chỗ tiêu hao tài liệu phi thường to lớn, lấy thiên tinh thành dự trữ đến xem, này Thông Thiên Mê Huyễn trận nhiều nhất duy trì hơn nửa năm thời gian, tại hơn nửa năm này bên trong chúng ta hẳn là sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên tại hơn nửa năm này bên trong chúng ta cũng nhất định phải nỗ lực tăng thực lực lên. Liệt Phiêm cầm trước mắt đại khái tình huống nói một lần về sau, ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua tôn bác dịch cùng hạ tử ninh bọn người, có chút đau thương nói ra, các vị, ta biết các người bởi vì diệp tiểu huynh đệ sự tình phi thường khổ sở, nhưng diệp tiểu huynh đệ là vì chúng ta mới hy sinh, các người bây giờ cái bộ dáng này, các người xứng đáng hắn sao? các ngươi hẳn là muốn đánh lên tinh thần tới mới đúng. Cắn chặt môi đỏ hạ tử ninh, nàng bất thình lình từ trên ghế đứng lên, nói ra ta sẽ nỗ lực tu luyện, bất quá, ta tin tưởng thần phong còn chưa có chết. Nói, hạ tử ninh liền đi ra đại sảnh. Ta cũng không tin thần phong tiểu tử này chết, ta nhất định phải đi nỗ lực tu luyện, tiết kiệm lần nhìn thấy hắn thời điểm, mới phát hiện ta đã bị hắn cho vung ra 10 vạn 8 ngàn bên trong. Tôn Hằng Phi cũng đi ra trong đại sảnh. Đón lấy, Tôn Hiểu Lệ, Triệu Tiêu Tiêu cùng Triệu Viện Viện các loại người trẻ tuổi, bọn họ đều nói một câu không tin Diệp Thần Phong cứ như vậy sau khi chết. Bọn họ cả đám đều rời đi đại sảnh đi nỗ lực tu luyện. Nếu trong lòng bọn họ mặt biết Diệp Thần Phong sống sót khả năng không lớn, nhưng bọn hắn cũng là không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. chương 966, muốn làm ba ba. Đầu tháng 7 khí trời nghiêm chỉnh là 10 phần viêm nhiệt. Diệp Thần Phong rời đi chỗ hang núi kia ở một tòa bên trong dãy núi, hắn đã đem chỗ hang núi kia vị trí một mực ghi tạc trong đầu, dù sao một năm về sau hắn còn phải thông qua tại đây kết giới chi môn một lần nữa trở lại cổ võ giới bên trong. Bất quá, Diệp Thần Phong rời đi chỗ hang núi kia về sau, hắn cũng không có đi vội vã ra tòa dạng núi này, hắn kinh mạch, xương cốt cùng bắp thịt đã là bị Âu Dương Minh chân kính lực lượng toàn bộ cải tạo một lần trước mắt Diệp Thần Phong còn nhất định phải một lần nữa làm quen một chút hắn này là phảng phất thu hoạch được tân sinh thân thể, cho nên liên tiếp ba ngày Diệp Thần Phong đều tại tòa dạng núi này bên trong vượt qua. ầm um, một tiếng vang trầm, trong dãy núi, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng hướng phía một gốc tham thiên đại thụ sông tới, tại trải qua cùng đạo thân ảnh này kịch liệt pha chạp, này khỏa tham thiên đại thụ bên trên xuất hiện từng cái vết giạt, sau đó răng rắc một tiếng, cả khỏa tráng kiện đại thụ trực tiếp đứt gãy ra chậm rãi hướng về sau ngã xuống cái này hòa tham thiên đại thụ va chạm thân ảnh cũng là diệp thần phong phải biết hắn vừa rồi một chút cũng không có vận dụng thân thể ác bên trong linh hồn lực hắn là quang quang dựa vào nhục thân cường độ trực tiếp cầm một gốc tham thiên đại thụ đụng đoạn có thể thấy được diệp thần phong thân thể tại trải qua âu dương minh chân kính lực lượng cải tạo về sau hắn nhục thân cường độ đến một cái 10 phần khủng bố cảnh giới Tại ba ngày nay bên trong, Diệp Thần Phong đã là thuần nát dựa vào thân thể đụng gãy trên trăm cây đại thụ, hắn cũng bắt đầu chậm rãi thói quen này là một lần nữa cải tạo thân thể. Giờ phút này, Diệp Thần Phong trên thân nguyên bản mặc một bộ trường sam màu trắng nghiêm chỉnh là trở nên rách tung tóe, thậm chí bộ ngực hắn quần áo hoàn toàn vỡ tan, lộ ra cái kia to lớn lớn mạnh lồng ngực, đầu hắn tóc cùng khuôn mặt cũng không lộ ra dơ giấy bẩn thỉu. tại tòa dạng núi này bên trong là có hồ nước tồn tại hắn mỗi ngày đều sẽ ở trong hồ nước tắm rửa. Bây giờ Diệp Thần Phong xem như hoàn toàn một lần nữa quen thuộc cỗ thân thể này, hắn cũng không có ý định ở trong dãy núi lưu lại, tại phân rõ một cái phương hướng về sau, hắn liền hướng phía ngoài dãy núi chạy như bay. Tại mới vừa đi ra tòa dạng núi này thời điểm, Diệp Thần Phong vừa vặn gặp được một cái nông dân lão bá, hắn từ nơi này vị trí nông dân lão bá trong miệng biết mình hiện tại sở tại địa phương, trong sơn động chỗ kia kết giới chi môn thông hướng địa phương lại là Nam Cảng, nói cách khác Diệp Thần Phong từ Nam Cảng trở lại Kinh Thành nhất định phải đi máy bay, nhưng là bây giờ Diệp Thần Phong trên thân điện thoại di động không có, tiền không có, liền liền thân phận chứng nhận cũng không có. Bất quá, Diệp Thần Phong trong đầu rất tránh mau hiện ra một vòng tư thế hiên ngang thân ảnh, cái kia chính là nữ hoa khôi cảnh sát Trần Tư Vũ, lúc trước Diệp Thần Phong tới Nam Cảng hiệp trợ trị liệu bệnh truyền nhiễm thời điểm thế nhưng là cùng trần tư vũ phát sinh thân mật nhất quan hệ nguyên bản lúc kia diệp thần phong muốn dẫn lấy trần tư vũ trở lại kinh thành nhưng trần tư vũ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cho nên trần tư vũ lựa chọn tạm thời lưu tại nam cảng nàng và diệp thần phong ở giữa quan hệ thân mật cũng không có đối ngoại công khai liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng đều không biết thế là diệp thần phong tiên quyết định đi một chuyến nam cảng cảnh vụ nơi dù sao cảnh vụ nơi người đứng đầu Trần Kiến Quân cũng coi là Diệp Thần Phong lão trượng nhân. Diệp Thần Phong thuận tiện muốn cho Trần Kiến Quân giúp hắn giải quyết vé máy bay loại hình sự tình. Còn có lần này hắn dự định cầm Trần Tư Vũ cũng cùng một chỗ mang về kinh thành, dù sao Trần Tư Vũ đã là hắn Diệp Thần Phong nữ nhân. Đang hỏi rõ ràng nam cảng cảnh vụ nơi cụ thể phương hướng về sau, Diệp Thần Phong liền nhanh chóng hướng phía cảnh vụ nơi tiến đến. Phải biết lấy Diệp Thần Phong tốc độ thế nhưng là nhanh hơn taxi nhiều, cho nên hắn cũng không có ý định cưới taxi. Tại Diệp Thần Phong chạy tới Nam Cảng cảnh vụ nơi thời điểm, Nam Cảng Trần ra biệt thự một gian phòng bên trong. Một tên tóc rối tung ở đầu vai, mặc trên người một kiện rộng rãi đồ mặc ở nhà. Khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò tịnh lệ nữ nhân, nàng hai tròng mắt có chút ngốc trệ ngồi ở giường bên cạnh, bàn tay phải không tự giác vuốt ve chính mình bụng, nữ nhân này cũng là Trần Tư Vũ. Tại Trần Tư Vũ đứng trước mặt một cái bộ dáng cùng nàng có mấy phần tương tự xinh đẹp phụ nhân, nàng chính là Trần Tư Vũ mẫu thân Tô Mỹ Như. Trần gia tại Nam Cảng Tính không được cái gì đại gia tộc, Trần Kiến quân phụ thân tại không có nghỉ hưu trước đó cũng chỉ là Nam Cảng một tên tiểu quan viên mà thôi, mà Trần Kiến quân sở dĩ có thể ngồi lên hôm nay vị trí, trừ Trần Kiến quân thật có năng lực bên ngoài, còn thiếu không tô ra ở sau lưng hỗ trợ, dù sao tô gia tại nam cảng có thể nói là xếp hạng 10 vị trí đầu thương nghiệp gia tộc trần kiến quân tại cùng tô mỹ như sau khi kết hôn bọn họ liền chuyển ra trần gia mua một bộ thuộc về mình biệt thự mà giờ khắc này trần tư vũ chỗ biệt thự là trần gia tổ trạch cũng chính là trần tư vũ gia ra chỗ ở địa phương ngay tại trước đó không lâu trần tư vũ bị kiểm tra ra có thai tin tức này lập tức kinh động trần gia cùng người tô gia theo bọn hắn nghĩ Trần Tư Vũ vẫn là không có bạn trai, nàng như thế nào lại mang thai. Cho nên, Trần gia cùng người Tô gia đối với Trần Tư Vũ tiến hành liên tiếp hỏi thăm. Trần Tư Vũ không có đưa nàng cùng Diệp Thần Phong ở giữa sự tình nói ra, nàng dự định gọi điện thoại cầm chuyện này nói cho Diệp Thần Phong thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện Diệp Thần Phong điện thoại thủy chung cũng đánh không thông, nàng không biết trong khoảng thời gian này Diệp Thần Phong đúng lúc là tiến vào cổ võ giới kết quả là trần tư vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên có phải hay không diệp thần phong không cần nàng có phải hay không diệp thần phong từ đầu đến cuối đều tại đùa bỡn nàng bất quá đối mặt trần gia cùng người tô gia liên tục ép hỏi trần tư vũ ngậm chặt miệng không có cầm cha đứa bé nói ra trần gia cùng người tô gia đối với trần tư vũ thái độ cũng là càng ngày càng lãnh đạm phải biết tô gia là tai to mặt lớn đại gia tộc mà trần gia cũng đang từ từ phát triển bọn họ như thế nào chứa chấp được Trần Tư Vũ cái này chỗ bẩn. Theo bọn hắn nghĩ Trần Tư Vũ quả thực là cho hai người bọn hắn đại gia tộc mất mặt. Nhưng mà, thế sự khó liệu, phía trước mấy ngày, nước Mỹ hơi nặc tập đoàn con trai của Chủ tịch Phí Ân chuyên tới để Nam Cảng lựa chọn hợp tác đồng bọn, tô ra mời Phí Ân đặc biệt đi trong nhà làm khách thời điểm. Lúc ấy Trần Tư Vũ vừa phận cũng tại tô Gia. Phí Ân đặc biệt liếc thấy bên trong Trần Tư Vũ, sau cùng khi biết Trần Tư Vũ có thai về sau, hắn vẫn là nguyện ý để cho Trần Tư Vũ làm hắn nữ nhân, đồng thời mịt mờ biểu thị chỉ cần Trần Tư Vũ làm hắn nữ nhân, như vậy hắn tại Nam Cảng hợp tác người liền lựa chọn Tô Gia. Tại Tô Gia cùng Trần Gia xem ra, nếu như Trần Tư Vũ có thể cùng hơi nạc tập đoàn con trai của Chủ tịch Phí Ân đặc biệt cùng một chỗ, điều này cũng đúng một kiện không sai sự tình, tối thiểu nhất có thể cho hai người bọn hắn đại gia tộc mang đến lợi ích. Tuy nhiên bọn họ biết phí ân đặc biệt sinh hoạt cá nhân 10 phần không bị kiềm chế, nhưng dù sao Trần Tư Vũ đã là có thai nữ nhân, bọn họ muốn đem Trần Tư Vũ mau sớm tuột tay ra ngoài, cho nên bọn họ lại bắt đầu bức bách Trần Tư Vũ cùng phí ân đặc biệt cùng một chỗ. Trong phòng bầu không khí mười phần yên lặng, Tô Mỹ như trước tiên mở miệng, nói ra, Tư Vũ, người để cho mụ phi thường thất vọng, đã ngươi ngay cả cha đứa bé là ai cũng không chịu nói, như vậy ngươi liền an tâm cùng phí ân đặc biệt cùng một chỗ đi. Tối thiểu nhất hắn có thể tiếp nhận ngươi, cùng tiếp nhận bụng của ngươi bên trong hài tử, đồng thời hắn còn có thể cho tô ra cùng Trần ra mang đến lợi ích. Trần Tư Vũ ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này phảng phất trở nên lạ lẫm mẫu thân, nàng khẽ cắn bờ môi, lần trước Diệp Thần Phong giúp nàng thể nội kích phát linh hồn lực, đồng thời cầm trăm năm đầu người quả một bộ phận năng lượng quán chú đến nàng thể nội, nói cách khác Trần Tư Vũ bây giờ có thất cấp linh hồn lực thực lực, bình thường cao thủ căn bản ngăn không được nàng đường đi. Chỉ là, Trần Tư Vũ Tại không có liên hệ với Diệp Thần Phong về sau, nàng cả người tâm tình trong nháy mắt trở nên xa sút người cũng là ngày ngày đã ốm đi, nàng quật cường nói ra, mụ, ta có ta tự mình lựa chọn, chính ta sẽ đem trong bụng hài tử nuôi lớn. Tư Vũ, chuyện này không phải do ngươi, hôm nay phí ân đặc biệt liền sẽ tới Trần Gia làm khách còn có đằng thời gian xưởng chế thuốc người phụ trách Lý Nguyên cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Internet công ty người phụ trách Vương Hảo Kiệt cũng đang muốn tới nơi này hiệp đàm hợp tác sửa tình, người đợi chút nữa hơi cách ăn mặc một chút liền xuống lầu tới. Tô Mỹ như không cho cự tuyệt mệnh lệnh một phen về sau, nàng liền trực tiếp ra khỏi phòng bên trong. Nếu như Diệp Thần Phong nghe được Lý Nguyên cùng Vương Hảo Kiệt tên lời nói, hắn khẳng định biết này Lý Nguyên cũng là Lý Bản Tử, này Vương Hảo Kiệt cũng là con khỉ, Bây giờ Lý Bàn Tử trưởng quản đăng thời gian xưởng chế thuốc cùng con khỉ trưởng quản sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Internet công ty. Tại toàn bộ hoa hạ cũng là số một số hai thương nghiệp cự đầu. Lần này Lý Bàn Tử cùng con khỉ cùng đi Nam Cảng khảo sát. Bọn họ là chuẩn bị muốn tại Nam Cảng đầu tư, thuận tiện tìm một chút hợp tác người. Mà đang tại không ngừng chạy tới Nam Cảng cảnh vụ nơi Diệp Thần Phong, hắn vẫn còn không biết chính mình vậy mà đần độn u mê muốn làm ba ba chương 967, buộc đi vào khuôn khổ. Nam cảng cảnh vụ nơi người đứng đầu Trần Kiến Quân trong văn phòng. Giờ phút này, Trần Kiến Quân cửa phòng làm việc động thật chặt, Trần Kiến Quân ngồi đang làm việc sau cái bàn trên ghế ra, hắn hai đầu lông mày là chặt chẽ nhíu chung một chỗ, trên mặt tràn ngập vẻ sầu lo, kẹp ở tay phải giữa ngón tay thuốc lá đã đốt đến cuối cùng, bất thình lình, Trần Kiến Quân bị thuốc lá cho nóng một chút, hắn không tự giác đem điếu thuốc cái mông cho vung ra trên mặt đất. Đang lúc Trần Kiến Quân xoay người lại nhặt mặt đất thuốc lá cái mông thì hắn cửa phòng làm việc bị mở ra, hắn không có lập tức đứng thẳng lưng lên, trực tiếp quát không phải nói với các ngươi sao. Hôm nay đừng tới trong văn phòng quấy giày ta. Trần Thúc Thúc, ngươi là ai chọc giận ngươi tóc lớn như vậy thuốc súng. Đi vào Trần Kiến Quân văn phòng rõ ràng là quần áo rách dưới Diệp Thần Phong, lần trước tới Nam Cảng hắn là tới qua cảnh vụ nơi, vừa lúc ở cửa ra vào gặp được một cái biết hắn cảnh sát, bằng không lấy hắn bộ này ăn mặc đoán chừng 89 phần 10 là đừng đi tiến đến. Không người nhặt điếu thuốc Trần Kiến Quân, hắn cảm giác đạo thanh âm này hết sức quen thuộc, hắn lập tức ngồi thẳng lên, khi hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong bộ này ăn mặc về sau, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, bất quá, hắn lập tức cung kính đứng người lên, nói ra, Diệp Tiên Sinh, ngài làm sao tới Nam Cảng. Lúc trước Diệp Thần Phong thần tiên thủ đoạn là xâm nhập trần kiến quân khu bên trong, tại Diệp Thần Phong trước mặt hắn cũng không dám có chút khinh thường. Diệp Thần Phong thế nhưng là đem trần kiến quân nữ nhi trần tư vũ làm, tại vị này lão trượng nhân trước mặt hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, thuận miệng nói ra, trần thúc thúc, về sau không cần kêu cái gì Diệp tiên sinh. Người gọi ta thần phong là được rồi. Trần Kiến Quân liền vội vàng lắc đầu, nói ra, Diệp tiên sinh, này làm sao có thể đây? Đây tuyệt đối không được. Diệp thần phong nhìn thấy Trần Kiến quân bộ này bộ dáng nghiêm túc, hắn là trong nội tâm là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn ra được Trần Kiến quân giống như khác gì tâm sự, hắn mở miệng hỏi Trần Thúc Thúc, người gần nhất có phải hay không có cái gì khó làm việc? Nếu như ta có thể giúp được một tay, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Trần Kiến Quân nhìn một chút Diệp Thần Phong, lúc trước hắn đã đoán nữ nhi của mình trong bụng hài tử là Diệp Thần Phong, có thể bị Trần Tư Vũ cho trực tiếp phủ quyết, sau đó hắn ngẫm lại cũng đúng, Diệp Thần Phong như vậy nhân vật thần tiên lại thế nào có thể là đem hắn nữ nhi làm lớn bụng hỗn đản đây. Trần Kiến Quân do dự một chút về sau, hắn cười khổ nói, Diệp Tiên Sinh, chuyện này ngươi khẳng định giúp không được gì, nữ nhi của ta Tư Vũ mang thai. Ta đến bây giờ còn không biết là tên hỗn đản nào cấu kết tư vũ, mà tư vũ cũng thủy chung không chịu nói. Nguyên bản biểu hiện trên mặt thoải mái tùy ý Diệp Thần Phong, hắn đang nghe Trần Kiến Quân câu nói này về sau, hắn ban đầu còn không có kịp phản ứng, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn không khỏi hỏi cái gì. Người nói tư vũ mang thai. Trần Kiến Quân không có để ý Diệp Thần Phong kinh ngạc như thế biểu lộ, nói ra ân, là, Diệp Tiên Sinh, tư vũ là mang thai, với lại hiện tại tình thế đối với tư vũ rất bất lợi a. À? mà ta cái này làm cha trong nhà lại không có lời gì lời nói quyền đáng thương tư vũ cái đứa bé kia diệp thần phong ngầm trộm nghe ra chút vấn đề đến với lại hắn cũng cơ hồ có thể khẳng định trần tư vũ trong bụng hài tử cũng là hắn không nghĩ tới lần này từ cổ võ giới bên trong đi ra hắn lại muốn làm ba ba cái này khiến diệp thần phong trong nội tâm tâm tình cũng một trận chập trùng đang suy tư sau một lát diệp thần phong mở miệng nói ra trần thúc thúc có lẽ ta biết trong miệng ngươi tên hỗn đản kia là ai. Nghe vậy, Trần Kiến Quân vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, ngài biết là tên hỗn đản nào làm lớn tư vũ bụng? Diệp thần phong gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ngón tay chỉ chỉ chính mình. Nói ra, Trần Thúc Thúc, trong miệng ngươi tên hỗn đản kia hẳn là ta. A, à, khổ khổ, khổ khổ, khổ khổ. Bỗng nhiên nghe được Diệp Thần Phong câu nói này, Trần Kiến Quân trực tiếp chấn kinh trong cổ họng kêu ra tiếng âm đến, hắn là bị chính mình nước bọt cho sặc đến, trong cổ họng là một trận mãnh liệt ho khan, ho đến hắn là sắc mặt đỏ lên vô cùng. Diệp Thần Phong không có tiếp tục mở miệng, hắn là đang chờ đợi Trần Kiến Quân lấy lại tinh thần, sau một lát, Trần Kiến Quân không khỏi cho mình đốt lên một điếu thuốc lá, khó trách vừa rồi Diệp Thần Phong ở trước mặt hắn như cái vãn bối một dạng, nguyên lai trong mắt của hắn vị này nhân vật thần tiên thật sự là đem hắn nữ nhi ngủ hỗn đản một điếu thuốc lá hút xong trần kiến quân mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này nhìn xem có chút do so dự trần kiến quân diệp thần phong lúc này mới lại mở miệng trần thúc thúc người yên tâm tốt ta sẽ đối với tư vũ phụ trách nguyên bản lần trước ta liền định đem tư vũ đưa đến kinh thành đi đáng tiếc tư vũ còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt mấy ngày này ta vừa lúc ở chấp hành nhiệm vụ Điện thoại di động cũng không có mang ở trên người, ta muốn Tư Vũ không có liên hệ đến ta, khẳng định trong nội tâm đối với ta rất thất vọng đi. Diệp Thần Phong thuận miệng đem hắn tiến vào cổ võ giới sự tình nói thành là tại thi hành nhiệm vụ. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói này về sau, Trần Kiến Quân là hoàn toàn yên tâm lại, nếu như Diệp Thần Phong vị này thần tiên nhân vật có thể làm con rể hắn, hắn là hài lòng không thể lại hài lòng, nếu biết Diệp Thần Phong cùng nữ nhi của hắn quan hệ như vậy Trần Kiến Quân cũng đem xưng hô sửa đổi đến, nói ra thần phong, có người câu nói này liền tốt, hiện tại tư vũ thời gian cũng không tốt qua a à. Cả kiện sự tình là như thế này. Trần Kiến Quân cầm Trần ra cùng người tô ra bước bách Trần Tư Vũ cùng hơi nạc tập đoàn con trai của Chủ tịch Phí Ân đặc biệt cùng một chỗ sự tình, đại khái nói một lần, cái này khiến Diệp Thần Phong trên mặt là lộ ra từng tia từng tia vẻ phẫn nộ, Trần Tư Vũ đã sớm là hắn Diệp Thần Phong nữ nhân, với lại hiện tại còn nghi ngờ hắn Diệp Thần Phong hài tử, hắn nữ nhân lúc nào đến phiên người khác tới bức bách cùng khi dễ. Trần Kiến quân hướng về Diệp Thần Phong giải thích rõ ràng tình huống về sau, hắn còn nói thêm, Thần Phong, ta tại Trần Gia cùng Tô Gia quyền nói chuyện rất yếu, ta là kiên chỉ không đồng ý tư vũ cùng kia cái gì phí ân đặc biệt cùng một chỗ, này phí ân đặc biệt cũng là một cái hoa hoa công tử playboy, mà thôi, vì là tư vũ sự tình ta cùng Trần Gia, Tô Gia hoàn toàn trở mặt, bây giờ ngay cả ta lão bà cũng thay đổi, nàng là bị quyền lợi cùng tiền tài cho choáng váng đầu óc, thậm chí ngay cả nàng cũng đồng ý tư vũ cùng phí ân đặc biệt cùng một chỗ. Còn nói ta có thể ngồi lên hôm nay vị trí này, hoàn toàn là dựa vào bọn họ tô ra, nàng còn nói ta căn bản không có quyền lợi tham dự vào chuyện này bên trong tới. Trần Kiến Quân thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, hí hư nói, thần phong, Ta đã một người ở tại cảnh vụ nơi thật nhiều ngày thời gian. Trần thúc thúc, Tư Vũ ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua một chuyến, ta xem ai còn dám bức bách Tư Vũ." Diệp Thần Phong mặt lạnh lấy nói ra. "Tốt, Thần Phong, về sau tất cả mọi người là người một nhà, Tư Vũ năng lượng đi theo ngươi, ta cũng yên tâm." Trần Kiến Quân xuất phát từ nội tâm nói ra. Tại Trần Kiến Quân mang theo Diệp Thần Phong tiến đến gặp Trần Tư Vũ thời điểm, Trần gia tổ trạch trong đại sảnh. Hai cái bảy tám chục tuổi lão đầu ngồi ở trên ghế salon, bên phải một cái lão đầu chính là Trần Tư Vũ ra ra Trần Vĩ Trung, bên trái lão đầu kia chính là Trần Tư Vũ ngoại công tô Nam Hoành. Mặt khác tại hai cái này lão đầu bên cạnh còn đứng ở hai nam hai nữ, này hai nam hai nữ theo thứ tự là hai đôi phu thê, bên trong đứng tại Trần Vĩ Trung bên cạnh hai vợ chồng này, bọn họ là Trần Tư Vũ tiểu thúc Trần Kiến bay cùng tiểu thẩm Chu Mộng Tuyết, mà đứng tại Tô Nam Hoành bên cạnh một đôi khác đối với phu thê, bọn họ là Trần Tư Vũ cứu cứu Tô Chính Phương cùng cứu ngụ hoa hồng mai. Trong đại sảnh người khi nhìn đến Trần Tư Vũ mẫu thân Tô Mỹ như từ trên lầu đi xuống về sau, bọn họ toàn bộ ánh mắt tập trung ở Tô Mỹ như trên thân, Tô Mỹ như phụ thân Tô Nam Hoành, nàng mở miệng hỏi Mỹ như Tư Vũ nhà đầu kia đồng ý cùng phí ân đặc biệt ở một chỗ sao. Tô Mỹ như là lắc đầu, nói ra cha, từ vũ nhà đầu kia từ nhỏ tính khí liền quật cường cũng, nàng nói nàng muốn chính mình cầm trong bụng hài tử nuôi lớn thành nhân. Tô Mỹ như tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trần Tư Vũ ra ra Trần Vĩ Trung liền phẫn nộ mở miệng, nàng đều cho ta Trần ra mất mặt ném đến phân thượng này, nàng hiện tại còn muốn cho ta tới chọn ba lấy bốn. Ta mặc kệ nàng có đồng ý hay không, dù sao nàng nhất định phải cho ta cùng phí ân đặc biệt cùng một chỗ, chuyện này vô luận là ai cũng cải biến không thân gia, người nói không tệ, lần này chúng ta liền buộc tư vũ đi vào khuôn khổ, tư vũ có thể cùng hơi nặc tập đoàn con trai của chủ tịch phí ân đặc biệt cùng một chỗ, nàng cũng coi là đối với chúng ta hai nhà làm ra một điểm cống hiến, lần này không phải do nàng hồ nháo. Tô Nam Hoành cũng biểu hiện rất đồng ý gật đầu một cái nói nói. chương 968, Xúc sinh không nếu muốn pháp luật. Trần Tư Vũ ra ra Trần Vĩ Trung, hắn nhìn xem trên tường đồng hồ, nói ra, Mỹ Như, ngươi lại đến lầu đi thúc thúc tư vũ nhà đầu kia, để cho nàng tranh thủ thời gian tới trước dưới lầu đến, đến lúc đó nhà đầu này đừng tiếp tục cho ta trần ra mất mặt. Đúng, Mỹ Như, ngươi lại đến lầu đi một chuyến, hôm nay cũng không chỉ riêng vi nạc tập đoàn phí ân đặc biệt muốn tới, liền ngay cả đằng thời gian chế dược người phụ trách Lý Nguyên cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Internet công ty người phụ trách Vương Hạo Kiệt cũng đều muốn tới hai nhà này xí nghiệp phát triển thế nhưng là phi thường tấn mãnh ta cũng trải qua đoán chừng qua hai nhà này xí nghiệp tư sản so vi nặc tập đoàn cần phải cao nhiều nếu như chúng ta có thể cùng hai nhà này xí nghiệp hợp tác đôi kia tô ra cùng trần ra thế nhưng là có tuyệt đối chỗ tốt tô mỹ như phụ thân tô nam hoành cũng lập tức nói ra tô mỹ như chỉ có thể lại đến trên lầu đi một chuyến ước chừng sau 10 phút tô mỹ như hơi nhíu lấy lông mày nàng cầm ăn mặc đồ mặc ở nhà Trần Tư Vũ từ trên lầu kéo xuống, Trần Tư Vũ ra ra Trần Vĩ Trung khi nhìn đến Trần Tư Vũ liền y phục đều không đổi, trên mặt hắn nhất thời che kín vẻ giận dữ, quát Tư Vũ, người có biết hay không mình tại làm cái gì? Người có thể cùng vi nặc tập đoàn phí ân đặc biệt cùng một chỗ, chẳng lẽ người còn không hài lòng sao? Khuôn mặt gầy gò, sắc mặt tái nhợt Trần Tư Vũ, nàng nhếch nhếch miệng, nói ra ta muốn cùng người nào cùng một chỗ, chính ta sẽ quyết định, chẳng lẽ các ngươi lại không biết phí ân đặc biệt là cái dạng gì người? Gặp Trần Tư Vũ cũng dám mạnh miệng, Trần Vĩ Trung là càng thêm giận không thể giải đáp, quát người đây là nói chuyện với ta ngữ khí sao? Người đã cho ta trần ra mất mặt ném đến bộ dạng này, hiện tại ngươi còn có chọn ba lấy bốn quyền lợi sao? Chuyện này bởi chúng ta cho ngươi quyết định là được. Đứng tại Trần Vĩ Trung bên cạnh con trai của tiểu Trần Kiến Phi cùng con dâu Chu Mộng Tuyết hai vợ chồng này, bọn họ khóe miệng hiển hiện hữu ý vô ý nụ cười. Trần Vĩ Trung dưới gối hết thảy có hai đứa con trai, đại nhi tử Trần Kiến Quân đi đến con đường làm quan, mà tiểu nhi tử Trần Kiến Phi thì là đi đến súng đồ. Từ nhỏ Trần Vĩ Trung liền tương đối thiên vị chính mình tiểu nhi tử, bây giờ tiểu nhi tử Trần Kiến Phi sự nghiệp đang tại thượng thăng kỳ, nếu như Trần Tư Vũ có thể cùng vi nạc tập đoàn phí ân đặc biệt cùng một chỗ, đây không thể nghi ngờ là cho Trần Kiến Phi tăng thêm một cái hiệu quả trợ lực. Trần Tư Vũ hàm giang hơi hơi cắn môi, nói ra, ra ra, ta sở dĩ còn như thế gọi ngài, là bởi vì ta tôn kính ngài là ta trưởng bối. Nhưng ngài làm như vậy vì là không phải liền là cho Trần ra đổi lấy lợi ích sao? Nói cho đúng là vì là tiểu thúc bọn hắn một nhà tử đổi lấy lợi ích. Trần Tư Vũ tiểu thúc Trần Kiến Phi lập tức quát, Tư Vũ, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn phản sao? Chẳng lẽ chúng ta làm trưởng bối không thể an bài cho ngươi tương lai sự tình? Trần Tư Vũ tiểu thẩm Chu Mộng Tuyết là càng thêm cay nghiệt nói ra, Tư Vũ, người bây giờ trong bụng thế nhưng là có mang hài tử. Phí ân đặc năng đủ không ngại điểm này, người nên đi thắp hương bái Phật, nói hiểu thêm một điểm, tại hắn trong mắt nam nhân ngươi chính là một cái phá hài. Phí ân đặc năng đủ để ý ngươi, đây là người đời trước đã tu luyện phúc khí. Lúc nào cũng không có mở miệng Trần Tư Vũ ngoại công tô Nam Hoành, trên mặt hắn cũng tràn ngập không kiên nhẫn thần sắc, hắn thấy Trần Tư Vũ có thể cùng phí ân đặc biệt cùng một chỗ, đối với hắn tô ra cũng là có rất nhiều chỗ tốt, thế là hắn nói ra, Tư Vũ, người nghe ngoại công nói một câu, người trước hết cùng phí ân đặc biệt cùng một chỗ, về sau sự tình chúng ta chậm rãi đang thương lượng được hay không. Trần Tư Vũ kiên quyết lắc đầu, nói ra ta không sẽ cùng hắn bất kỳ nam nhân nào cùng một chỗ. Trần Tư Vũ Tâm đã sớm là bị Diệp Thần Phong cho lấp đầy, trong đầu vung đi không được là Diệp Thần Phong thân ảnh. Tuy nhiên nàng không biết vì sao luôn luôn liên lạc không được Diệp Thần Phong. Có phải hay không Diệp Thần Phong không cần nàng, nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn nam nhân cùng một chỗ. Gặp Trần Tư Vũ trực tiếp cự tuyệt, Trần Tư Vũ cứu cứu Tô Chính Phương cùng mở hoa hồng mai, bọn họ nhìn về phía Trần Tư Vũ trong ánh mắt là tràn ngập vẻ chán ghét, theo bọn hắn nghĩ Trần Tư Vũ trong thân thể có một nửa là Tô gia huyết dịch, bây giờ Trần Tư Vũ làm ra như thế mất mặt sự tình, bọn họ Tô gia dù sao cũng là nam cảng xếp hạng 10 vị trí đầu thương nghiệp gia tộc, trước mắt Trần Tư Vũ lại như thế không thức thời, cái này khiến trong đại sảnh người đều dần dần mất đi kiên nhẫn. Trần Tư Vũ, chúng ta làm trưởng bối, hôm nay có thể thương lượng với người chuyện này, chúng ta đã là cho đủ mặt mũi ngươi, người thật chẳng lẽ muốn mọi người đều vạch mặt sao? Người chẳng qua là một cái bị chồng ruồng bỏ mà thôi, người chẳng qua là một cái bị dã nam nhân làm lớn bụng vứt bỏ người mà thôi. Người bây giờ còn có hắn lựa chọn sao? Trần Tư Vũ cứu cứu Tô Chính Phương, hắn nguyên bản là thuộc về tính tình nóng nảy. Nếu như Trần Tư Vũ có thể cùng Vi nặc tập đoàn phí ân đặc biệt cùng một chỗ, dạng này Trần Tư Vũ còn có một chút giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ Trần Tư Vũ chết sống đều không đáp ứng, cái này khiến Tô Chính Phương là hoàn toàn không thể chịu đựng được. Tư Vũ, cứu cứu người cũng là vì người tốt, tất cả mọi người là người một nhà, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn hại ngươi không được sao? Trần Tư Vũ mở hoa hồng mai ôn nhu thì thầm nói ra. Hai người này rõ ràng cho thấy một cái vai chính diện, một cái hát mặt đen. Đứng tại Trần Tư Vũ bên cạnh Tô Mỹ Như, nàng cũng mở miệng, nói ra, Tư Vũ, người đi trước đổi kiện chính thức một điểm y phục, người cùng phí ân việc đặc thù tình quan hệ đến Tô ra cùng Trần ra lợi ích, liền xem như ngươi vì là hai nhà hy sinh một chút điều này chẳng lẽ còn không được sao trần tư vũ thân thể mềm mại khẽ run lên tuy nhiên nàng có được thất cấp linh hồn lực nhưng nàng có thể đối với trong đại sảnh những người này động thủ sao nữ nhân liền xem như lại thế nào cường hãn các nàng vẫn là cần một cái dựa vào nhìn xem chính mình những thân nhân này sắc mặt trần tư vũ trái tim là một trận quặn đau mẫu thân của nàng tô mỹ như lời nói là quanh quẩn tại bên tai nàng không biết từ lúc nào bắt đầu mẫu thân của nàng hoàn toàn thay đổi, trở nên bất cứ chuyện gì đều muốn từ lợi ích góc độ xuất phát. Mà đang lúc lúc này, một gã trang chính thức M quốc nam tử đi vào trần gia tổ trạch trong đại sảnh, tên này M quốc nam tử dáng dấp ngược lại là, trên mặt màu da 10 phần trắng nõn, được không cho người ta một loại biến thái cảm giác, vừa nhìn cũng là bị tử sắc móc sạch thân thể ra hỏa. Tên này M quốc nam tử cũng là vi nặc tập đoàn con trai của chủ tịch phí ân đặc biệt, Phí Ân đặc biệt ánh mắt mịt mờ tập trung ở Trần Tư Vũ trên thân, tại trên mặt hắn hiện lên một vòng khát vọng quang mang, hắn sở dĩ sẽ xem ra Trần Tư Vũ, này cũng không quang quang là Trần Tư Vũ tướng mạo cùng dáng người cũng không tệ, trong lòng của hắn còn có mặt khác một fan biến thái dự định. Trong đại sảnh người khi nhìn đến Phí Ân đặc biệt về sau, ngồi ở trên ghế salon Trần Vĩ trung cùng Tô Nam Hoành, hai cái này lão đầu cũng đứng lên, dù sao bọn họ còn muốn cùng Vi Nhạc tập đoàn hợp tác những này nhất định phải lễ phép vẫn không thể nhiêu. Này phí ân đặc biệt khi nhìn đến Trần Vĩ Trung cùng Tô Nam Hoành đứng lên, trong miệng hắn nói lưu loát hoa hạ mà nói, hai vị lão gia tử, các người ngồi liền tốt, về sau chờ ta cùng với tư vũ, các ngươi hai cái chính là ta trưởng bối. Ngược lại, phí ân đặc biệt lại mở miệng hỏi, không biết tư vũ có hay không đồng ý làm bạn gái của ta. Tương lai ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi nàng. Nghe vậy, Trần Vĩ Trung lập tức nói ra, phí ân đặc biệt tiên sinh, điểm ấy ngươi cứ yên tâm tốt, tại chúng ta hoa hạ vãn bối cả đời đại sự, bình thường cũng là bởi chúng ta trưởng bối quyết định. Tại phí ân đặc biệt vừa mới đến Trần Gia tổ trạch thời điểm. Trần Kiến Quân cũng lái xe mang theo Diệp Thần Phong đi vào Trần Gia Tổ Trạch bên ngoài, đang lái xe tiến về Trần Gia Tổ Trạch thời điểm, Trần Kiến Quân vừa vặn nhận được nam cả người đứng đầu thành vạn tùng điện thoại, ở trong điện thoại Trần Kiến Quân không cẩn thận lộ ra Diệp Thần Phong đi vào Nam Cảng tin tức. Cái này khiến Thành Vạn Tùng là hoàn toàn không bình tĩnh. Phải biết tại Thành Vạn Tùng xem ra Diệp Thần Phong đồng dạng là một cái thần tiên nhân vật, lớn như thế nhân vật đi vào Nam Cảng. Hắn đương nhiên muốn đi gặp một lần, thế là hỏi rõ ràng Trần Kiến Quân bọn họ mục đích về sau. Thành Vạn Tùng liền trực tiếp cúp điện thoại, đoán chừng hiện tại cũng tại hướng về Trần ra tổ trạch bên này đuổi. Tại trần gia tổ chạy cửa đại sảnh đứng đấy hai cái to lớn lớn mạnh em mờ quốc nhân, hai người này hẳn là phí ân đặc biệt bảo tiêu, giờ phút này hai người đang dùng lưu loát anh ngữ đang đối thoại. Người nói lão bản làm sao lại xem ra một cái có thai hoa hạ nữ nhân. Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, chào ông chủ giống cảm giác cái này hoa hạ nữ nhân đối với hắn khẩu vị, hắn cũng muốn nhấm nháp nhấm nháp phụ nữ có thai tư vị. Còn có nếu như tương lai cái này hoa hạ nữ nhân sinh là nữ nhi, lão bản không phải liền có thể thu hoạch một đôi mẫu nữ hoa sao? Lão bản tại đối đãi nữ nhân phương diện này, hắn nhưng là phi thường có kiên nhẫn. Mới vừa đi xuống xe Diệp Thần Phong, hắn nương tựa theo nhạy cảm thính giác, hắn là dễ như trở bàn tay liền nghe đến hai người hộ vệ này đối thoại, lại mà Diệp Thần Phong ở kiếp trước tinh thông tám quốc ngữ nói, hắn đương nhiên đối với anh ngữ cũng là phi thường lành nghề sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới này phí ân đặc biệt còn có như thế xúc sinh không nếu muốn pháp luật, phàm là dám động diệp thần phong nữ nhân đầu óc, bình thường cũng là không có kết cục tốt, huống chi này phí ân đặc biệt lại còn đem đầu óc động đến diệp thần phong tương lai hài. Tử trên thân, cái này càng thêm tội không thể tha thứ. chương 969, nếu như ta không biến mất đâu. Tại Diệp Thần Phong chú ý tới Trần Gia Tổ chạy cửa đại sảnh hai tên M quốc to lớn tráng nam người thời điểm, Trần Kiến Quân cũng tương tự nhìn thấy hai người này, bất quá, Trần Kiến Quân cũng không có nghe được hai người này đối thoại, hắn đối Diệp Thần Phong, nói ra, Thần Phong, hai người này hẳn là phí ân đặc biệt bảo tiêu, xem ra phí ân đặc biệt cũng ở bên trong. Diệp Thần Phong là im lặng gật gật đầu, hắn không có ý định hiện tại liền đối với phí ân đặc biệt hai tên bảo tiêu động thủ, dù sao này phí ân đặc biệt tại trần gia tổ trạch bên trong, đợi chút nữa còn sợ giáo huấn không này hai tên bảo tiêu sao. Tại Diệp Thần Phong đi theo Trần Kiến Quân hướng về Trần Gia Tổ Trạch trong đại sảnh đi đến thời điểm. Trần Gia Tổ Trạch trong đại sảnh bầu không khí lộ ra 10 phần không hòa hợp. Vừa mới Trần Tư Vũ ra ra Trần Vĩ Trung là một mình ôm lấy mọi việc Trần Tư Vũ sự tình, cái này khiến Trần Tư Vũ lập tức mở miệng phản bác, ta không sẽ cùng này cái gì phí ân đặc biệt cùng một chỗ. nếu như các người cảm thấy ta cho các người mất mặt, này từ hôm nay trở đi ta cùng trần gia, tô gia lại không bất luận cái gì một chút quan hệ. ngươi im miệng cho ta. trong thân thể ngươi chảy xuôi là chúng ta trần gia huyết dịch. hôm nay ngươi dám bước ra trần gia môn thử nhìn một chút. đang nghe được trần tư vũ phản bác về sau, trần vĩ trung là sắc mặt đỏ lên quát. mà trần tư vũ ngoại công tô nam hoành hắn vội vàng ái náy đối phí ân đặc biệt, nói ra, phí ân đặc biệt tiên sinh, ta này ngoại tôn nữ chính là cái này tính khí, bất quá, tất nhiên chúng ta những trưởng bối này đều đồng ý chuyện này, như vậy chúng ta nhất định sẽ nói phục nha đầu này. Trên mặt màu da trắng nõn phí ân đặc biệt, hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn đến, hắn khoát khoát tay, nói ra ta có thể lý giải, ta tin tưởng tư vũ cũng rất nhanh sẽ đồng ý cùng với ta. Trần Tư Vũ mẫu thân Tô Mỹ Như, nàng thấp giọng nói ra, Tư Vũ, ngươi không cần ở chỗ này náo tính tình, cái gì từ hôm nay trở đi cùng Trần Gia, Tô Gia lại không bất luận cái gì một chút quan hệ. Ngươi không nên quên, ngươi là mụ ta sinh ra tới, ngươi bây giờ chẳng lẽ cũng là như thế hồi báo ta sao? Trần Tư Vũ hàm răng cắn miệng môi càng ngày càng dùng lực, thậm chí là trên môi tràn ra từng tia từng tia máu tươi, nhìn xem những thân nhân này đem nàng hướng về trong hố lửa đầy, thậm chí bên trong còn bao gồm mẫu thân của nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng là càng phát ra tích tụ, nàng trái tim cũng đau đớn vô cùng. Một đôi mắt vành mắt bên trong ẩn ẩn lóe ra ướt át quang mang. Cộc 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 cộc. Thanh thúy tiếng bước chân bất thình lình truyền vào trần gia tổ trạch trong đại sảnh, làm trần kiến quân mang theo diệp thần phong đi vào đại sảnh thời điểm, trừ cúi đầu trần tư vũ. Thủ hạ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía trần kiến quân cùng diệp thần phong. Diệp thần phong căn bản không có thời gian thay quần áo, giờ phút này, trên người hắn vẫn là ăn mặc rách dưới quần áo, cái này khiến ở đây tô ra cùng người Trần ra là nhíu mày tới. Phải biết mấy ngày này chỉ có Trần Kiến quân một người phản đối Trần Tư Vũ cùng phí ân việc đặc thù tình. Cũng khó trách hai nhà này người sẽ không cho Trần Kiến quân sắc mặt tốt xem. Trần Kiến quân phụ thân Trần Vĩ Trung, hắn phẫn nộ nhìn mình lom lom cái này đại nhi tử, quát ngươi trả lại làm gì ngay cả ta người phụ thân này lời nói đều không nghe, ta coi như không có người đứa con trai này, ta tin tưởng kiến phi về sau sẽ cho ta tống chung. Đại ca, người mang tên ăn mày trở về làm cái gì? Chẳng lẽ người có chủ tâm là muốn tới phá dối sao? Trần Kiến Phi cũng lập tức hỏi. Cúi đầu Trần Tư Vũ, nàng đang nghe là mình phụ thân sau khi trở về, nàng lập tức cầm đầu nâng lên. Nàng ánh mắt đầu tiên tập trung ở Trần Kiến Quân trên thân, nhưng mà... Khi nàng ánh mắt rời về phía một bên Diệp Thần Phong thì nàng này một đôi mắt đẹp nhất thời trừng to lớn, hai tròng mắt tràn ngập không thể tin thần sắc. Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không có lựa chọn mở miệng nói chuyện. Hồi lâu, hồi lâu sau, Diệp Thần Phong cho Trần Tư Vũ một vẻ ôn nhu nụ cười, hỏi Tư Vũ, ta hẳn là không tới chậm a. À. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hàm răng cắn chặt môi Trần Tư Vũ Nàng rốt cục nhịn không được hướng phía Diệp Thần Phong bước ra bước đầu tiên, sau đó là bước thứ hai, tiếp theo nàng dưới chân tốc độ là càng chạy càng nhanh, sau cùng vọt thẳng đi vào Diệp Thần Phong trong ngực, Hàm răng trực tiếp cắn lấy Diệp Thần Phong trên bờ vai, sau một lát, Trần Tư Vũ căn bản không cắn nổi Diệp Thần Phong bả vai, ngược lại để nàng Hàm răng ẩn ẩn làm đau, trong hốc mắt hiện ra lệ quang Trần Tư Vũ. Nàng chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi liền sẽ khi dễ ta? Người biết ta không liên lạc được ngươi, ta căn bản mỗi ngày đều ngủ không yên sao? Ngươi ngay cả để cho ta phát tiết một chút đều không được. Diệp Thần Phong là lộ ra một vòng đắng chát nụ cười. Lúc này Trần Tư Vũ thật sự là oan uổng hắn, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ đương nhiên là không có khả năng dựa vào hàm răng liền có thể cắn đến động. Diệp Thần Phong thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt Trần Tư Vũ phía sau lưng, an ủi Tư Vũ. Ta đoạn thời gian trước vừa lúc ở chấp hành một cái nhiệm vụ. Điện thoại di động không có mang ở trên người, không phải sao, ta nhiệm vụ mới vừa vặn kết thúc, liền thân áo phục cũng không kịp hoán đổi, ta liền vội vã tới Nam Cảng tìm ngươi, trong lòng ta một mực đang nhớ ngươi. Có đôi khi nam nhân nói một chút thiện ý nói láo cũng là không gì đáng trách, riêng là ở loại tình huống này dưới, Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ như thế an ủi Trần Tư Vũ. Quả nhiên, Trần Tư Vũ đang nghe Diệp Thần Phong dỗ ngon dỗ ngọt về sau, trong nội tâm nàng thích tụ là quét sạch, khó trách nói yêu đương bên trong nữ nhân ai kêu cơ hồ là không. Trong đại sảnh người trần ra cùng người tô ra, bọn họ đương nhiên là không biết diệp thần phong, bọn họ khi nhìn đến trần tư vũ đầu nhập một người mặc giống khất cái trong ngực nam nhân mặt, cái này khiến bọn họ trước tiên nghĩ đến là, đây hết thảy cũng là trần kiến quân an bài tốt. Nghĩ đến điểm này về sau, trần vĩ trung nộ hỏa là càng thêm tràn đầy, quát trần kiến quân, Cha con các người hai là có chủ tâm a, à. có chủ tâm muốn đem chúng ta trần ra khuôn mặt đều mất hết. Người chỗ nào tìm đến khất cái, người lập tức để cho hắn chạy trở về đi đâu. Cha, hắn là Trần Kiến Quân vừa mới mở miệng giải thích, liền bị Tô Nam Hoành cắt đứt. Kiến Quân, người thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Người có thể ngồi lên hôm nay vị trí này, lúc trước chúng ta tô ra cũng ra không ít lực a. À lại nói từ vũ cùng phí ân đặc biệt tiên sinh cùng một chỗ khác gì không tốt. Người tìm đến cái này khất cái là có chủ tâm muốn khó coi chúng ta. Trần Kiến Quân lão bà Tô Mỹ Như, nàng đôi mắt đẹp cũng hung hăng trừng mắt Trần Kiến Quân, nói ra Kiến Quân, người còn không mau cho cha bọn họ nói xin lỗi. Tại đây không có người sự tình gì, người trước tiên mang theo cái này khất cái rời đi. Mỹ Như, thần phong cũng không phải là khất cái, hắn là... Tại Trần Kiến Quân lại phải giải thích thời điểm, lúc này bị đệ đệ của hắn Trần Kiến Phi cắt đứt, nói ra, đại ca, ngươi còn giải thích cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cái này khất cái cũng là tư vũ trong bụng cha đứa bé sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói cái này khất cái có thể cho chúng ta hai nhà mang đến càng nhiều lợi ích sao? Nếu như ngươi còn muốn để cho ta bảo ngươi một tiếng đại ca, ngươi lập tức mang theo cái này khất cái rời đi. Ôm Trần Tư Vũ Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến Trần Kiến Quân ngay cả một câu nói đều không nhúng vào, hắn buông ra Trần Tư Vũ, ánh mắt nhìn về phía phí ân đặc biệt. Nói ra cho ngươi một phút đồng hồ thời gian xéo đi, có lẽ dạng này ngươi còn có thể sống lâu mấy giờ. Diệp thần phong lời này vừa nói ra, không riêng gì phí ân đặc biệt giận, trần ra cùng người tô ra cũng càng thêm giận, theo bọn hắn nghĩ cái này cách ăn mặc như cái khất cái ra hỏa dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, đây cũng là chịu trần kiến quân sai sử. Trần Vĩ Trung ánh mắt che lấp nhìn mình chầm chầm đại nhi tử Trần Kiến Quân, nói ra Kiến Quân, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lần này vi nạc tập đoàn muốn tại Nam Cảng đầu tư, mà lại là một khoản tiền lớn, nếu như bởi vì ngươi vi nạc tập đoàn từ bỏ đầu tư, ta muốn lên đầu cũng sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm, lại thêm không có Trần ra cùng tô ra hỗ trợ, ta nghĩ ngươi bây giờ vị trí này cũng chỉ sợ muốn ngồi không vững. Nghe cha mình uy hiếp, Trần Kiến Quân khu bên trong là đắng chát vô cùng, hắn biết từ nhỏ cha mình thiên vị đệ đệ của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới phụ thân hắn vì là giúp hắn đệ đệ trải đường, thậm chí ngay cả loại lời này nói hết ra, cái này khiến Trần Kiến Quân khu tình cũng thất lạc vô cùng. Phí ân đặc biệt ánh mắt trêu thức nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn chỉ là một cái tiểu nhân vật mà thôi, hắn mở miệng nói ra tiểu tử, hẳn là ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, ngươi lập tức biến mất cho ta trong đại sảnh. Nếu như ta không biến mất đâu, ngươi muốn cầm ta làm sao bây giờ? Diệp thần phong tùy ý nhún nhún vai, khóe miệng phát hỏa ra một vòng băng lãnh nụ cười, hắn đang nghe cửa đại sảnh hai cái bảo tiêu đối thoại về sau, trong lòng hắn này phí ân đặc biệt đã sớm cùng người chết không có khác gì. chương 970 đều bị dọa sợ. Nhìn thấy Diệp Thần Phong thoải mái tự tại bộ dáng, Phí ân đặc biệt ánh mắt là dần dần âm trầm xuống, nghĩ hắn đường đường vi nạc tập đoàn con trai của chủ tịch, ở bên ngoài hắn từng có lúc kinh ngạc qua. Hắn thấy trước mặt cái này ăn mặc như cái khất cái ra hỏa, căn bản ngay cả nói chuyện cùng hắn tư cách cũng không có. Bất quá, tại đây dù sao cũng là trần gia, phí ân đặc biệt vẫn là vô cùng rõ ràng hoa hạ lễ nghi, trong lòng của hắn còn muốn đạt được trần tư vũ cái này nhiều ác phụ đây. Hắn nhìn một chút diệp thần phong, cười lạnh nói, ta có thể lập tức để ngươi từ nơi này trên thế giới biến mất. Ngược lại, phía ân đặc biệt lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lão gia tử Trần Vĩ Trung, hắn biểu hiện ra một bộ người khiêm tốn bộ dáng, nói ra, Trần Lão gia tử, nơi này là các ngươi trần gia, nếu như ngươi cần ta giúp ngươi giải quyết trước mắt phiền phức, như vậy ngươi có thể mở miệng. Trần Vĩ Trung khoát khoát tay, nói ra, phí ân đặc biệt tiên sinh, chuyện này ta có thể tự mình xử lý, kính xin phí ân đặc biệt tiên sinh ngươi ở một bên chờ đợi một hồi thời gian. Phí ân đặc biệt không thèm để ý chút nào nói ra, Trần Lão gia tử, nếu như ta cùng với tư vũ, về sau mọi người cũng là người một nhà, giữa chúng ta không cần đến khách khí như vậy. Trần Vĩ Trung đối với phí ân đặc biệt thái độ vẫn là vô cùng hưởng thụ, hắn mỉm cười gật gật đầu về sau, ánh mắt của hắn lần nữa tập trung đến đại nhi tử Trần Kiến Quân trên thân, trong cổ họng nghiêm nghị quát Trần Kiến Quân, ngươi còn coi ta là làm cha sao ngươi còn đem mình làm làm người trần ra sao ngươi cái bất hiếu xúc sinh hiện tại cánh cứng rắn hiện tại dám cùng ta trước mặt mọi người khiêu chiến nghe cha mình trần vĩ trung lời nói trần kiến quân khu bên trong cũng càng ngày càng cảm giác khó chịu hắn kiên quyết nói ra cha sự tình không giống là ngươi tưởng tượng dạng này ta đương nhiên coi ngươi là làm là phụ thân ta có thể các ngươi cũng không thể đem tư vũ hướng về trong hố lửa đẩy a Tư Vũ là nữ nhi của ta, các ngươi không hiểu được đau lòng, ta còn hiểu đến đau lòng đây. Trần Kiến Quân đang khi nói chuyện hữu ý vô ý mắt nhìn lão bà của mình Tô Mỹ Như, hắn đối với Tô Mỹ Như cũng là thất vọng thấu, nếu như Tô Mỹ Như cũng đứng tại hắn bên này lời nói, chỉ sợ Trần Gia cùng Tô Gia cũng vô pháp bức bách Trần Tư Vũ. Tô Mỹ Như tại cảm nhận được Trần Kiến Quân ánh mắt về sau, nàng ánh mắt không chút nào né tránh, nói ra Trần Kiến Quân, người nhìn ta làm gì? Tư vũ cùng phí ân đặc biệt tiên sinh cùng một chỗ khác gì không tốt. Không nên quên, tư vũ hiện tại có thai, phí ân đặc biệt tiên sinh không thèm để ý điểm này. Trần Kiến Quân cười khổ lắc đầu, nói ra, Mỹ Như, coi như người câu nói này nói thông được, nhưng bây giờ tư vũ nam nhân đến Nam Cảng, lần này hắn là tới đón tư vũ đi kinh thành. Trần Kiến Quân vỗ vỗ diệp thần phong bả vai, tiếp tục nói, các người trước hết nghe ta đem lời nói chuyện, nếu thần phong, Tại Trần Kiến Quân lại muốn giải thích Diệp Thần Phong thân phận thì lúc này Tô Mỹ như không thèm chịu nể mặt mũi, nàng trực tiếp cắt ngang Trần Kiến Quân lời nói, nói ra Trần Kiến Quân, tốt người cái khinh bỉ, chính ta nữ nhi chẳng lẽ ta sẽ không biết đau lòng sao? Không giống người từ nơi nào tìm đến một cái phá khất cái liền nói là tư vũ nam nhân, người có biết hay không người đây không phải tại giúp tư vũ, người đây là đang hại tư vũ, nếu như người hôm nay khăng khăng muốn làm như thế xuống dưới, như vậy giữa chúng ta cũng không có gì tốt đàm luận, dứt khoát chúng ta trực tiếp ly hôn, tư vũ sự tình ngươi cũng đừng nhúng tay. Những năm này Tô Mỹ như cơ hồ mỗi ngày đều hoạt động tại trên buôn bán, nàng tâm đã sớm trở nên hám lợi, ở trong mắt nàng Trần Kiến Quân thuần túy là tại hồ nháo, Trần Kiến Quân thuần túy là tại tổn hại Tô ra cùng Trần ra lợi ích, cái này nàng tức giận đến trực tiếp đưa ra ly hôn. Trần Kiến Quân đệ đệ Trần Kiến Phi cũng mở miệng nói ra, đại ca, Ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tất cả mọi người đối nghịch sao? Ngươi chẳng lẽ nhất định phải làm cho chính mình chúng bạn xa lánh sao? Ngươi nhất định quá ngu xuẩn." Tô Mỹ như cacato chính phương cũng lập tức nói ra, "Muội phu. người đây là đang khiêu chiến chúng ta nhẫn nại hạn độ, hôm nay chúng ta không rảnh ở chỗ này chơi với ngươi, đợi chút nữa còn có khách nhân trọng yếu tới nơi này làm khách, ngươi tranh thủ thời gian mang cho ta lấy cái này khất cái rời đi." Như vậy ta Tô Chính Phương miễn cưỡng còn có thể nhận ngươi người muội phu này, bằng không ta cũng hỗ trợ Mỹ như cùng ngươi ly hôn. Trần Kiến Quân nhạc phụ Tô Nam Hoành, hắn thở dài, nói ra: "Kiến Quân, lúc trước ngươi cũng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người a. À. Coi như ngươi không đồng ý tư vũ sự tình, ngươi cũng sẽ không tìm một cái khất cái tới lừa gạt chúng ta, ngươi cho rằng ta bọn họ là ba tuổi tiểu hài tử sao?" "Thân ra, người cùng xúc sinh này nói nhảm cái gì?" Tất nhiên hắn muốn khư khư cố chấp, như vậy từ hôm nay trở đi hắn liền không còn là ta người Trần Gia. Trần Vĩ Trung từng chữ nói ra nói ra. Đón lấy, Trần Vĩ Trung lại đối Trần Kiến Quân, quát ngươi cút cho ta ra Trần Gia, về sau Trần Gia sự tình cùng ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Diệp Thần Phong nhìn xem tình thế phát triển càng ngày càng hỏng bét, hắn nhìn xem tô ra cùng Trần Gia những này kẻ nịnh hót, trong lòng của hắn là vì Trần Kiến Quân âm thầm lắc đầu cái này khiến hắn càng thêm xác định lần này nhất định phải đem Trần Tư Vũ mang về kinh thành đi. Trần Kiến Quân nghe được Trần Vĩ Trung muốn cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, trong lòng của hắn là đắng chát vô cùng. Từ nhỏ hắn người phụ thân này sự tình gì đều thiên vị lấy con trai của tiểu Trần Kiến Phi, coi như Trần Kiến Quân lại thế nào nỗ lực phấn đấu, tại Trần Vĩ Trung trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới, mà Trần Kiến Phi chỉ cần có một chút chút hít thành tựu này trần vĩ trung cứ vui vẻ cả đêm đều ngủ không đến cảm giác mà bây giờ trần vĩ trung muốn vì giúp con trai của tiểu trần kiến phi trải đường không những muốn hy sinh trần tư vũ hạnh phúc còn muốn cùng hắn cái này đại nhi tử đoạn tuyệt quan hệ hắn nhưng biết diệp thần phong là kinh thành diệp gia đích tôn quang quang cái thân phận này liền đầy đủ để cho tô ra cùng người trần ra cúi đầu khom lưng mà này tô ra cùng người trần ra lại ngay cả để cho hắn nói ra diệp thần phong thân phận cơ hội đều không cho đang giận phân càng phát ra khẩn trương thời điểm diệp thần phong lại đem trần tư vũ cho ôm vào trong lòng ngực của hắn trực tiếp cúi đầu hôn trần tư vũ cặp môi thơm liều mạng hút lấy trần tư vũ trong miệng cam điểm chất lỏng cái hôn này ước chừng tiếp tục hơn một phút đồng hồ đợi cho diệp thần phong buông ra trần tư vũ bờ môi thời điểm trần tư vũ đã sớm là gương mặt đỏ bừng vô cùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đấm vào diệp thần phong ở ngực thấp giọng nói ra ngươi người xấu ngươi đây là muốn làm gì Diệp Thần Phong không có trả lời Trần Tư Vũ vấn đề, ánh mắt nhìn ở đây tô ra cùng người Trần ra, nói ra Tư Vũ là nữ nhân ta, ở cái thế giới này bên trên vẫn chưa có người nào có thể khi dễ nữ nhân ta. Bị Diệp Thần Phong ôm Trần Tư Vũ, nàng đang nghe Diệp Thần Phong thổ lộ giống như lời nói về sau, trong nội tâm nàng là ngọt ngào. Mà tô ra, người Trần ra cùng phí ân đặc biệt, bọn họ căn bản không nghĩ tới trước mặt cái này khất cái lại đột nhiên hôn lên Trần Tư Vũ. Cái này khiến bọn họ từng cái trong đôi mắt là nổi lên hàn quang, bên trong Phí Ân đặc biệt rốt cuộc nhịn không được, hắn trước tiên đối Trần Vĩ Trung cùng Tô Nam Hoành nói ra, hai vị lão gia tử, chuyện này xem ra vẫn là phải để ta giải quyết. Sau đó, Phí Ân đặc biệt lập tức hướng phía đại sảnh bên ngoài hô hai tiếng, đứng ở đại sảnh cửa ra vào hai cái thân thể to lớn lớn mạnh bảo tiêu đi tới, Phí Ân đặc biệt ngón tay chỉ Diệp Thần Phong, Mệnh lệnh lấy hai người này, các ngươi hai cái đem cái này hỗn đản cho phế. Hai cái này thân thể to lớn lớn mạnh như châu nước Mỹ nam nhân, bọn họ ánh mắt có nhiều ý vị đánh giá Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong cũng cầm Trần Tư Vũ cho buông ra, đồng thời để cho Trần Tư Vũ cùng Trần Kiến Quân hướng về đứng bên cạnh một chút. Đối với cha và con gái là biết Diệp Thần Phong thần tiên thủ đoạn, cho nên bọn họ cũng không lo lắng hai cái này nước Mỹ nam nhân có thể cầm Diệp Thần Phong như thế nào hai cái này nước mỹ nam nhân khóe miệng bất thình lình hiển hiện một vòng tàn nhẫn nụ cười hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên hướng phía diệp thần phong sông tới phí ân đặc biệt thấy thế cười giải thích nói ta hai người hộ vệ này thân thể cũng không phải bình thường cường hãn bọn họ đập vào cường độ có thể cùng tức giận châu được có liều mạng cái này hỗn đản coi như không bị đâm chết nửa đời sau cũng đoán chừng chỉ có thể trên giường vượt qua tô gia cùng người trần gia đang nghe phí ân đặc biệt giải thích về sau trên mặt bọn họ lập tức lộ ra hả giận biểu lộ đến dù sao diệp thần phong vừa rồi nhưng là trước mặt mọi người hôn lên trần tư vũ cái này khiến bọn họ đối với diệp thần phong là sinh ra nồng đậm phẫn nộ trần tư vũ tiểu thúc trần kiến phi cười lạnh nói đại ca người chờ vì cái này khất cái nhặt xác đi nhưng mà tại trần kiến phi tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm phí ân đặc biệt hai tên bảo tiêu đã vào tới diệp thần phong trước người Diệp Thần Phong nguyên bản không có ý định muốn này hai tên bảo tiêu tánh mạng, có thể thấy được này hai tên bảo tiêu cũng hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần thủ hạ lưu tình. Diệp Thần Phong thể nội cũng không có vận chuyển linh hồn lực, lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ phải giải quyết trước mặt hai người này là phi thường thoải mái, Diệp Thần Phong như cùng ở tại trong dãy núi va chạm từng cây từng cây tham thiên đại thụ, thân thể của hắn cũng hướng phía hai tên bảo tiêu đụng tới. Ầm uhm. Âm, um, giang răng rác, răng rác, răng rác. Tại Diệp Thần Phong thân thể cùng phí ân đặc biệt hai tên bảo tiêu chạm nhau đụng sát na, từ nơi này hai tên bảo tiêu thể nội truyền ra dày đặc tiếng xương vỡ vụt, với lại này hai tên bảo tiêu ở ngực cũng bỗng nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, đón lấy, này hai tên bảo tiêu nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn thoát ly, hai người bọn họ nửa người trên hướng phía đằng sau bay rất ra ngoài, máu tươi là giải đầy trần ra tổ trạch trong đại sảnh. Diệp thần phong trực tiếp cầm này hai tên bảo tiêu thân thể đụng đoạn, ở đây người trần ra, người tô ra cùng phí ân đặc biệt, trên mặt bọn họ trào phúng, chiêu tức, chế giễu các loại thần sắc trong nháy mắt động lại, thật sự là trước mặt chàng cảnh quá mức rung động, trực tiếp đem bọn hắn cho toàn bộ dọa sợ. chương 971 Mộng, đây là chuyện gì xảy ra? Đứng ở một bên Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ, hai người bọn họ mặc dù biết Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không thụ thương, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong vậy mà lại khai thác như thế bạo ác lực thủ đoạn. Quang quang dựa vào thân thể cùng thân thể ở giữa va chạm, dạng này liền đem phí ân đặc biệt hai tên bảo tiêu cho phân thi. Cái này khiến hai người bọn họ không khỏi thật sâu hấp dẫn một hơi. Về phần người trần gia, người tô gia cùng phí ân đặc biệt, ban đầu những người này toàn bộ là sửng sốt, đợi cho bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn thấy trong đại sảnh giải đầy máu tươi, nhìn thấy từ hai tên bảo tiêu thân thể bên trong rơi ra ngoài các loại nội tạng, bọn họ từng cái nhịn không được nôn ra một trận, ở đây mấy tên nữ tính, các nàng là trực tiếp xoay người nôn mửa, trước mặt đây hết thảy cũng không phải đang đóng phim, đây là rất sống động phát sinh ở bọn họ trước mắt sự tình. Trần Vĩ Trung cùng Tô Nam Hoành hai vị này lão gia tử, bọn họ sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, mà vi nặc tập đoàn phí ân đặc biệt, hắn thân thể là nhịn không được run rẩy đứng lên, trên mặt không còn có khinh thường thần sắc, mà chính là bị hoảng sợ cho tràn ngập đầy. Trần Tư vũ tiểu thẩm chu mộng tuyết, nàng tại nôn mửa một phen về sau, hoảng sợ chỉ diệp thần phong, nói ra, giết người, giết người, người vậy mà giết người. Trần Vĩ Trung là trợn mắt chừng chừng nhìn xem Trần Kiến Quân, quát người thân là nam cảng cảnh vụ nơi người đứng đầu, người chẳng lẽ không phải làm chút gì sao? Người chẳng lẽ muốn bao che này khất cái? không đợi trần kiến quân trả lời diệp thần phong liền nói ra nếu như vừa rồi ta là một cái chói gà không chặt lực lượng người chỉ sợ hiện tại chết hẳn là ta đi chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi có quyền có thế liền không dậy nổi sao chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi những người nghèo kia mệnh cũng không phải là mệnh sao diệp thần phong ngược lại lại đem ánh mắt tập trung ở phí ân đặc biệt trên thân băng lãnh nói ra nhớ kỹ ta vừa rồi đã cho ngươi xéo đi cơ hội a à? tất nhiên như vậy vội vã đi diêm vương điện báo cáo nói, như vậy ta há có không thành toàn ngươi nói lý. Phí ân đặc biệt bị Diệp Thần Phong hai tròng mắt để mắt tới về sau, hắn hồi tưởng đến vừa mới Diệp Thần Phong bạo ác lực hình ảnh, hắn nhất thời cảm giác toàn thân rét run, hắn cảm giác mình phảng phất bị một con rắn độc đồng tử cho để mắt tới một dạng, hắn cổ họng ác lung bên trong gian nan nuốt nước miếng, nói ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn xem thường pháp luật sao? Diệp thần phong khóe miệng nụ cười tràn đầy một chút, mũi chân hơi hơi chĩa xuống đất, hắn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại phí ân đặc biệt trước mặt, tại phí ân đặc biệt còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn trực tiếp một chân đá vào phí ân đặc biệt trong đũng quần. Phốc phốc, một tiếng, a, à. phí ân đặc biệt đồ chơi kia bị đạp bạo về sau, hắn bỗng nhiên cúi người, trên trán là nổi gân xanh, cổ họng ác lung bên trong phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, trong đúng quần là chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch tới. Diệp thần phong biểu biểu môi, nói ra, nam nhân dùng nửa người dưới suy nghĩ không là vấn đề, nhưng nếu như một người nam nhân cả một đời đều đang dùng nửa người dưới suy nghĩ, như vậy ta có cần phải giúp hắn dùng tới nửa người suy nghĩ một lần. Người trần ra cùng người tô ra khi nhìn đến Diệp Thần Phong cầm phí ân đặc biệt đồ chơi kia trực tiếp đạp bạo về sau, bọn họ từng cái tâm tình nhất thời chìm đến hồ, theo bọn hắn nghĩ lần này đừng nói là muốn cùng vi nặc tập đoàn hợp tác, chỉ sợ bọn họ hai nhà xí nghiệp lại nhận vi nặc tập đoàn đánh ác ép. Trước mắt tại Trần Vĩ Trung cùng Tô Nam Hoành hai cái này lão đầu tử xem ra, bọn họ phải nhanh một chút bổ cứu chuyện này. Trần Kiến Quân nhạc phụ Tô Nam Hoành, nói ra Kiến Quân, người có biết hay không cái này khất cái đang làm cái gì? Người đem chính mình hướng về tuyệt lộ bên trong ép không sao, có thể ngươi không cần liên lụy chúng ta. Nghe vậy, trần kiến quân do dự một chút về sau hắn đối diệp thần phong nói ra thần phong bằng không hôm nay chuyện này liền đến này là ngừng đi chúng ta mang theo tư vũ rời đi liền tốt người cái chấp mê bất ngộ ngu xuẩn đến bây giờ ngươi còn muốn bao che cái này khất cái đến bây giờ ngươi còn không có chút nào biết sai trần vĩ trung phẫn nộ gầm thét lên trần kiến quân ta trần kiến phi về sau không có ngươi người đại ca này người căn bản không xứng làm chúng ta người trần gia trần kiến phi cũng lập tức quát tô mỹ như hít sâu dẫn một hơi về sau nàng nói ra kiến quân xem ra chúng ta vẫn là ly hôn đi ngày mai phải thủ tục nghe trần ra cùng người tô ra những lời này trần kiến quân khu bên trong là càng ngày càng khó chịu dù sao đây đều là nhà hắn người a mà trần tư vũ trên mặt cũng lộ ra thất vọng biểu lộ nàng hoàn toàn là nhìn thấu những người này mà diệp thần phong lại nói trần thúc thúc Vừa rồi tại đi cũng tiến vào đại sảnh thời điểm, ta nghe được Phí Ân đặc biệt hai cái bảo tiêu là nói như vậy. Diệp Thần Phong cầm hai cái bảo tiêu nói chuyện nói đơn giản một lần. Đang nghe lời nói này về sau, Trần Tư Vũ thân thể run lên bần bật, Trần Kiến Quân trên mặt trong nháy mắt bị phẫn nộ cho lấp đầy, hắn hận không thể lập tức xông tới giết Phí Ân đặc biệt tên súc sinh này, giống như vậy súc sinh không bằng đồ vật căn bản không có quyền lợi sống trên thế giới này. Diệp thần phong đang nói xong về sau, bàn tay hắn vỗ vỗ đang khom người phí ân đặc biệt, vừa cười vừa nói, người kéo dài hơi tàn thời gian cũng đến, hiện tại cái kia tiến ngươi lên đường. Diệp thần phong chân phải bỗng nhiên nâng lên, nhanh chóng đá vào phí ân đặc biệt ở ngực vị trí trái tim, phí ân đặc biệt ở ngực xương cốt mảng lớn lõm xuống dưới, có một cây xương cốt trực tiếp đem hắn trái tim cho đâm cái xuyên thấu, này phí ân đặc biệt thân thể là ngã trên mặt đất, trực tiếp là một mệnh ô hô. Trần gia cùng người tô gia không nghĩ tới Diệp Thần Phong cũng dám trực tiếp giết phí ân đặc biệt, nhưng trước mắt này một màn rõ ràng nói cho bọn hắn, Diệp Thần Phong thật sự là làm như thế, mà biết phí ân cố ý bức tranh Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ, bọn họ không có cho rằng Diệp Thần Phong hành vi khác gì không ổn, hãy nói lấy Diệp Thần Phong thân phận, hẳn là có thể đủ cầm chuyện này rất tốt xử lý thỏa đáng. Trần Kiến Quân, các ngươi, các ngươi quả thực là tự tìm đường chết trần vĩ trung tức giận đến sắc mặt đỏ lên trần kiến quân từ giờ trở đi ngươi không phải ta tô nam hoành con rể tại đây sự tình chính ngươi đi xử lý đi tô nam hoành cũng lập tức nói ra về phần hắn trần gia cùng người tô gia cũng là thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem trần kiến quân cùng trần tư vũ bây giờ ngay cả phí ân đặc biệt đều chết trần tư vũ đối với bọn hắn tới nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng mà vừa lúc này đằng thời gian chế dược người phụ trách Lý Nguyên cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Internet công ty người phụ trách Vương Hạo Kiệt. Hai người bọn họ đi vào Trần ra tổ trạch trong đại sảnh. Bọn họ hôm nay cũng là được mời tới cùng tô, Trần hai nhà nói chuyện hợp tác. Này Lý Nguyên cũng là Lý Bản Tử, này Vương Hạo Kiệt cũng là con khỉ, bởi vì Diệp Thần Phong là đưa lưng về phía bọn họ, hai người bọn họ còn không có nhìn thấy Diệp Thần Phong đây. Mà chính là trước tiên nhìn thấy trong đại sảnh máu tanh hình ảnh, Lý bản tử cao mày một cái, hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra hai chúng ta tới không phải lúc a. À. Nghe vậy, Trần Vĩ Trung cùng Tô Nam Hoành hai người bọn họ lập tức gấp. Bây giờ đằng thời gian chế dược cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật internet công ty phát triển là hừng hực khí thế. Hai người bọn họ tại Lý bản tử cùng con khỉ trước mặt cũng căn bản không dám có chút giá đỡ. Trần Vĩ Trung chỉ Diệp Thần Phong đối Lý bản tử cùng con khỉ nói ra, hai vị hôm nay ta trần ra sông tới một cái sát nhân ma, hắn đem vi nạc tập đoàn con trai của chủ tịch cho giết, hai nhà chúng ta là rất có thành ý cùng hai vị hợp tác. Đúng, chúng ta là thật rất muốn các ngươi hợp tác. Tô Nam Hoành cũng lập tức nói ra. Hai cái này lão đầu còn muốn tranh thủ cùng đằng thời gian chế dược, sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Internet công ty cơ hội hợp tác. Mà khi Trần Vĩ Trung chỉ diệp thần phong thời điểm, diệp thần phong cũng đúng lúc xoay người ác thân thể đến lý bản tử cùng con khỉ khi nhìn đến diệp thần phong về sau hai người bọn họ hơi hơi sững sờ tiếp theo trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc trực tiếp cầm trần vĩ trung cùng tô nam hoành ném qua một bên bước nhanh đi đến diệp thần phong trước mặt lễ độ cung kính ân cần thăm hỏi nói lão đại ngài làm sao tại nam cảng hai chúng ta có thể nghĩ chết ngươi làm con khỉ cùng lý bản tử hướng về diệp thần phong cung kính vấn an thời điểm Trần gia trong đại sảnh lại vội vàng đi tới hai người, bọn họ là nam cảng người đứng đầu thành vạn tùng cùng nhị bả thủ từ Đông Xuân. Tại thành vạn tùng từ Trần Kiến quân miệng ác bên trong biết diệp thần phong tới nam cảng về sau, hắn liền cùng từ Đông Xuân cùng một chỗ chạy tới, hai người bọn họ trong nội tâm thế nhưng là coi diệp thần phong là làm thần tiên đối đãi. Làm tô ra cùng người Trần gia còn không có tử lý bàn tử cùng con khỉ hành vi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Bọn họ lại nhìn thấy Nam Cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng cùng nhị bả thủ từ Đông Xuân đến. Đang lúc bọn họ cảm giác không có manh mối não thời điểm. Chỉ gặp Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Xuân căn bản không có để ý tới trong đại sảnh máu tanh. Trực tiếp đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, lễ độ cung kính nói ra, Diệp Tiên Sinh, Ngài tới Nam Cảng làm sao không trước đó cho chúng ta biết. Chúng ta nhất định phải chỉ một chỉ chủ nhà tình nghĩa A. Oanh, oanh, oanh. Lý bàn tử cùng con khỉ hành vi đã để tô, trần hai nhà hoang mang, trước mắt bọn họ lại nhìn thấy thành vạn tùng cùng từ đông xuân hành vi, bọn họ trong đầu nhất thời vỡ tổ, từng cái là hoàn toàn mộng, trong lòng âm thầm quát, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này khất cái là thế nào chuyện? chương 972, người làm sao không nói sớm? Thời gian chậm dần, hình ảnh dừng lại. Trần ra tổ trạch trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, Trần gia cùng người tô ra ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, bọn họ ý đồ từ trên người Diệp Thần Phong nhìn ra chút dấu vết để lại đến. Đến giờ phút này, bọn họ cuối cùng là biết Diệp Thần Phong thân phận không đơn giản, Diệp Thần Phong có lẽ thật sự là Trần Tư Vũ nam nhân. Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ cũng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, đối với thành vạn tùng cùng từ đông xuân loại thái độ này, bọn họ đối với cha và con gái đã sớm là tập mãi thành thói quen, nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là đằng thời gian chế dược lý nguyên cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Vương Hạo Kiệt, hai người này vậy mà cũng lễ độ cung kính xưng hô Diệp Thần Phong vì là lão đại. Phải biết ngoại giới người cơ hồ cũng không biết đằng thời gian chế dược cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật, hai nhà này xí nghiệp chân chính sau màn lão bản là Diệp Thần Phong, bây giờ lý bàn tử cùng con khỉ cũng coi là hoa hạ giới kinh doanh cự đầu nhân vật, vô luận hai người bọn họ đi đến cái nào tòa thành thị, địa phương quan viên khẳng định tiếp khách khí chiêu đãi đám bọn hắn, dù sao bây giờ hai nhà này xí nghiệp vẫn còn ở tấn mãnh phát triển bên trong, các nơi quan viên đương nhiên muốn cho mình thành thì kéo đầu tư. Cho nên giờ này ngày này Lý Bàn Tử cùng con khỉ cũng coi là chân chính thành công nhân sĩ. Con khỉ, Lý Bàn Tử, các người hai cái là tới Nam Cảng xây dựng thêm sản nghiệp. Diệp thần phong ánh mắt đầu tiên nhìn về phía con khỉ cùng Lý Bàn Tử, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở trần gia tổ trạch bên trong nhìn thấy hai người này. Con khỉ cùng Lý bàn tử liền vội vàng gật đầu, nói ra, lão đại, người nói không tệ, chúng ta là chuẩn bị tại Nam Cảng bỏ ra nhất bút tiền tài. Khi lấy được hai người này trả lời chắc chắn về sau, Diệp Thần Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía thành vạn tùng cùng từ Đông Xuân, nhìn thấy hai cái này lễ độ cung kính đứng ở trước mặt mình trung niên nam nhân, trong lòng của hắn ngược lại là đối với hai người kia rất có hảo cảm, thế là khách khí nói ra, thành thúc thúc, từ thúc thúc, lần này ta tới Nam Cảng là tiếp Tư Vũ đi kinh thành, Tư Vũ là nữ nhân ta. Thành Vạn Tùng cùng từ Đông Xuân gặp Diệp Thần Phong xưng hô hai người bọn họ vì là thúc thúc, cái này khiến hai người bọn họ kích động là sắc mặt đỏ bừng. Nam Cảng người đứng đầu Thành Vạn Tùng nói ra, Diệp tiên sinh, không được a. À. Ngài tiểu tên của ta tốt. Nam Cảng nhị bả thủ từ Đông Xuân cũng liền nói gấp, Diệp tiên sinh, lão luyện nói đúng A. À. Ngài tiếng sương hô này chúng ta có thể không dám nhận A. À. Hôm nay ta cùng lão luyện chỉ là muốn mời Diệp tiên sinh ăn bữa cơm, không biết Diệp tiên sinh ngài có hay không thời gian. Diệp thần phong hôm nay cũng dự định tại Nam Cảng ở một đêm, thuận miệng nói ra tốt, vậy hôm nay ban đêm ta liền bồi hai vị thúc thúc ăn bữa cơm, bất quá, tại đây sự tình còn cần hai vị hỗ trợ xử lý một chút. Diệp thần phong chỉ phí ân đặc biệt bọn họ thi thể, nói ra chết ở chỗ này là vi nặc tập đoàn con trai của chủ tịch cùng hắn hai cái bảo tiêu. Bọn họ ý đổ muốn đối với ta sinh mệnh tạo thành thương tổn, nhưng thực lực của ta cao hơn bọn họ ra một điểm, ta đây xem như phòng vệ chính đáng ha. Không biết hai vị thúc thúc có thể hay không giúp ta đem chuyện này xử lý tốt. Nếu như không được lời nói, ta có thể cho gia gia của ta giúp ta xử lý người chết là vi nạc tập đoàn con trai của chủ tịch chuyện này mặc dù có chút đâm đều nhưng nghe diệp thần phong vị này nhân vật thần tiên xưng hô hai người bọn họ vi thúc thúc thành vạn tùng cùng từ đông xuân lập tức một lời đáp ứng lại nói này vi nạc tập đoàn dù sao cũng là nước mỹ xí nghiệp phí ân chuyên tới để nam cảng đi công tác phát sinh chút ngoài ý muốn cũng là không thể tránh được thành vạn tùng cùng từ đông xuân trong nội tâm đã có xử lý chuyện này phương án nam cảng người đứng đầu thành vạn tùng nói ra Diệp tiên sinh, ban đêm ăn cơm tửu điếm ta đã đặt trước tốt, hai chúng ta trước hết đi an bài ngành tương quan tới xử lý chuyện này. Diệp thần phong gật gật đầu, cười nói, vậy thì đa tả hai vị thúc thúc. Nhìn xem nam cả người đứng đầu thành vạn tùng cùng nhị bà thủ từ Đông Xuân đi ra đại sảnh bóng lưng, trần gia cùng người tô ra trong nội tâm là lật lên thao thiên cự lãng đến, Diệp thần phong dăm ba câu liền đem phí ân việc đặc thù tình giải quyết với lại thành vạn tùng cùng từ đông xuân đối với diệp thần phong không khỏi cung kính quá mức a à. hai người bọn họ tựa như là coi diệp thần phong là làm là mình trưởng bối đối đãi tại thành vạn tùng cùng từ đông xuân rời đi về sau lý bàn tử cùng con khỉ cũng nhìn ra lão đại của mình cùng trần gia tô gia có mâu thuẫn hai người bọn họ đối trần vĩ trung cùng tô nam hoành hai cái này lão đầu nói ra hai vị lần này xem ra chúng ta muốn lựa chọn cùng Nam Cảng hắn xí nghiệp hợp tác. Trần Vĩ Trung cùng Tô Nam Hoành hơi hơi sững sờ, đón lấy, Tô Nam Hoành kiên chỉ nói một câu, hai vị, các người có thể không thể lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lý Bàn Tử lắc đầu, nói ra, chuyện này chỉ sợ không có cái gì suy nghĩ tất yếu, nếu ta chẳng qua là một cái làm thuê mà thôi, đằng thời gian chế dược chân chính lão bản là lão đại ta Diệp Thần Phong, Lý bàn tử ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Thần Phong. Con khỉ cũng lập tức nói ra, Lý bàn tử nói không tệ, ta cũng chỉ là một cái làm thuê người mà thôi, sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật Internet công ty chân chính lão bản đồng dạng cũng là lão đại ta Diệp Thần Phong. Lời này vừa nói ra, Trần ra cùng người tô ra lần nữa mộc, bọn họ tuy nhiên nhìn ra Diệp Thần Phong cùng Lý bàn tử, con khỉ quan hệ không tệ, nhưng theo bọn hắn nghĩ thương trường như chiến trường, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, lý bàn tử cùng con khỉ vẫn là sẽ cùng bọn họ hợp tác, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là, trong mắt bọn họ cái này khất cái, lại là đằng thời gian chế dược cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật sau màn lão bản. Đây quả thực là hiện ra bọn họ mắt chó. Diệp thần phong không để ý đến ở đây trần ra cùng người tô ra, hắn đối trần tư vũ nói ra, tư vũ, lần này ngươi tổng hẳn là muốn cùng ta cùng một chỗ trở lại kinh thành A. Trần Tư Vũ thẹn thùng gật gật đầu, nhìn về phía Trần Gia cùng người Tô Gia thời điểm, trên mặt nàng có chút vẻ do dự, Diệp Thần Phong vỗ vỗ lý bản tử cùng con khỉ bả vai, nói ra ba người chúng ta ra ngoài tâm sự. Bất kể như thế nào Trần Tư Vũ cùng Trần Kiến Quân cũng là người Trần Gia, Diệp Thần Phong cũng không tham dự đến bọn họ Trần Gia trong sự tình đi. Con khỉ cùng Lý Bàn Tử theo Diệp Thần Phong đi ra đại sảnh về sau, Lý Bàn Tử nói ra, lão đại, xem ra chúng ta lại phải cỡ nào một vị đại tẩu ha lần này chúng ta tại nam cảng muốn hay không lựa chọn cùng trần gia tô gia hợp tác diệp thần phong đối với trần gia cùng người tô gia phi thường phản cảm hắn không đi xuất thủ đối phó hai nhà này đã coi như là không tệ thuận miệng nói ra các ngươi hai cái không cần lo lắng điểm này phàm là lấy lợi ích góc độ xuất phát ai có thể cho các ngươi lợi ích lớn nhất các ngươi liền cùng ai hợp tác đương nhiên nếu như này tô Trần hai nhà mở ra giá tiền là tối cao, các người cũng có thể hợp tác với bọn họ. Tại Diệp Thần Phong, con khỉ cùng Lý Bàn Tử đi ra đại sảnh thời điểm. Trần gia tổ trạch trong đại sảnh bầu không khí có chút quỷ dị, Trần gia cùng người tô ra ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Kiến Quân cùng Trần Tư Vũ, tại bọn họ trên mặt đã không có phẫn nộ, đồng thời bọn họ hiện tại cũng không dám phẫn nộ, bằng vào nam cả người đứng đầu cùng nhị bà thủ đối đãi Diệp Thần Phong thái độ, cùng Diệp Thần Phong là đằng thời gian chế dược cùng sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật lão bản, bọn họ những người này liền biết chính mình là đắc tội không nổi Diệp Thần Phong. Khủ khủ, Trần Kiến Quân lão bà Tô Mỹ như xấu hổ ho khan hai tiếng, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, nói ra Kiến Quân, vừa rồi người trẻ tuổi kia là thân phận gì? Hắn thật sự là tư vũ bạn trai. Trần Kiến Quân đối với Tô Mỹ như là phi thường thất vọng, nghi vấn hỏi Mỹ như, làm sao? Ngươi không cùng ta ly hôn, ngươi không phải ngày mai sẽ phải cùng ta đi làm ly hôn thủ tục sao? Tại Tô Mỹ như sắc mặt đỏ lên thời điểm, Trần Kiến Quân tiếp tục nói, vừa rồi người trẻ tuổi kia gọi Diệp Thần Phong, hắn là kinh thành Diệp gia đích tôn, còn có trước đó không lâu nam cảng sự tình. Trần Kiến Quân cầm Diệp Thần Phong sự tình đại khái nói một lần, Tô ra cùng người Trần Gia đang nghe Diệp Thần Phong vẫn là kinh thành Diệp Gia Đích Tôn thì bọn họ từng cái trong nội tâm là hối hận thanh ruột. Trần Kiến Phi nói ra, đại ca, ngươi làm sao không nói sớm. Trần Kiến Quân nhìn xem Trần Kiến Phi, nói ra, làm sao. Ngươi không phải mới vừa nếu không nhận ta người ca ca này sao. Các ngươi cho ta nói chuyện cơ hội sao. Các ngươi chỉ có đem lợi ích nhìn ở trong mắt, các ngươi có quan tâm qua tư vũ hạnh phúc sao nếu như các người quan tâm tư vũ hạnh phúc, ta muốn thần phong khẳng định cũng sẽ giúp các người một tay, đến lúc đó các người hai nhà nói không chừng có thể tại Nam Cảng trong nháy mắt quật khởi, đáng tiếc các người bỏ lỡ cơ hội này. Tư vũ, chúng ta đi thôi, thần phong còn đang chờ đây, Trần Kiến Quân nói ra, hắn nguyên bản cũng không phải là một cái tuyệt tình người, khả trần nhà tô ra hành vi hoàn toàn thương tổn tâm hắn người trần ra cùng người tô ra nhìn xem trần kiến quân cùng trần tư vũ rời đi bóng lưng bọn họ cả đám đều không dám mở miệng ngăn cản bọn họ nhớ tới vừa rồi đối đãi trần kiến quân trần tư vũ cùng diệp thần phong sắc mặt bọn họ nhớ tới vừa rồi chính mình tuyệt tình bộ dáng bọn họ hiện tại mới biết được hối hận chữ là viết như thế nào giống diệp thần phong lớn như vậy nhân vật không bởi vì vừa rồi sự tình xuất thủ đối phó bọn hắn hai nhà nay chỉ sợ đã là xem ở trần kiến quân cùng trần tư vũ trên mặt mũi chương 973, vui mừng hớn hở. Ngày thứ hai, chiều Dương mới vừa từ Đông Phương dâng lên thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ liền đạp vào một khung từ Nam Cảng bay hướng kinh ác thành phi cơ. Tối hôm qua Diệp Thần Phong cùng Thành Vạn Tùng bọn người ăn một bữa cơm tối, về phần con khỉ cùng Lý Bản Tử còn muốn lưu tại Nam Cảng phát triển sản nghiệp, hai người bọn họ cũng không có cùng Diệp Thần Phong cùng một chỗ hồi kinh ác thành, Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn cho hắn nhạc phụ Trần Kiến Quân cũng đi kinh ác thành ở ít ngày, bất quá, này bị Trần Kiến Quân cho uyển chuyển cự tuyệt, nói là các loại Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ kết hôn thời điểm, hoặc là Trần Tư Vũ sinh con thời điểm, coi như Diệp Thần Phong không mời hắn đi kinh ác thành, đến lúc kia hắn cũng sẽ chính mình đi, cho nên Diệp Thần Phong cũng liền không còn miễn cưỡng. Mấy canh giờ sau khi, một khung từ Nam Cảng bay hướng kinh ác thành phi cơ, vững vàng đáp xuống kinh ác thành phi trường quốc tế. Trần Tư vũ thân mật kéo Diệp Thần Phong cánh tay đi ra phi trường, trên mặt nàng hiện ra lấy hạnh phúc cùng thỏa mãn biểu lộ. Tư vũ, chúng ta bây giờ trực tiếp đi Diệp ra đi. Diệp Thần Phong ôn nhu nói ra. Nghe vậy, Trần Tư vũ trên mặt lộ ra một vòng bối rối thần sắc, nàng cũng sớm đã biết Diệp Thần Phong không chỉ một nữ nhân, bất quá, trong nội tâm nàng chỉ chứa chấp được Diệp Thần Phong một người nam nhân, cho nên nàng cũng tiếp nhận hiện thực này, có thể nội tâm của nàng chỗ sâu sợ hãi Diệp Thần Phong hắn nữ nhân không muốn tiếp nhận nàng, này đến lúc đó nàng hẳn là muốn làm sao. Diệp Thần Phong nhìn ra Trần Tư Vũ trong lòng lo lắng, hắn nhẹ nhàng xoa xoa Trần Tư Vũ phía sau lưng, nói ra, Tư Vũ, người yên tâm tốt, đến Diệp ra người tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể dung nhập vào chúng ta diệp ra bên trong, lại nói ngươi bây giờ nghi ngờ hài tử của ta, Gia gia của ta bọn họ biết chắc sẽ phi thường cao hứng, ta trước tiên gọi điện thoại cho bọn họ. Bởi vì Diệp Thần Phong trên thân không có điện thoại di động, hắn liền dùng trần tư vũ điện thoại di động trước tiên bấm võ hiểu phỉ điện thoại. Diệp gia biệt thự lầu 2 một gian trong phòng nghỉ, Diệp Thần Phong nữ nhân võ hiểu phỉ, Bạch Tuyết Linh, Ninh Vũ Đình cùng Hàn Sơ tuyết bọn người tại. Tại Diệp Thần Phong đi vãng cổ võ giới về sau, những nữ nhân này đều như cũ lưu tại Diệp gia liền ngay cả ninh vũ đình nữ nhi thiến thiến cũng dọn đến diệp ra tới lai mọi người cũng đều biết thiến thiến là ninh vũ đình nhận nuôi nữ nhi diệp lão ra tử diệp trấn hồng cùng diệp thần phong phụ mẫu đều thích vô cùng thiến thiến tiểu nha đầu này diệp thần phong này một đám nữ nhân là vừa mới ăn được cơm trưa các nàng tại riêng phần mình tán gấu thời gian các nàng miệng ác bên trong đề tài cũng là vây quanh diệp thần phong tiến hành trò chuyện các nàng riêng phần mình cùng diệp thần phong ở giữa sự tình từng cái trên mặt tràn ngập hồi ức chi sắc. Ông ong, ông ong, ông. võ hiểu phỉ điện thoại di động đột nhiên chấn động, làm võ hiểu phỉ thấy là một cái số xa lạ thời điểm, nàng đang do dự một lúc sau, nàng vẫn là lập tức kết nối uy, ngươi tìm ai? Hiểu phỉ tỉ, ngươi có muốn hay không lão công ngươi ta? Diệp thần phong trêu đùa, làm võ hiểu phỉ nghe được diệp thần phong âm thanh về sau, nàng kích động nói ra thần phong, người trở lại thế tục giới. Ân, ta hiện tại vừa mới đến kinh ác thành, hẳn là rất nhanh liền có thể đến diệp ra, bất quá, hiểu phỉ, lần này ta cho các ngươi lại tăng thêm một cái tỉ muội. Diệp thần phong còn nói thêm. Võ hiểu phỉ biết được diệp thần phong lại nhiều một nữ nhân về sau, nàng ban đầu trong nội tâm là có chút không thoải mái, có thể nàng biết diệp thần phong ưu tú như vậy nam nhân nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân, sau đó nàng cũng liền tiêu tan, nói ra thần phong, xem ở ngươi chủ động gọi điện thoại tới phân thượng chúng ta không cùng ngươi so đo chúng ta sẽ tiếp nhận nàng diệp thần phong vừa cười vừa nói ta liền biết các ngươi cũng là ta diệp thần phong khéo hiểu lòng người nữ nhân ta liền không gọi điện thoại cho ra ra ngươi nói cho bọn hắn một chút ta lập tức muốn tới việc nhà tình kinh ác thành phi trường quốc tế bên ngoài cho võ hiểu phỉ nói chuyện điện thoại xong diệp thần phong hắn nói với trần tư vũ tốt tư vũ không có vấn đề gì, chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đi Diệp ra. Diệp Thần Phong trực tiếp cản một chiếc taxi dưới xe tới. Làm Diệp Thần Phong cùng Trần Tư Vũ đi hướng về Diệp ra thời điểm. Diệp ra biệt thự trong đại sảnh. Diệp lão ra tử Diệp Trấn Hồng ngồi ở trên ghế salon nhìn xem báo chí. Diệp Thần Phong phụ thân Diệp Đông Hoa ngồi tại Diệp Trấn Hồng bên cạnh. Mà Diệp Thần Phong mẫu thân tôn Mỹ cầm, nàng mới vừa từ trong phòng bếp đi tới. Từ khi Diệp Thần Phong lần nữa tiến vào cổ võ giới về sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều là cau mày. Tôn Mỹ cầm đi đến Diệp Trấn Hồng cùng Diệp Đông Hoa bên cạnh, nói ra: "Cha, Đông Hoa, các ngươi nói Thần Phong muốn hay không từ cổ võ giới đi ra? Các ngươi nói Thần Phong sẽ không xảy ra chuyện a? À. Các ngươi nói." Tôn Mỹ cầm trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ không phiền chán hỏi cái này mấy vấn đề, lần này trực tiếp bị Diệp Đông Hoa cắt đứt, nói ra: "Mỹ cầm ta biết ngươi lo lắng thần phong, chúng ta có ai là không lo lắng thần phong an nguy. Lại nói ta tin tưởng thần phong tiểu tử kia sẽ không để cho ta thất vọng. Trên tay cầm lấy báo chí Diệp Trấn Hồng, hắn cầm báo chí đem thả vừa đưa ra, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nói ra, Mỹ cầm, đông hoa nói không tệ, thần phong tuyệt đối sẽ không có chuyện, chúng ta ngay tại thế tục giới chờ hắn trở về. Cộc 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 cộc, cộc một trận vội vàng tiếng bước chân từ lầu hai truyền thừa, võ hiểu phỉ cùng bạch tuyết linh các loại chúng nữ vội vã chạy vào đại sảnh, diệp lão ra từ diệp trấn hồng nhìn xem những này tôn tức phụ, trên mặt hắn khó được lộ ra một vòng hiền lành chi sắc, hỏi các ngươi vội vội vàng vàng đi làm cái gì a à? Ra ra, thần phong vừa mới gọi điện thoại cho ta, hắn hẳn là lập tức liền có thể đến diệp ra, với lại thần phong lại mang về một nữ nhân. Võ hiểu phỉ cầm sự tình đại khái nói một lần. Nghe vậy, Tôn Mỹ cầm cái thứ nhất kích động lên, hỏi, hiểu phỉ, người nói thần phong vừa mới điện thoại cho ngươi. Thần phong lập tức sẽ trở về. Gặp võ hiểu phỉ nghiêm túc gật gật đầu, Tôn Mỹ cầm lại ra vẻ tức giận lên, nói ra, thần phong thật sự là có nàng dâu vong mẹ, thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không đánh cho ta, nhìn ta đợi chút nữa làm sao chừng trị hắn. Ngược lại, Tôn Mỹ cầm nhìn xem thời gian, nàng còn nói thêm, hiện tại cái điểm này, Thần Phong hẳn là còn chưa có ăn cơm a. À. Không được, ta phải muốn lập tức giúp hắn đi chuẩn bị hắn thích ăn nhất đồ ăn. Nói, Tôn Mỹ cầm trực tiếp chạy vào trong phòng bếp. Ngồi ở trên ghế salon Diệp Trấn Hồng cùng Diệp Đông Hoa, bọn họ nhìn xem không ngừng trở mặt Tôn Mỹ cầm, trên mặt bọn họ là lộ ra một vòng cười khổ, Diệp Trấn Hồng nói ra, Thần Phong tiểu tử này cuối cùng là trở về a. À. Ta làm sao cảm giác lại có chút đói bụng đợi chút nữa ta phải bồi thần phong uống hai chén. Ra ra, vậy chúng ta cũng đi giúp mụ chuẩn bị đồ ăn. Võ hiểu phỉ các loại chúng nữ cũng chạy vào trong phòng bếp. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng là gật gật đầu, nói ra, đông hoa, chúng ta Diệp ra có thần phong mới như cái nhà A. Ngươi xem một chút thần phong không tại những ngày này, cả nhà trên dưới cũng là âm u đầy tử khí, hiện tại thần phong vừa về đến, bọn họ giống như đều sống lại, liền ngay cả ta bộ xương già này cũng lập tức cảm thấy thoải mái một chút. Diệp ra bên ngoài biệt thự. Từ khi Diệp thần phong tiến vào cổ võ giới về sau, Diệp ra an toàn liền toàn bộ bởi vương lực, Diệp đông kiện cùng vũ khôn minh bọn họ phụ trách. Giờ phút này, vương lực, Diệp đông kiện cùng vũ khôn minh đang nhàn nhã hút thuốc, Diệp thần phong tiểu thúc Diệp đông kiện, hắn đối vương lực nói ra, vương lực, trước mấy ngày có cái trung niên nam nhân tìm đến thần phong, ta xem cái kia trung niên nam nhân không đơn giản a à? Hắn còn để người đem một phong thư giao cho thần phong. Vương lực gật gật đầu, nói ra, ngay cả ta cũng thấy không rõ nam nhân kia thực lực sâu cạn, bây giờ Diệp Thiếu ra cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, bất quá, ta tin tưởng Diệp Thiếu ra tuyệt đối sẽ không có việc. Vũ Khôn Minh hấp dẫn một điếu thuốc, hắn nhìn xem Diệp ra biệt thự bên cạnh lại tại xây dựng thêm ra một tòa biệt thự đến, Hắn nói ra, ta còn thực sự có chút hâm mộ Thần Phong đây. Bây giờ Diệp lão gia tử vậy mà đơn độc vì là Thần Phong xây dựng thêm ra một tòa biệt thự, xem ra Diệp lão gia tử là muốn đem Thần Phong giữ ở bên người, có thể Diệp lão gia tử không khỏi đem biệt thự xây dựng thêm quá lớn a. À? Diệp Đông kiện bĩu môi, nói ra, sẽ không quá lớn, Thần Phong tiểu tử kia có bao nhiêu nữ nhân, người còn không biết sao. Diệp gia sẽ từ hắn thế hệ này bắt đầu trở nên từ tôn hưng vượng lên thế nhưng không cần đến xây dựng thêm lớn như vậy a à. chẳng lẽ thần phong mỗi lần trở về đều sẽ thêm một gái nữ nhân sao vũ khôn minh phản bác nhưng mà đang tại lúc này một chiếc taxi xe đứng ở diệp gia biệt thự cách đó không xa làm diệp đông kiện bọn người nhìn thấy từ trên xe taxi đi xuống một nam một nữ nữ thân mật kéo nam nhân cánh tay diệp đông kiện nói ra Má đây không phải là thần phong sao hắn hôm nay trở về ta làm sao không biết. Mà Vũ Khôn Minh nhìn xem kéo Diệp Thần Phong cánh tay Trần Tư Vũ, hắn là lắc đầu, nói ra, xem ra Diệp Lão gia tử thật đúng là có dự kiến trước A. À. Nói, Diệp Đông Kiện đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ đến, bọn họ vì là Diệp Thần Phong trở về mà cảm thấy cao hứng, toàn bộ Diệp ra bởi vì Diệp Thần Phong lại lần nữa trở nên vui mừng hớn hở đứng lên, phảng phất là tại đang ăn Tết. Chương 974, vì hai tử mà nỗ lực. Diệp ra trong nhà ăn. Trên bàn cơm là bầy đầy các loại thức ăn mỹ vị. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng lôi kéo Diệp Thần Phong ngồi tại bên cạnh hắn. Diệp lão gia tử trên mặt tràn đầy thoải mái nụ cười. Diệp Thần Phong không tại Diệp ra mấy ngày này. Diệp lão gia tử tuy nhiên ngoài miệng không có nhắc đi nhắc lại lấy Diệp Thần Phong. Nhưng hắn trong nội tâm bao giờ cũng đều tại nhớ đứa cháu này, ngóng nhìn Diệp Thần Phong có thể sớm ngày bình an trở về người diệp ra cũng là đã ăn cơm chưa giờ phút này gặp diệp thần phong sau khi trở về bọn họ từng cái lại ngồi lên bàn ăn xoay riêng là diệp thần phong tiểu thúc diệp đông kiệt hắn mặt dày mày dạn ngồi vào diệp thần phong một bên khác vỗ vỗ diệp thần phong bả vai nói ra thần phong cổ võ giới sự tình thế nào lần này làm sao chỉ có ngươi một người trở về trong tay bưng một bàn đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới tôn mỹ cầm nàng bởi vì nhi tử trở về rất cao hứng cho nên đem như thế một cọc sự tình ngược lại là cấp quên mất, phải biết ra ra của nàng cùng phụ thân bọn người là cùng Diệp Thần Phong cùng đi cổ võ giới, bây giờ chỉ có Diệp Thần Phong một người trở lại thế tục giới đến, cái này khiến Tôn Mỹ cầm trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương đến, một đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Trong nhà ăn tất cả mọi người bởi vì Diệp Đông Kiện trong lúc vô tình một câu nói, bọn họ cũng đưa ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, diệp thần phong dùng đúa kẹp lên một khối xương sườn nhét vào trong mồm cổ võ giới kết giới chi môn tuy nhiên tạm thời phong bế nhưng là bây giờ cổ võ chế tài người đã chết thiên tinh thành bên ngoài lại có thông thiên mê huyễn trận làm phòng ngự lại mà xích viêm cốc gió êm dịu vệ đội cộng lại là một cỗ phi thường cường hãn thế lực nương tựa theo những cơ sở này chống đỡ cái một năm khẳng định không có vấn đề cho nên diệp thần phong cũng không lo lắng cổ võ giới sự tình hắn chỉ có thể các loại một năm sau một lần nữa trở lại cổ võ giới bên trong. Diệp thần phong một bên nhai lấy xương sườn, vừa nói, mọi người yên tâm tốt, ngoại thái công bọn họ đều vô sự, chỉ có điều thông hướng cổ võ giới thông đạo bị tạm thời phong bế, muốn một năm về sau có thể mở ra, còn có tại một năm này bên trong, ngoại thái công bọn họ tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đang nghe Diệp Thần Phong cho ra cái này khẳng định đáp án sau khi ở đây nhân tài nhao nhao an tâm lại, trong tay bưng một bàn đồ ăn tôn mỹ cầm, nàng cầm đồ ăn phóng tới trên mặt bàn ra vẻ sinh khí nói ra, Thần Phong ngươi muốn trở về làm sao cũng không cho ta gọi điện thoại. Diệp Thần Phong vội vàng cười bồi nói, mụ ta đây không phải muốn cho ngươi một kinh hỉ đi. Nếu như ngươi không thích dạng này kinh hỉ như vậy ta lần sau nhất định nhớ kỹ điện thoại cho ngươi, người nào lời nói đều có thể không nghe, mẹ ta lời nói là quyết định không thể không nghe. Liền ngươi nói nhiều, tôn Mỹ cầm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng trong nội tâm là phi thường cao hứng, nàng cầm chén sới một bát canh gà về sau, phóng tới diệp thần phong trước mặt nói ra, thần phong, đem chén này canh gà cho uống, thật tốt bồi bổ thân thể. tư vũ ngươi cũng tỏa hạ ăn cơm đi, ngươi lần đầu tiên tới diệp ra về sau ngươi cần phải đem tại đây xem như nhà mình tôn mỹ cầm lôi kéo trần tư vũ cũng ngồi xuống trần tư vũ đã cùng người diệp ra biết nhau một lần vừa mới trần tư vũ cũng tại trong phòng bếp hỗ trợ đây cảm ơn a di trần tư vũ ngượng ngùng nói ra tư vũ người cũng đi theo thần phong đi vào diệp ra người làm sao còn có thể gọi ta a di người đây không phải khách khí sao tôn mỹ cầm lôi kéo trần tư vũ đều nói ra trần tư vũ nhếch nhếch miệng gương mặt càng thêm đỏ một chút nói ra cảm ơn mụ từ vũ ngươi người con dâu này mụ ta nhận dưới, về sau ngươi liền an tâm ở tại diệp ra, nếu như thần phong tiểu tử này dám khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết tốt, ngươi xem ta như thế nào chừng trị hắn. Tôn Mỹ cầm vui tươi hớn hở nói ra. Diệp thần phong tại cầm một khối xương sườn nuốt xuống bụng về sau. Hắn nhìn xem một bên diệp chấn hồng, hỏi, ra ra, làm sao chúng ta diệp ra bên cạnh lại tại xây dựng thêm ra một tòa biệt thự tới lúc này không đợi diệp lão gia tử mở miệng diệp thần phong tiểu thúc diệp đông Kiệt, hắn có nhiều ý vị xem một vòng ở đây diệp thần phong nữ nhân hắn cười nói thần phong này còn không phải cho ngươi tương lai chuẩn bị đi ngươi tương lai con trai cùng nữ nhi khẳng định không ít a à. khả năng xây dựng thêm đi ra ngôi biệt thự kia còn chưa đủ ngươi sử dụng đây nghe vậy diệp lão gia tử diệp trấn hồng hắn vừa cười vừa nói nếu là một tòa biệt thự không đủ ta lại cho thần phong xây dựng thêm đệ nhị tòa nhà, biệt thự dù sao là bao no. Nhìn thấy Diệp lão gia tử như thế thiên vị Diệp thần phong, cái này khiến Diệp đông kiện là trong nội tâm một trận đắng chát, hắn biết nếu như hắn ở bên ngoài có cái bảy tám cái nữ nhân lời nói, đừng nói Diệp lão gia tử sẽ giúp hắn xây dựng thêm biệt thự, chỉ sợ hắn không bị Diệp lão gia tử một chân đá ra Diệp ra, trong lòng của hắn muốn A-di-đà Phật. Bất quá, Diệp Đông Kiện xác thực cũng biết Diệp Thần Phong đãi ngộ hắn hâm mộ không đến, hắn có thể có được hôm nay lần này thực lực, này còn không phải nắm Diệp Thần Phong phúc đi. Diệp Thần Phong nhìn xem trên mặt tràn đầy nụ cười Diệp Lão gia tử, hắn nói ra, ra ra, chờ cơm nước xong xuôi, ta còn có một cái chuyện tốt muốn tuyên bố, đến lúc đó chỉ sợ ngài tối nay lại phải ngủ không yên. Diệp Lão gia tử hơi hơi uống một hớp rượu, nói ra, nghe Thần Phong tiểu tử ngươi câu nói này về sau, Ta hiện tại coi như tâm lý ngứa, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử ngươi muốn tuyên bố chuyện gì tốt. Một hồi cơm chưa tại Nhạc Dung Dung không khí dưới ăn xong. Ăn cơm xong, Tôn Mỹ cầm cùng Diệp Thần Phong chúng nữ đều không có vội vã thu thập bát đúa. các nàng đều đang đợi lấy Diệp Thần Phong muốn tuyên bố món kia chuyện tốt, chỉ có Trần Tư Vũ đem đầu chôn đến trầm thấp, trong nội tâm nàng đã đoán được Diệp Thần Phong muốn nói sự tình. Diệp lão gia tử hiếu kỳ nói ra tốt thần phong, người cũng không cần thừa nước đục thả câu, nhanh lên đem người tốt sự tình tuyên bố một cái đi. Diệp thần phong ánh mắt hiếu ý vô ý mắt nhìn Trần Tư Vũ, sau đó, hắn đi đến Trần Tư Vũ bên cạnh, cầm Trần Tư Vũ từ trên ghế lôi kéo đứng lên, nói ra ta muốn tuyên bố sự tình chính là, Tư Vũ đã nghi ngờ hài tử của ta, ta cũng sắp làm ba ba. Đón lấy, Diệp thần phong ánh mắt nhìn về phía Diệp lão gia tử, nói ra, ra ra, ngài sắp làm thái công. Ngược lại, Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, nói ra, cha mẹ, hai người sắp làm ra ra nãi nãi. Đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong tuyên bố chuyện này, trong nhà ăn bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Ước chừng qua ba bốn giây về sau, Diệp Lão ra tử kích động bỗng nhiên vỗ một cái cái bàn, nói ra tốt, 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 thật không nghĩ tới ta muốn làm thái công a. À. Thần Phong, hôm nay ta xác thực vui vẻ hơn ngủ không yên. Mà tôn Mỹ cầm thì là lập tức để cho Trần Tư Vũ lại ngồi xuống, chừng mắt Diệp Thần Phong nói ra, Thần Phong, người đứa nhỏ này quá không hiểu sự tình, người làm sao không nói sớm Tư Vũ mang thai hài tử. Vừa rồi Tư Vũ vẫn còn ở trong phòng bếp hỗ trợ. Mụ, không có việc gì, ta cũng mới không sai biệt lắm hai tháng mang thai đây. Trần Tư Vũ khẽ cắn bờ môi nói ra này làm sao có thể không có việc gì đâu. Về sau ngươi một ngày ba bữa bởi mụ ta tới tự mình phụ trách, thật không nghĩ tới ta cũng nhanh muốn làm nãi nãi a. À. Tôn Mỹ cầm là càng xem Trần Tư Vũ càng thích. Về phần võ hiểu phỉ, Bạch Tuyết Linh cùng Triệu Uyển Đình các loại chúng nữ, các nàng khi biết Trần Tư Vũ đã mang bầu về sau, trong lòng các nàng cũng không có sinh ra quá nhiều đố kỵ, mà chính là nghĩ ngợi cũng phải phải nhanh mang thai diệp thần phong hài tử. Tôn Mỹ cầm phảng phất nhìn ra võ hiểu phỉ các loại chúng nữ tâm tư, nàng cười an ủi, hiểu phỉ, các người cũng đều muốn cùng thần phong thêm chút sức, tranh thủ để cho chúng ta diệp ra cả ngày con cháu đầy đàn. Ngồi trên ghế diệp lão gia tử là cười đến càng thêm thoải mái, hắn nói ra, Mỹ cầm nói không tệ, lần này thần phong cũng trở về đến, các người cũng không thể đủ buông tha cơ hội này. Võ hiểu phỉ các loại chúng nữ đang nghe diệp lão gia tử lời nói về sau, các nàng đôi mắt đẹp không hẹn mà cùng nhìn về phía diệp thần phong mà diệp thần phong cảm nhận được những nữ nhân này ánh mắt về sau sau lưng của hắn bất thình lình cảm giác lạnh lẽo hắn biết tối nay hắn là khẳng định phải dê vào miệng cọp hơn nữa còn là nhiều như vậy con lão hổ diệp thần phong tiểu thúc diệp đông kiện hắn đứng lên cười nói thần phong tiểu tử ngươi không tệ ngươi tốt nhất vì hài tử nỗ lực a à. tiểu thúc ta xem trọng ngươi diệp đông kiện lời này vừa nói ra Diệp lão gia tử lập tức hung hăng huyết hắn một cái, quát, đông kiện, ngươi lúc nào có thể giống thần phong dạng này để cho ta bớt lo, ta cũng liền thật thỏa mãn, ngươi lúc nào cho ta sinh cái tôn tử. Thần phong đều muốn cho ta sinh tăng tôn tử, tăng tôn nữ, ngươi nói người cả ngày không làm chính sự đang làm gì. Diệp đông kiện đang nghe diệp lão gia tử lời nói về sau, hắn nhất thời ngay cả một cái giấm cũng không dám thả, yên lặng ngậm miệng lại, nhìn về phía Diệp Thần phòng ánh mắt chính là u oán vô cùng. chương 975, Thần Bí Thư Tín, cảm giác áp bách. Cả tháng 7 kinh thành đã hoàn toàn đi vào nhiệt độ cao trạng thái, ban ngày hỏa nhiệt ánh sáng mặt trời thiêu đốt lấy đại địa, đến tối ngẫu nhiên mới có thể thổi qua một trận sảng khoái gió mát. Đen nhánh trong bầu trời đêm treo một vòng sáng minh nguyệt, trắng bạc ánh trăng vung vãi đại địa, chấm chấm đầy sao như sáng trói như bảo thạch tô điểm tại minh mông trong bầu trời đêm. Tại ban ngày Diệp Thần Phong tuyên bố Trần Tư Vũ mang bầu sự tình về sau, đến tối hắn quả nhiên là dê vào miệng cọp, liền ngay cả chúng nữ bên trong nhỏ tuổi nhất đường hân cùng vương phỉ phỉ đều không có buông tha hắn. Cũng may chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí thân thể rất cường hãn, còn không đến mức bị võ hiểu phỉ các loại nữ nhân cho trực tiếp ép khô thân thể. Tại theo thứ tự ứng phó xong chúng nữ về sau, Diệp Thần Phong từ Diệp ra trong biệt thự đi tới, ban ngày hắn tại vừa mới đến Diệp ra thời điểm, hắn nhìn ra được vương lực giống như có chuyện gì tình muốn nói với hắn bất quá lúc ấy trở ngại diệp thần phong cùng người diệp ra đoàn tụ mừng rỡ bầu không khí vương lực cũng liền lựa chọn không có mở miệng làm diệp thần phong đi ra diệp ra biệt thự thời điểm hắn nhìn thấy vương lực thân thể đang tựa ở cửa biệt thự trên vách tường tại diệp ra trong biệt thự cũng có phong vệ đội thành viên đang đi tuần diệp thần phong trong nội tâm vẫn là vô cùng hài lòng xâm nghiêm như thế phòng vệ hắn đi đến vương lực bên cạnh thất lạc một điếu thuốc cho vương lực, sau đó, hắn cho mình đốt lên một điếu thuốc, hít một hơi, từ trong mồm chậm rãi phun ra mấy cái vòng khói về sau, hắn đối vương lực nói ra, vương lực. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, vương lực cầm diệp thần phong ném cho hắn một điếu thuốc cho nhen nhóm về sau, hắn chân thành tha thiết nói ra, diệp thiếu ra, đây đều là chúng ta phải làm, nếu như không có diệp thiếu ra ngài. Như vậy sợ là chúng ta cả một đời cũng vô pháp đến bây giờ độ cao. Diệp thần phong vỗ vỗ vương lực bả vai, nói ra, vương lực, cùng ta tiến vào cổ võ giới phong vệ đội huynh đệ, bọn họ đều không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là cổ võ giới kết giới chi môn tạm thời phong bế, muốn một năm về sau có thể mở ra, trong một năm này bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện, chờ một năm về sau ta sẽ tự mình đi đem bọn hắn tiếp đi ra. Nghe được Diệp thần phong thêm giải thích về sau, vương lực trong nội tâm mới xem như thở phào, hắn nguyên bản cũng đang lo lắng những phong vệ đội đó thành viên, nhưng hắn không có lựa chọn mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn biết coi như những phong vệ đội đó thành viên toàn bộ hy sinh, chỉ sợ bọn họ cũng là cam nguyện vì là diệp thần phong mà hy sinh. Vương lực từ trong lồng ngực xuất ra một cái màu trắng thêm phong thư đưa cho Diệp thần phong, nói ra, Diệp thiếu ra, phía trước mấy ngày có cái trung niên nam nhân để cho ta đem cái này phong thư cho ngươi diệp thần phong tại tiếp nhận màu trắng phong thư về sau hỏi vương lực đối phương có nói hắn là người nào sao vương lực lắc đầu nói ra diệp thiếu ra cái kia trung niên nam nhân chỉ là để cho ta đem cái này phong thư giao cho ngươi bất quá ta cảm giác cái kia trung niên nam nhân thực lực thâm bất khả chắc nếu như hắn muốn đối ta động thủ lời nói chỉ sợ ta chỉ có bị miểu sát phân nghe vậy diệp thần phong lông mày hơi nhíu khởi thừa Hắn biết Vương Lực cũng không phải là một cái ưa thích đem sự tình khuếch đại người, phải biết dù nói thế nào Vương Lực cũng có phá thiên đỉnh phong thực lực, có thể trong nháy mắt miểu sát Vương Lực người, này cũng cũng coi là chân chính cao thủ, này đồng thời cũng làm cho Diệp Thần Phong trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Diệp Thần Phong đang hút một điếu thuốc về sau, hắn cầm trong tay màu trắng phong thư cho mở ra, khi hắn nhìn thấy bên trong viết một câu nói về sau, thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên chỉ gặp trong phong thư viết diệp thần phong linh hồn ngươi hẳn không phải là thời đại này a à? có hay không hứng thú cùng ta gặp một lần ta tạm thời ở tại kinh thành ngọc phong đại tử điếm khâu gian phòng diệp thần phong trong lỗ mũi thật sâu hít một hơi hắn cầm trong nội tâm tâm tình rất phức tạp điều chỉnh một chút hắn căn bản không nghĩ tới phong thư này bên trong vậy mà lại là như thế này nội dung lại có người sẽ biết linh hồn hắn không phải thời đại này trong đầu hắn không khỏi liên tưởng đến thôn vệ đế quốc quốc vương. Lúc trước Diệp Thần Phong đã xác định này quốc vương cũng là linh hồn xuyên Việt người, 10 cấp linh hồn lực về sau vương cấp linh hồn. Lực, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực, này ba đẳng cấp Diệp Thần Phong vẫn là từ quốc vương trong miệng biết được. Có thể quốc vương đã sớm là chết trong tay Diệp Thần Phong mặt, cái này khiến Diệp Thần Phong càng phát ra không nghĩ ra đến là ai tìm tới hắn. Đối phương đến khác gì con mắt, đối phương có thể hay không cùng quốc phương có chỗ liên lụy. Vẫn là huyết ảnh cùng chiến lang bọn họ cái kia thần bí tổ chức tìm tới hắn. Nếu thật là cái kia giấu ở chỗ tối thần bí tổ chức lời nói, theo lý tới nói bọn họ hẳn là trực tiếp đối với Diệp ra động thủ, mà không phải để cho vương lực đem phong thư này giao cho hắn. Đứng ở một bên vương lực, hắn cũng không có đi xem lá thư này bên trên nội dung, hắn chỉ cảm thấy Diệp thần phong tâm tình trở nên có nảy sóng gió nổi lên. Thế là hắn mở miệng hỏi, Diệp thiếu ra, ngài không có sao chứ? Diệp thần phong lấy lại tinh thần về sau, hắn lắc đầu, hắn cầm trong tay tin bóp thành một cái viên giấy, đem cái này viên giấy nhét vào trong túi áo. Bây giờ biện pháp duy nhất cũng là đi ngọc phong đại tử điếm cùng đối phương cỗ một mặt. Diệp thần phong nói ra, vương lực, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận. Nghe vậy, vương lực hỏi, Diệp thiếu ra, muốn ta cùng ngươi cùng đi một chuyến sao? Vương lực suy đoán lá thư này bên trên nội dung có chút không đúng sức lực. Diệp thần phong trực tiếp lắc đầu, nói ra, không cần, ta nghĩ ta hẳn là trước khi trời sáng liền có thể trở về. Nói, diệp thần phong trực tiếp vọt ra diệp ra trong biệt thự, hắn thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mịt mùng. Ngọc Phong Đại Tử Điếm ở Kinh Thành thuộc về một nhà khách sạn 5 sao, làm diệp thần phong đi vào Ngọc Phong Đại Tử Điếm thời điểm, thời gian đã là ban đêm 12 giờ. Diệp Thần Phong trực tiếp đi vào trong thang máy, ấn xuống lầu 5 cái nút, rất nhanh, đinh. Một tiếng, Diệp Thần Phong liền đạt tới lầu 5, hắn đi đến rắn cửa gian phòng, cửa gian phòng là động thật chặt, Diệp Thần Phong ý đồ muốn dùng linh hồn lực đi cảm ứng căn phòng một chút nội tình huống. Giang giác, một tiếng. Nhưng mà, làm Diệp Thần lĩnh linh hồn lực vừa mới thẩm thấu 502 trong phòng thời điểm, cửa gian phòng bất thình lình tự động mở ra, từ trong phòng truyền ra một đạo trung khí 10 phần âm thanh, ta nghĩ ngươi là Diệp Thần Phong a. Như là đã lại tới đây, như vậy thì tiến đến ngồi một chút đi. Tại cửa phòng tự động mở ra sát na, Diệp Thần Phong thần sắc trên mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn nhìn xem 502 trong phòng trong suốt vì là ánh sáng, hắn tại cầm thân thể của mình các phương diện điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, hắn từng bước một đi vào trong phòng. Chỉ gặp một cái ước chừng hơn 40 tuổi giữ lại một đầu bản thốn, ánh mắt như dao trung niên nam nhân, hắn ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chăm chú lên đi vào trong phòng Diệp Thần Phong. Chuyện của tôi, chấm vn người trung niên này nam nhân bất thình lình từ trên ghế salon đứng lên, nói ra, người đến trả rất kịp thời, nếu là người ngày mai tới, chỉ sợ ta đã rời đi kinh thành. Diệp Thần Phong rời cái này thế nào? Trung niên nam nhân sáu ước chừng 2 mét khoảng cách, Hắn rõ ràng cảm giác được này trung niên nam nhân mang đến cho hắn cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách để cho bộ ngực hắn có chút khó chịu. Hắn biết trước mặt người trung niên này nam nhân thực lực mạnh hơn hắn, với lại người trung niên này nam nhân trong cơ thể đồng dạng là có được linh hồn lực. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực chậm chậm lưu động đứng lên, ngưng lông mày, hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi tới tìm ta tại đây làm gì? Còn có lá thư này bên trên lời nói là có ý tứ gì?" người trẻ tuổi người không cần cẩn thận như vậy cẩn thận nếu như ta đối với ngươi không có hảo ý lời nói chỉ sợ ngươi hiện tại đã không nhìn thấy người nhà mình ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta có năng lực này a à. cái kia trung niên nam nhân thuận miệng nói ra nghe vậy diệp thần phong mày nhíu lại càng gia tăng hơn trên mặt loáng thoáng hiện lên từng tia từng tia sát khí cảm thấy được điểm này trung niên nam nhân hắn lên tiếng lần nữa tốt người trẻ tuổi mọi người buông lỏng tâm tình ta tìm ngươi tới chỉ là cùng ngươi tâm sự, ta nghĩ ta tại đây cũng có ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Khang thắng, kinh thành tiểu tử kia tới nơi này, bất thình lình lại có một người trung niên nam nhân đi vào lý trong phòng, người trung niên này nam nhân mọc ra một tấm mặt chữ quốc, trên thân to lớn lớn mạnh bắp thịt đem hắn y phục cho phình lên trống lên đến, ánh mắt của hắn ngay đầu tiên tập trung ở diệp thần phong trên thân. Cảm giác áp bách, càng thêm mãnh liệt cảm giác áp bách. Diệp Thần Phong cảm giác cái này mặt chữ quốc trung niên nam nhân, muốn so vừa mới cái kia giữ lại bản thốn đầu trung niên nam nhân, mang cho hắn cảm giác áp bách càng cường liệt, nói cách khác cái này mặt chữ quốc trung niên nam nhân thực lực muốn so bản thốn đầu trung niên nam nhân cường hãn hơn một chút, với lại hai cái này trung niên nam nhân cũng không có cố ý phóng thích khí thế tới nhằm vào Diệp Thần Phong, cái này khiến Diệp Thần Phong hiếu kỳ hai người này thực lực đến đến cái gì tầng thứ hắn từ quốc vương trong miệng chỉ biết là linh hồn lực tối cao cũng chỉ có tôn cấp linh hồn lực. Quang quang tôn cấp linh hồn lực không có khả năng cho Diệp Thần Dụ mang đến mãnh liệt như vậy cảm giác áp bách. Cho nên, Diệp Thần Phong trong nội tâm không khỏi nghi vấn hỏi, chẳng lẽ lại tôn cấp linh hồn lực phía trên còn có đẳng cấp cao hơn? chương 976, Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh Ngọc Phong đại tử điếm 502 gian phòng bên trong. Gián, âm, một tiếng. Tại tên kia quốc vũ khuôn mặt trung niên nam nhân đi vào gian phòng về sau, cửa gian phòng lại đột nhiên ở giữa đóng lại, cái này khiến Diệp thần phong thần kinh bỗng nhiên căng thẳng kéo căng, mà tên kia quốc vũ khuôn mặt trung niên nam nhân thì là cười ha hả nói ra, tiểu huynh đệ, ta gọi trầm kinh vũ, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ác ý. Mà đổi thành một tên giữ lại bản thốn đầu trung niên nam nhân cũng tự giới thiệu mình, người trẻ tuổi, ta gọi Lâm Khang Thắng, chúng ta có lẽ có thể giải đáp cho người rất lo xa bên trong nghi hoặc, mọi người ngồi xuống trước nói một chút đi. Diệp thần phong cảm giác trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng trên thân không có một tia sát khí, bây giờ hắn lại tới đây không phải liền là vì là biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc sao. Đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi, Diệp thần phong tùy tiện ngồi trong phòng trên ghế salon. Trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng khi nhìn đến Diệp thần phong gặp không sợ hãi biểu hiện về sau, hai người bọn họ cũng mỉm cười gật gật đầu tại diệp thần phong đối diện ngồi xuống đến lâm khang thắng trước tiên mở miệng nói diệp thần phong người nhất định rất ngạc nhiên chúng ta vì sao biết linh hồn ngươi là đến từ tương lai a à? diệp thần phong không có mở miệng nói chuyện hắn chỉ là im lặng gật gật đầu lâm khang thắng thấy thế hắn tiếp tục nói nếu chúng ta chỗ cái linh hồn cũng không thuộc về thời đại này tuy nhiên diệp thần chút trong nội tâm đã là đoán được kết quả này nhưng bỗng nhiên nghe được Lâm Khang thắng chính miệng sau khi trả lời, cái này khiến Diệp Thần Phong trong lòng vẫn là một trận không bình tĩnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Khang thắng, chờ đợi đối phương đón lấy giải thích. Lâm Khang thắng nói tiếp, chúng ta linh hồn giống như ngươi là đến từ tương lai, tại ước chừng 17 năm trước, bởi vì một lần nghiêm trọng ngoài ý muốn, chúng ta linh hồn xuyên việt đến thời đại này, tăng thêm hai chúng ta xuyên việt đến thời đại này hết thảy có bốn người hai người khác tên là Nghiêm Phi Trần cùng Mã Thành Tể, bên trong Mã Thành Tể ngươi hẳn là cũng nhận biết, hắn cũng là thôn vệ đế quốc quốc phương, hắn là chúng ta bốn người bên trong bi thảm nhất một cái linh hồn hắn nhập thân vào một tên hơn 90 tuổi lão đầu trên thân, mà ba người chúng ta đều nhập thân vào hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên thân. Diệp thần phong cao mày, hỏi, trừ bốn người các ngươi bên ngoài, trên cái thế giới này còn có linh hồn hắn người xuyên Việt sao? Lâm Khang thắng lắc đầu, Nói ra, hẳn không có, chúng ta thế lực trải rộng toàn thế giới, bây giờ mã thành tể chết tại trên tay ngươi, linh hồn xuyên việt người chỉ cắt lấy ta, kinh vũ cùng nghiêm phi Trần, còn ngươi nữa Diệp Thần Phong. Chúng ta không có đem chính mình là linh hồn người xuyên việt sự tình nói cho bất luận kẻ nào, bao quát vợ mình cùng hài tử, chúng ta linh hồn xuyên việt đến thời đại này thời điểm, đã là có thể tử cùng hài tử, ta nghĩ ngươi nhất định cũng sẽ không cầm chuyện như thế này tùy tiện nói cho hắn biết người a. À. Lâm Khang Thắng nhìn xem Diệp Thần Phong hỏi. Diệp Thần Phong lại gật gật đầu, hỏi các ngươi hẳn không phải là cùng Quốc Vương một đường a. Lâm Khang Thắng bưng lên trước mặt chén trà, hơi hơi nhấp một miệng trà, nói ra, Quốc Vương tại chúng ta bốn người bên trong thực lực xem như yếu nhất, dù sao hắn nhập thân vào một tên hơn 90 tuổi lão đầu trên thân, mà khởi điểm chúng ta bốn người là đi cùng một chỗ, đồng thời sáng tạo một cái tên là Thiên Minh tổ chức. Lâm Khang Thắng hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, theo thời gian chuyển rời, chúng ta trong bốn người nghiêm phi trần cùng quốc vương tâm tính chậm rãi thay đổi, bọn họ bắt đầu trở nên giá tâm bừng bừng lên hái, bọn họ cầm muốn đem chọn cái thế giới đều thống trị đứng lên, thậm chí vì đạt được đến con mắt hai người bọn họ làm ra rất lo xa ngoan thủ cay cùng xúc sinh không bằng sự tình tới. Về sau, ta cùng kinh vũ phát hiện điểm này chúng ta muốn ngăn lại nghiêm phi trần cùng quốc vương hành vi, nhưng mà nghiêm phi trần cổ động thiên minh bên trong một đám thành viên, thiên minh bên trong phần lớn người đều đứng tại nghiêm phi trần cùng quốc vương phía bên nào, bọn họ cảm nhiễm nghiêm phi trần cùng con mắt phương dã tâm bừng bừng. Lâm Khang thắng ánh mắt hơi lạnh một chút, còn nói thêm, lúc trước may mắn cũng có một bộ phận thiên minh thành viên là ủng hộ ta cùng kinh vũ, thế là chúng ta chủ động thoát ly thiên minh, đồng thời tổ chức một cái tên là Diệt Thiên Minh Tổ chức, ý tứ chính là muốn cầm thiên minh cho thân thủ hủy diệt. Những năm này chúng ta diệt thiên minh cùng thiên minh một mực đang vụng trộm làm đấu tranh, bằng không chỉ sợ thiên minh đã sớm thống trị toàn thế giới đi. Đáng tiếc là chúng ta diệt thiên minh thế lực muốn so thiên minh phải yếu hơn một bậc, tuy nhiên có thể tạm thời kiềm chế lại thiên minh. Nhưng muốn tiêu diệt thiên minh tạm thời vòng không cách nào làm được, giờ thiên minh minh chủ cũng là nghiêm phi trần. Mà chúng ta diệt thiên minh minh chủ là kinh vũ, ta là Diệt Thiên Minh Vũ Minh Chủ, tại Diệt Thiên Minh bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thành viên biết hai chúng ta là linh hồn người xuyên Việt. Tại Lâm Khang Thắng đơn giản tự thuật một lần đại khái sự tình về sau, luôn luôn không có mở miệng trầm kinh Vũ đem lời nhận lấy, nói ra, thực sự ngươi sáng tạo đằng thiên chế dược chỗ, tại ngươi làm ra tương lai một ít sản phẩm thời điểm, chúng ta liền đã chú ý tới ngươi, bất quá. Chúng ta đều biết các ngươi diệp ra là hoa hạ đại gia tộc, căn bản không có khả năng giống chúng ta dạng này lập tức ẩn nấp đi, cho nên lúc đó chúng ta cũng không có tìm tới ngươi, sợ đem bọn ngươi toàn bộ diệp ra lôi xuống nước. Lại mà lúc trước thực lực ngươi quá yếu, coi như ngươi gia nhập diệt thiên minh, ngươi cũng căn bản lên không bất cứ tác dụng gì. Về sau chúng ta biết quốc vương chết tại trên tay ngươi, phía trước không lâu liền ngay thiên minh huyết ảnh cũng chết tại trên tay ngươi, ngươi cũng coi là cùng thiên minh kết thù, ta cùng khang thắng lúc này mới dự định tới gặp thấy một lần ngươi, còn có huyết ảnh tuy nhiên chỉ có tông cấp trung kỳ thực lực, nhưng hắn là một cái cơ khác biệt tồn tại, ngay cả bình thường tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ, muốn giết chết huyết ảnh chỉ sợ cũng không phải này có thể, mà huyết ảnh lại chết tại trên tay ngươi. Cái này cũng càng thêm xác định chúng ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Diệp thần phong tự nhiên là không muốn bại lộ quá nhiều, hắn hiện tại còn không biết trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng trong lòng là ý tưởng gì. Hắn lập tức nói ra, ta có thể giết chết huyết ảnh cũng hoàn toàn là dựa vào vận khí, nếu như lại để cho ta cùng huyết ảnh đối chiến một lần, chỉ sợ chết y người chính là ta. Trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng liếc thấy ra diệp thần phong thực lực tại tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ, trong lòng bọn họ mặt đồng dạng cho rằng diệp thần phong cũng không khả năng dựa vào chân thực lực lượng chiến thắng huyết ảnh, bọn họ cũng liền khẳng định diệp thần phong không có ở nói dối trầm kinh vũ nói ra tiểu huynh đệ dù nói thế nào huyết ảnh cũng là chết tại trên tay ngươi bất quá có một chút ngươi yên tâm tốt người giết chết chỉ là một cái tông cấp linh hồn lực cao thủ thiên minh cũng không biết toàn lực ứng phó đối phó các ngươi diệp ra bằng không các ngươi diệp ra đoán chừng đã sớm đùa giỡn từ nơi này trên thế giới biến mất nghe được trầm kinh vũ lời nói này diệp thần phong quyền đầu hơi hơi tụ lại lấy hắn không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có mặt khác ba cái linh hồn xuyên Việt người tồn tại, mà cái kia giấu ở chỗ tối thần bí tổ chức nguyên lai like gọi là thiên minh. Diệp thần phong trong nội tâm khát vọng lực lượng tâm tư tại vô hạn bành trướng. Hắn biết mình mặc dù chỉ là giết thiên minh trung tông cấp linh hồn lực cao thủ, nhưng là thù này hắn đã là cùng thiên minh kết lại, thiên minh có lẽ sẽ không toàn lực ứng phó đối phó Diệp ra. Có thể thiên minh về sau hẳn là sẽ còn phái ra người tới đối phó Diệp Thần Phong, đối phó Diệp Gia. Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển lại, hắn bây giờ biện pháp duy nhất cũng là nhanh chóng tăng thực lực lên, quát thực lực tăng lên tới có thể diệt thiên minh trình độ, tối nay tới đến ngọc này Phong đại tử điếm, Diệp Thần Phong không nghĩ tới chính mình còn có thể biết những này bí ẩn, cái này khiến hắn tối thiểu nhất không cần đến giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Tiểu huynh đệ, người mới không có hứng thú gia nhập chúng ta diệt thiên minh. Trầm Kinh Vũ mở miệng nghi vấn hỏi. Diệp thần phong cao mày một cái, lắc đầu, cự tuyệt nói ta tạm thời còn không có quyết định này. Diệp thần chúc thực chất bên trong là một cái mười phần ngạo khí người, hắn không thích bị đến bất kỳ người hạn chế, nếu như mượn dùng một chút diệt thiên minh thế lực, điểm này diệp thần phong vẫn còn là có thể tiếp nhận, trong lòng của hắn đã tại xem chừng phải làm thế nào mượn dùng diệt thiên minh thế lực. Nếu để cho trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng biết diệp thần phong giờ phút này ý nghĩ hai người bọn họ chỉ sợ lập tức sẽ chửi ầm lên tiểu hồ ly. Tiểu huynh đệ, người không ngại có thể suy nghĩ thêm suy nghĩ. Trầm Kinh Vũ còn nói thêm. Diệp thần phong yên lặng phiến pha về sau, hắn hỏi ra trong lòng một cái vẫn muốn biết vấn đề, hai vị, tại tôn cấp linh hồn lực phía trên còn có đẳng cấp cao hơn sao. Trong lòng của hắn suy đoán trước mặt trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng khẳng định không chỉ tôn cấp đỉnh dụ linh hồn lực, cho nên hắn tin tưởng tại tôn cấp phía trên còn có đẳng cấp cao hơn. chương 977, đẳng cấp cao hơn cùng kinh ngạc. Trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng đang nghe Diệp Thần Phong nghi vấn về sau, hai người bọn họ hơi hơi sững sờ, trầm kinh vũ kinh nghi nói, tiểu huynh đệ, người không biết tôn cấp linh hồn lực về sau đẳng cấp. Diệp Thần Phong cũng không có dấu giếm chuyện này, huống hồ hắn cũng giấu giếm không, thuận miệng nói ra, nguyên bản ta chỉ biết là 10 cấp linh hồn lực là tối cao đẳng cấp, liền ngay cả vương cấp linh hồn lực, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực, này ba đẳng cấp ta cũng là từ con mắt vương trong miệng biết được. Trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng ánh mắt chừng đến càng thêm lớn, trầm kinh vũ hỏi tiếp, tiểu huynh đệ, linh hồn ngươi đến từ tương lai bao nhiêu năm sau khi. Diệp thần phong cau mày một cái về sau, hắn hồi đáp ta linh hồn đến từ ước chừng 500 năm hậu thế giới khó trách ngươi không biết về sau đẳng cấp, khó trách ngươi không biết về sau đẳng cấp. Trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng hai người này trong miệng là u ục hì hì nói, hai người bọn họ ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Trầm kinh vũ nói ra, tiểu huynh đệ, người ở kiếp trước thời đại kia, linh hồn lực mới vừa vặn bị khai phát đi ra, giống người này một nhóm người thuộc về đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ. Đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ tính hạn chế phi thường lớn, Thực lực cao nhất chỉ có thể đến 10 cấp linh hồn lực tầng thứ, mà chúng ta linh hồn là đến từ ước chừng 580 năm sau, chúng ta thuộc về là đệ nhị đại linh hồn lực chiến sĩ, linh hồn lực bị khai phát càng thêm hoàn thiện, đệ nhị đại linh hồn lực chiến sĩ tiềm lực cũng càng thêm lớn." Trầm Kinh Vũ nói nói, hắn bất thình lình cảm giác được có chút không đúng sức lực, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, kinh ngạc thốt ra: "Tiểu huynh đệ, người không có ở gạt chúng ta a?" À nếu như ngươi là đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ, thực lực ngươi làm sao có khả năng đột phá đến tông cấp linh hồn lực tầng thứ. Nguyên bản Diệp Thần Phong xác thực khả năng cả một đời dừng bước tại 10 cấp linh hồn lực, nhưng hắn tại cổ võ giới đỉnh cấp thế lực bên trong thời điểm, hắn đánh bậy đánh bạ ngâm một lần trăm năm dược dịch, một lần kia hắn nhưng là tại quỷ môn quan chạy một vòng, trăm năm dược dịch bên trong cuồng bạo năng lượng xông phá Diệp Thần Phong cực hạn, khiến cho hắn sẽ không bị vây ở 10 cấp linh hồn lực diệp thần phong đang nghe trầm kinh vũ lời nói về sau hắn không nghĩ tới trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng vậy mà đến từ so với hắn hơi xa xôi một chút tương lai trong lòng của hắn cũng nghĩ đến có thể là chính mình ngâm trăm năm dược dịch về sau để cho thân thể của hắn lại không tính hạn chế hắn đương nhiên sẽ không cho trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng cẩn thận giải thích thuận miệng nói ra ta cũng không biết là thế nào chuyện có thể là vận khí ta tốt một điểm đi ta xác thực chỉ là các ngươi trong miệng đệ nhất đại linh hồn lực chiến sĩ, bằng không ta làm sao lại không biết về sau đẳng cấp đâu. Gặp Diệp Thần Phong giống như cũng không là nói láo, Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng là gật gật đầu, Trầm Kinh Vũ tiếp tục nói, tiểu huynh đệ, ta ở trên cả đời thời điểm, ta vẫn chưa nghe nói qua có cái nào, đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ có thể đột phá 10 cấp linh hồn lực, ta muốn tiểu huynh đệ ngươi trên thân khẳng định có chỗ hơn người trầm trải qua sáu dừng lại một lúc sau còn nói thêm tất nhiên tiểu huynh đệ không biết tôn cấp linh hồn lực phía trên đẳng cấp như vậy thì để ta tới cho tiểu huynh đệ ngươi trò chuyện tôn cấp linh hồn lực phía trên còn có thánh cấp linh hồn lực đế cấp linh hồn lực cùng thần cấp linh hồn lực cái này ba đẳng cấp mỗi cái đẳng cấp đồng dạng bị chia làm sơ kỳ trung kỳ cùng đỉnh phong thánh cấp linh hồn lực đế cấp linh hồn lực thần cấp linh hồn lực diệp thần phong lông mày là nhân càng gia tăng hơn hắn không nghĩ tới tôn cấp linh hồn lực phía trên còn có này ba đẳng cấp, hắn không khỏi mở miệng hỏi, không biết hai vị thực lực tại cái gì tầng thứ. Diệt thiên minh vũ minh chủ lâm khang thắng trước tiên mở miệng nói ra, ta trước mắt thực lực tại đế cấp đỉnh dụ tầng thứ. Đón lấy, diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ cũng mở miệng, tiểu huynh đệ, thực lực của ta tạm thời thuộc về thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Một cái đế cấp đỉnh phong, một cái thần cấp sơ kỳ. Đây càng thêm kích phát diệp thần phong trong lòng lòng háo thắng, Trầm Kinh Vũ phảng phất là nhìn ra diệp thần phong tâm tư, hắn nói ra, chúng ta linh hồn đã xuyên việt đến thời đại này ước chừng 17 năm, tại châu tiểu bang xuyên việt đến thời đại này thời điểm, chúng ta linh hồn lực xuống đến cấp 1, chúng ta hoa ước chừng thời gian 8 năm mới đến tông cấp linh hồn lực, lại hoa 9 năm mới đến bây giờ cấp độ này. Ngược lại, Trầm Kinh Vũ nhìn xem diệp thần chút, hỏi tiểu huynh đệ, lấy thực lực ngươi đến xem người hẳn là cũng không sai biệt lắm linh hồn xuyên Việt đến thời đại này 7-8 năm thời gian A. Tại trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng xem ra Diệp Thần Phong là đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ, Diệp Thần Phong có thể đột phá đến tông cấp linh hồn lực đã là cái kỳ tích cho nên bọn họ sẽ không cho là Diệp Thần Phong thực lực tăng lên so với bọn hắn nhanh hơn. Nhưng là... Nếu để cho Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng biết Diệp Thần Phong linh hồn mới xuyên Việt đến thời đại này 2-3 năm thời gian, quang quang dựa vào 2-3 năm thời gian, Diệp Thần Phong liền từ cấp một linh hồn lực một đường bỗng nhiên bão tố đến tông cấp sơ kỳ linh hồn lực lời nói. Chỉ sợ trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng phải kinh sợ rất xuống ba, ngắn ngủi 2-3 năm thời gian, liền từ cấp một linh hồn lực bão tố đến tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, phần này tư chất quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Coi như ở trên cả đời bên trong, trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng tại hai đời linh hồn lực trong chiến sĩ, Bọn họ cũng không có nhìn thấy cái này ngày qua. Diệp Thần phong đương nhiên sẽ không nói cho Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng, linh hồn hắn mới xuyên việt đến thời đại này 2 3 năm, dù sao hắn cùng hai người này còn chưa chưa quen thuộc, hắn không có trả lời, cũng không có phủ nhận, tại Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng xem ra, bọn họ hoàn toàn là đoán đúng, cho dù là dạng này, hai người này trong nội tâm cũng đầy đủ chấn kinh cùng kinh ngạc, Diệp Thần phong cái này khu khu đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ hắn chẳng những không có bị vây ở 10 cấp linh hồn lực. Ngược lại tại 7-8 năm thời gian đột phá đến tông cấp sơ kỳ linh hồn lực, theo bọn hắn nghĩ này đã coi như là một kiện thật không thể tin sự tình. Tiểu huynh đệ, theo chúng ta hiểu biết, người cùng cổ võ giới người có chỗ ân hoán. Không biết tiểu huynh đệ người có hay không giải quyết, cổ võ giới bên trong theo chúng ta chẳng qua là một chút bất nhập lưu người mà thôi, cho nên chúng ta cũng không có lựa chọn cùng cổ võ giới người tiếp xúc, Lấy tiểu huynh đệ ngươi thực lực khẳng định có thể thoải mái quét ngang cổ võ giới a." Trầm Kinh Vũ theo, hỏi: "Tại 500 năm về sau, cổ võ giới đã sớm xuống dốc không ra bộ dáng, mà bây giờ thời đại này xem như cổ võ giới uy của đỉnh thời kỳ, bất quá, đỉnh cấp thế lực người bên kia không thể bước ra cổ võ giới, cho nên Trầm Kinh Vũ bọn họ cũng không có tiếp xúc đến đỉnh cấp thế lực bên kia cao thủ, bằng không hắn sẽ không đối với cổ võ giới đánh giá kém như vậy." Diệp Thần Phong tự nhiên cũng sẽ không hướng về trầm kinh vũ bọn họ giải thích cổ võ giới tình huống cặn kẽ. Hắn gật gật đầu, nói ra cổ võ giới sự tình, ta tạm thời là xử lý tốt. Tiểu huynh đệ, đã ngươi hiện tại không nguyện ý gia nhập Diệt Thiên Minh, vậy ngươi có hay không hứng thú đi theo chúng ta đi một chuyến Diệt Thiên Minh? Chúng ta nơi đó có một loại 10 phần tiên tiến tiềm lực máy kiểm tra, có thể đám tiểu huynh đệ ngươi đo ra tương lai thực lực đến độ cao đương nhiên tiểu huynh đệ ngươi cũng có thể thuận tiện tham quan tham gia vui mừng, chúng ta diệt thiên minh, tiểu huynh đệ ngươi nói không chừng liền sẽ cải biến lựa chọn. Trầm Kinh Vũ đối với Diệp Thần Phong vẫn là rất ngạc nhiên, nếu như Diệp Thần Phong chỉ là một cái phổ phổ thông thông đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhắc lại ra này ý kiến đến, có thể Diệp Thần Phong là đột phá đến tông cấp sơ kỳ linh hồn lực đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ, cái này không thể không khiến Trầm Kinh Vũ lần nữa lên mời chào lòng. Diệp thần phong trong nội tâm đối với diệt thiên minh vẫn là vô cùng hiếu kỳ, đi diệt thiên minh đi một chuyến gọt cũng là có thể, vừa vặn hắn cũng có thể đi xem một chút diệt thiên minh thế lực đến cỡ nào to lớn, trong lòng của hắn còn nghĩ nát lấy để cho vương lực các loại phong vệ đội thành viên trở thành linh hồn lực chiến sĩ đây. Có lẽ đi diệt thiên minh một chuyến là hắn có thể đủ tìm tới biện pháp, hắn vẫn là muốn chính mình sáng tạo ra một cỗ cường hãn thế lực tới. Tốt, hai vị ta cùng các người đi một chuyến diệt thiên minh cũng được, chỉ là ta lo lắng diệp ra an nguy, không biết hai vị có thể hay không phái một số cao thủ trong bóng tối bảo hộ ta diệp ra. Bây giờ Diệp Thần Phong còn không có đầy đủ thực lực đối kháng thiên minh, hắn lo lắng nhất cũng là Diệp ra an toàn. Trầm Kinh Vũ không có chút nào do dự nói ra tốt, tiểu huynh đệ, lần này diệt Thiên Minh còn có một tên thánh cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ đi theo lực bọn họ cùng đi ta để cho hắn ở lại kinh thành trong bóng tối bảo hộ các ngươi diệp ra, coi như thiên minh muốn phái người đối phó diệp ra, cũng chắc chắn sẽ không phái ra thánh cấp cường giả. Nghe vậy, diệp thần phong liền không có gì tốt lo lắng, hắn mở miệng nói ra tốt, chờ ta quay về một chuyến diệp ra về sau, ta liền cùng các ngươi cùng lúc xuất phát. Trường 978, tuổi trẻ nhất đời bên trong người nổi bật. Diệp thần phong rời đi ngọc phong đại tử điếm thời điểm, Thời gian mới hơn 2 giờ sáng. Lần này hắn mới vừa vặn trở lại diệp ra một ngày không đến lúc đó ở giữa. Hắn liền lại phải ra ngoài. Cái này khiến hắn không biết nên tại sao cùng diệp lão ra tử bọn người mở miệng. Bất quá, lần này hắn nhất định phải đi một chuyến diệt thiên minh. Nói không chừng hắn tại diệt thiên minh bên trong còn sẽ có chút thu hoạch. Dù sao hắn đã cùng thiên minh kết xuống cửu hận. Thiên minh đối với bây giờ diệp thần phong tới nói không thể nghi ngờ chẳng khác gì là một cái quái vật khổng lồ tất nhiên không biết nên tại sao cùng Diệp lão gia tử bọn người mở miệng, như vậy Diệp thần phong dứt khoát quyết định tiên trảm hậu tấu, hắn tại trở lại Diệp ra thời điểm, Diệp lão gia tử bọn người còn đang ngủ, ngược lại là vương lực thủy chung đứng tại Diệp ra cửa biệt thự. Thế là Diệp Thần Phong để cho vương lực đối với Diệp Lão gia tử bọn người chuyển cáo một chút hắn rời đi sự tình, chờ từ Diệp Thiên Minh trở về, hắn mới hảo hảo cùng Diệp Lão gia tử bọn người hiểu biết cả một cái đi. Tại phân phó xong vương lực về sau, Diệp Thần Phong liền lại lần nữa rời đi, đi cùng Diệt Thiên Minh Minh Chủ Trầm Kinh Vũ cùng Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng hội hợp. Tại thời gian còn tờ mở sáng thời điểm, Diệp Thần Phong liền theo Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đi vào kinh thành phi trường quốc tế. Ba người bọn họ đi đến một khung từ kinh thành bay hướng tô thông suốt thành phố phi cơ. Ước chừng hai giới cái giờ sau khi Diệp Thần Phong đám ba người liền thuận lợi đến tô thông suốt phi trường, đang đi ra tô thông suốt phi trường về sau. Bên ngoài đã có vừa tăng Hammer đang đợi, một tên ước chừng chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, hắn khi nhìn đến Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng về sau, hắn vội vàng từ Hammer bên trên đi xuống, giúp Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng mở cửa xe, cung kính hô một tiếng, minh chủ, phó minh chủ. Đối với cái này Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, hai người bọn họ kêu gọi Diệp Thần Phong lên xe trước. Một màn này rơi vào tên kia hơn 40 tuổi trung niên nam nhân trong mắt, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, tại hắn trong ấn tượng minh chủ cùng phó minh chủ còn giống như không có ra ngoài tự mình tiếp nhận người cái này khiến hắn hiếu kỳ trước mặt người tuổi trẻ này đến là ai. Diệp Thần Phong tại đi đến Hammer trước, hắn cũng dò xét một chút tên kia trung niên nam nhân phát hiện tên kia trung niên chỉ hoãn người thực lực tại vương cấp trung kỳ tầng thứ này lệ để cho hắn càng thêm hiếu kỳ diệt thiên minh thực lực đến có bao nhiêu to lớn. Đợi cho Diệp Thần Phong ngồi lên Hammer về sau, Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng cũng đơn giản đối với Diệp Thần Phong giới thiệu một chút diệt thiên minh tình huống. Tại diệt thiên minh bên trong thần cấp cao thủ có một tên, đế cấp cao thủ có hai tên, thánh cấp cao thủ có ba tên, tôn cấp cao thủ có mười tên, tông cấp cao thủ có mười hai tên, vương cấp cao thủ có hai mươi tên, này bên trong đã bao quát trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng về phần không có đạt tới vương cấp linh hồn lực cao thủ trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng cũng không có giới thiệu dù sao 10 cấp linh hồn lực phía trên cao thủ mới là diệt thiên minh chủ lực tại diệp thần phong nghe xong diệt thiên minh đại khái thế lực về sau trong lòng của hắn vẫn còn có chút chấn kinh nguyên bản hắn còn muốn từ trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng trong miệng hai người hiểu biết một chút liên quan tới thiên minh thế lực bất quá Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng dù sao là mập mờ từ, cho nên Diệp Thần Phong cũng liền không hỏi thêm nữa, trước đó Trầm Kinh Vũ Cùng Lâm Khang thắng cũng đã nói, Diệp Thiên Minh thế lực muốn so Thiên Minh yếu hơn một bậc, Diệp Thần Phong cũng đại khái có thể đoán buồn bực một chút Thiên Minh thế lực. Cái này khiến trên người hắn áp lực là trong lúc đó gia tăng mãnh liệt nhưng nhiều khi áp lực là kích phát trưởng thành động lực này lại, Diệp Thần Phong hướng nhìn tăng lên lực lượng tâm tình mệnh Diệp đến điểm cao nhất. Hammer ước chừng đi tổn hại 3 giờ về sau, ngoài cửa sổ xe công trình kiến trúc là càng ngày càng ít lộ diện cũng biến thành gồ ghề đứng lên, lại đi tổn hại 1 giờ về sau, chung quanh hoàn toàn là trở nên hoang tàn vắng vẻ. Ngay tại lúc này Hammer đột nhiên dừng lại, trầm kinh vũ nói ra tiểu huynh đệ, chúng ta đến mục đích. Diệp thần phong đi theo trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng cùng đi xuống Hammer, chung quanh nơi này là một tòa ít ai lui tới sơn lâm, tại Diệp Thần Phong trước mặt có một tòa dưỡng sinh Sơn Trang. Tại dưỡng sinh cửa Sơn Trang đứng tại 10 tên cùng loại bảo an nhân viên, Diệp Thần Phong rõ ràng cảm giác được 10 người, người này thực lực đều tại 10 cấp linh hồn lực tầng thứ. Trầm Kính Vũ nói ra, huynh đệ, đi thôi, này dưỡng sinh Sơn Trang chỉ là che giấu tai mắt người, tại đây bình thường không đối bất luận kẻ nào khai phóng, chúng ta diệt thiên minh tổng bộ tại này dưỡng sinh Sơn Trang đằng sau trên một ngọn núi. Nói, Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng liền hướng Dưỡng Sinh Trong Sơn Trang đi đến, mà Diệp Thần Phong thì là theo thật sát hai người bọn họ sau lưng. Hắn phát hiện Dưỡng Sinh Trong Sơn Trang Minh Tiếu cùng Ám Tiếu còn có rất nhiều, những người này thực lực đều tại bát cấp đến 10 cấp linh hồn lực ở giữa. Ước chừng hành tẩu 15 phút sau khi Diệp Thần Phong đi theo Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng khuê đến Dưỡng Sinh Sơn Trang sau khi một tòa núi lớn trước, Trầm Kinh Vũ nói ra: "Tiểu huynh đệ, Ngọn núi này cùng chung quanh địa phương quyền sử dụng đều bị chúng ta cho mua lại, đón lấy chúng ta liền mang theo tiểu huynh đệ ngươi tham quan tham quan Diệt Thiên Minh đi. Trầm Kinh Vũ cầm trên vách núi đá một khối đá cho dịch chuyển khỏi, bên trong cái nhưng xuất hiện một cái quét hình thủ trưởng máy móc, Trầm Kinh Vũ cầm bàn tay trái phóng tới máy móc phía trên, một lát sau, máy móc bên trong phát ra một đạo cơ giới hóa âm thanh, quét hình hoàn tất. Quét hình hoàn tất, vân tay chính xác, vân tay chính xác sang rác sang rác sang rác đón lấy trên vách núi đá dịch chuyển khỏi một đạo không gian một khung thang máy thu vào diệp thần phong tầm mắt trầm kinh vũ còn nói thêm huynh đệ ngọn núi này nội bộ bị chúng ta cho đào giống, ngọn núi này bên trong hết thảy có bát tầng. ta trước tiên mang tiểu huynh đệ ngươi đi kiểm tra một chút tiềm lực đi nói không chừng tiểu huynh đệ ngươi có thể cho chúng ta một kinh nghỉ đây tại diệp thần phong đi theo trầm kinh vũ đi vào điện năm sau Trầm Kinh Vũ đè xuống số 5 cái nút, cầm trong một ngọn núi bộ cho đào giống. Diệp Thần Phong trong nội tâm âm thầm cảm thán Diệt Thiên Minh thật đúng là thật lớn thủ bút. Vài giây đồng hồ về sau, thang máy liền đến đệ ngũ tầng. Diệp Thần Phong đi ra thang máy về sau, đầu tiên thấy là một cánh cửa, trên cửa viết giao đấu trận này ba cái chữ lớn. Đi qua Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng hiểu biết kiên quyết, này giao đấu trận bình thường là dùng đến cho Diệt Thiên Minh thành viên luận bàn dùng tiềm lực buồn bực tuyến dụng cụ cũng đúng lúc lắp đặt tại này giao đấu trong tràng. Mà theo trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng nói, hôm nay đúng lúc là diệt thiên minh thành viên giao đấu cắt huệ thời gian, bình thường chỉ là vương cấp linh hồn lực, hoặc là vương cấp linh hồn lực phía dưới thành viên mới có thể tới nơi này lẫn nhau cắt huệ. Về phần vương cấp linh hồn lực phía trên thành viên liền sẽ không tới nơi này lẫn nhau cắt huệ, đương nhiên cũng sẽ có tông cấp linh hồn lực cao thủ tới nơi này đến một chút náo nhiệt một bên nghe trầm kinh vũ tự thuật, Diệp Thần Phong vừa đi tiến vào giao đấu trong tràng, này giao đấu trong tràng không gian phi thường lớn, Phong có ba cái cực đại đấu trường, này lại, Diệp Thiên Minh bên trong vương cấp linh hồn lực cao thủ đang tại trên lôi đài tỉ thí với nhau lấy, toàn bộ giao đấu trong tràng ước chừng có khoảng 40 người. Trầm kinh vũ, Lâm Khang thắng cùng Diệp Thần Phong đến kinh động giao đấu trong tràng người, cái này khiến ở đây người ánh mắt là nhao nhao tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, từng cái thấp giọng nghị luận lên. Tiểu tử này là người nào? Ta lúc trước tại sao không có gặp qua hắn? Nghe nói minh chủ cùng phó minh chủ trước đó không lâu vừa mới đi ra ngoài một chuyến, khả năng chính là vì tiểu tử này đi. Ngươi nói cái gì? Minh chủ cùng phó minh chủ là tự mình đi cầm tiểu tử này nhận được chúng ta diệt thiên minh tới. Tiểu tử này đến là lai lịch gì? Tại này giao đấu trong chàng có 5 tên người trẻ tuổi, bọn họ cũng không có tham dự vào nghị luận bên trong, năm người này bên trong có bốn người là nam, một người là nữ, bọn họ khi nhìn đến Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng về sau, bọn họ lập tức hướng phía Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đi qua. Năm người này phòng trong cầm đầu một tên mang trên mặt cao ngạo thanh niên, hắn tên là Thẩm Minh Hiên, hắn là con trai của Trầm Kinh Vũ, một thân thực lực vừa mới đột phá đến tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ, một tên khác dáng rất cao to lực lưỡng, Thân thể 10 phần giống vừa tăng hình người xe tăng, hắn gọi Trình Đại Hổ, một thân thực lực đến tông cấp trung kỳ tầng thứ, còn có một tên tướng mạo 10 phần bình thường, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nam nhân, hắn gọi Tiêu Lập Viễn, một thân thực lực đến tông cấp trung kỳ tầng thứ. Trong năm người một tên sau cùng nam nhân, hắn dáng dấp có chút chút lạnh lẽo lanh lẹ. tên hắn gọi là Từ Tử, Tử Kỳ, một thân thực lực đến tông cấp sơ kỳ tầng thứ. Mà bên trong một cái duy nhất nữ nhân trên người nàng mặc một bộ hắc sắc váy đầm, tóc đen thui rối tung ở đầu vai, tướng mạo cũng mười phần xuất chúng, chỉ có điều trên mặt nàng biểu lộ quá mức lãnh diễm, cho người ta một loại quyên vị đạo, nàng tên là Lâm Hân Di, nàng là Lâm Khang Thắng Nữ Nhi, một thân thực lực đến tông cấp đỉnh phong cấp độ. Trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng vì là Diệp Thần Phong giới thiệu này năm người tuổi trẻ, Diệp Thần Phong đã biết tại Diệp Thiên Minh Trung Tông cấp linh hồn lực cao thủ chỉ có 12 tên, 5 người này bên trong có một người là tôn cấp sơ kỳ tầng thứ, bốn người khác đều tại tông cấp linh hồn lực tầng thứ, có thể nói 5 người này không thể nghi ngờ là diệt thiên minh thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. chương 979, thật sự là phế vật sao? Tại Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di các loại năm tên người trẻ tuổi đi đến Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trước mặt thời điểm, Trầm Kinh Vũ mở miệng nói ra, vị tiểu huynh đệ này gọi Diệp Thần Phong, hắn lần này là tới chúng ta diệt thiên minh làm khách, mọi người biết nhau nhận biết. Tại thẩm minh hiên bọn người dò xét Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong cũng tương tự đang đánh giá bọn họ, sau cùng Diệp Thần Phong ánh mắt rơi vào Lâm Hân Di trên thân, Lâm Hân Di bộ ngực 10 phần cao ngất no đủ, dáng người đường cong cũng phi thường hoàn mỹ, tăng thêm sáng trắng trên mặt loại kia bẩm sinh lãnh diễm khí chất. Như thế để cho Diệp Thần Phong không khỏi tại Lâm Hân Di trên thân dừng lại thêm hai giây. Lâm Hân Di phảng phất cảm giác được Diệp Thần Phong ánh mắt, cái này khiến nàng hai đầu lông mày không khỏi nhăn nhăn, mà Diệp Thần Phong thì là tùy ý nhún nhún vai, hắn có thể cũng không phải là gặp mỹ nữ liền đi bất động đường nam nhân, phải biết bên cạnh hắn những nữ nhân kia, cơ hồ mỗi cái đều là hại nước hại dân tư sắc. Giáng dấp xấu xí từ từ kỳ, hắn hai tròng mắt luôn luôn hữu ý vô ý nhìn chăm chú lên Lâm Hân Di, hắn nhìn về phía Lâm Hân Di trong ánh mắt mang theo một loại nào đó ban đầu khát vọng. Bất quá, hắn cầm cái này xóa sạch hướng nhìn cho ẩn tàng phi thường tốt, cho nên, tại Lâm Hân Di khẽ nhíu mày thời điểm, Từ Tử Kỳ cũng liền chú ý tới nhìn chằm chằm Lâm Hân Di xem Diệp Thần Phong, cái này khiến Từ Tử Kỳ sắc mặt dần dần lạnh một chút, trên mặt vứt bỏ đầy khinh thường thần sắc, hắn cảm giác ra Diệp Thần Phong thực lực cũng tại tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tầng thứ. Nhưng hắn Từ Tử Kỳ có tự tin tại ngang cấp bên trong là vô địch tồn tại bọn họ tại đây năm người thế nhưng là diệt thiên minh bên trong công nhận thiên tài nhân vật. Từ tử kỳ phụ thân cũng coi là diệt thiên minh bên trong cao tầng, phụ thân hắn thực lực đến thánh cấp sơ kỳ linh hồn lực, hắn không hề giống hắn thành viên e ngại trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng, mà trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng cũng luôn luôn coi hắn là làm như tử mà đối đãi Cái này khiến từ tử kỳ không khỏi mở miệng hỏi, trầm thúc thúc, lâm thúc thúc, lần này các ngươi rời đi diệt thiên minh, chẳng lẽ chính là vì tiếp tiểu tử này sao? Hắn thấy thế nào không ra tiểu tử này có bất kỳ chỗ đặc biệt. Hắn cũng chỉ bất quá là có được tông cấp sơ kỳ linh hồn lực mà thôi, hắn căn bản không xứng trầm thúc thúc và lâm thúc thúc các người tự mình đi đi một chuyến. Nghe vậy, Diệp Nhẫn phong thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, loại này không đầu không đuôi con ruồi, lúc trước hắn thế nhưng là gặp nhiều, hắn nhưng không có hứng thú cùng con ruồi liên hệ, ngược lại là trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng cao mày một cái hai người bọn họ tự mình đi gặp diệp thần phong cũng không phải là bởi vì diệp thần phong thực lực mà chính là bởi vì diệp thần phong linh hồn giống như bọn họ không thuộc về thời đại này trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng đương nhiên sẽ không hướng về từ tử kỳ giải kính nhiều như vậy trầm kinh vũ nói ra tốt tử kỳ vị tiểu huynh đệ này là chúng ta diệt thiên minh khách nhân người chú ý cho kỹ chính mình nói chuyện thái độ chúng ta tới nơi này là vì là giúp vị tiểu huynh đệ này kiểm tra một chút hắn mức tiềm lực. Mà đang lúc cái này thời điểm, một tên bốn người ba tuổi trung niên nam nhân, từ giao đấu trong chàng đi tới cửa, đối trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng, nói ra, minh chủ, phó minh chủ. Tên này trung niên nam nhân gò má trái bên trên có một đầu dữ tợn vô cùng cự đại vết sẹo, như là một đầu ngô công một dạng ghé vào hắn trên gương mặt tại diệt thiên minh bên trong hết thảy có ba tên thánh cấp linh hồn lực cường giả, tên này trung niên nam nhân cũng là bên trong một người, hắn thực lực thuộc về thánh cấp trung kỳ linh hồn lực, tên hắn gọi là Phương Trí Hoa. Mỗi lần cái này diệt thiên minh giao đấu giữa sân có thành tựu thành viên lẫn nhau đấu tập thời điểm, diệt thiên minh đều sẽ an bài một tên thánh cấp cường giả tọa chấn. Làm đấu tập bên trong có người sử xuất sát chiêu thời điểm, như vậy tỏa trấn thánh cấp cường giả liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ ngăn cản. Trầm kinh vũ đối phương Chí Hoa gật gật đầu, nói ra, Chí Hoa, hôm nay ta cùng Khang Thắng mang cái này một vị tiểu huynh đệ tới kiểm tra một chút tiềm lực, người lập tức cầm giúp chúng ta chuẩn bị một chút. Tốt, Minh Chủ, đang nghe trầm kinh vũ tới nơi này con mắt về sau. Phương Chí Hoa lập tức xoay người đi an bài. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi vào bên trong, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiểu huynh đệ ngươi mức tiềm lực. Trầm Kinh Vũ vừa cười vừa nói. Thế là, Diệp Thần Phong đi theo Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng hướng về giao đấu trong chàng đi đến, mà Diệp Thần Phong tới nơi này buồn bực thử mức tiềm lực sự tình, cũng ngày đầu tiên bao phủ toàn bộ giao đấu trận. Cái này khiến giao đấu giữa Sân Diệt Thiên Minh thành viên không có luận bàn tâm tư, bọn họ lại một lần nữa nghị luận ẩm ý. Nguyên lai like, minh chủ cùng phó minh chủ là mang tiểu tử này tới nơi này buồn bực thử mức tiềm lực A. Tiểu tử này thực lực giống như tại Tông Cấp Sơ Kỳ Tầng Thứ hắn còn trẻ như vậy hắn hẳn là cũng xem như một thiên tài a à. bằng không minh chủ cùng phó minh chủ cũng sẽ không dẫn hắn tới nơi này buồn bực thử mức tiềm lực chúng ta đều trước tiên tạm dừng luận bàn đi chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia mức tiềm lực là bao nhiêu hắn có thể hay không tương lai có khả năng đến thần cấp linh hồn lực dù sao hắn nhưng là minh chủ cùng phó minh chủ tự mình tiếp trở về người nói giao đấu trong chàng tất cả mọi người hướng về giao đấu trận tận cùng bên trong nhất đi đến tử, bọn họ đều muốn kiến thức một chút diệp thần phong mức tiềm lực. Đang tỉ đấu trận tận cùng bên trong nhất một chỗ ngóc ngách bên trong, nơi đó bị pha lê ngăn cách một cái một người lớn nhỏ không gian, ở cái này không gian trên mặt đất lóe ra lục sắc quang mang, tại pha lê bên trên từ dưới lên trên viết cấp một linh hồn lực đến thần cấp linh hồn lực, cái này bị pha lê ngăn cách tiểu không gian cũng là tiềm lực máy kiểm tra diệt thiên minh thánh cấp trung kỳ cường giả phương trí hoa, hắn tại cầm các loại nguồn điện cùng dụng cụ đều kết nối tốt về sau, hắn đối trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng, nói ra, minh chủ, phó minh chủ, tiềm lực máy kiểm tra chuẩn bị hoàn tất. Trầm kinh vũ gật gật đầu, đối diệp thần phong nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần buông lỏng đứng ở cái này bị pha lê ngăn cách trong không gian liền có thể, dạng này ta liền có thể đo ra ngươi mức tiềm lực. Diệp thần phong đối với cái này tiềm lực máy kiểm tra cũng là thật tò mò, thế là hắn không có phản đối liền đi tiến vào cái này một người lớn nhỏ không gian. Tại diệp thần phong đi vào về sau, phương trí hoa đè xuống một bên trên vách tường một cái hắc sắc cái nút, từ tiềm lực buồn bực thử nhi thượng một cái loa bên trong. Lập tức truyền ra một đạo cơ giới hóa âm thanh, tiềm lực chắc khí bắt đầu. Tiềm lực chắc khí bắt đầu, mời chắc khí giả buông lỏng thân thể, mời chắc khí giả buông lỏng thân thể đón lấy, bị pha lê ngăn cách cái kia trong không gian, từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau quang mang tại Diệp Thần Phong trên thân đảo qua, ước chừng sau 3 phút, cơ giới hóa âm thanh lại lần nữa vang lên tiềm lực hoàn tất thi kiểm tra. Tiềm lực hoàn tất thi kiểm tra, hiện tại công bố kết quả, hiện tại công bố kết quả. Ở đây trầm kinh vũ đám người, bọn họ ánh mắt ngay đầu tiên đều tập trung ở pha lê bên trên, chỉ gặp pha lê bên trên từ dưới lên trên chậm rãi dâng lên một đầu hồng tuyến. Hồng tuyến vượt qua pha lê bên trên viết cấp một linh hồn lực, nhị cấp linh hồn. Sau cùng vững vàng đứng ở 10 cấp linh hồn lực phương vị rốt cuộc bất động đánh một chút. Cơ giới hóa âm thanh từ loa bên trong truyền tới, chắc khí giả mức tiềm lực độ tranh lệch, 10 cấp linh hồn lực là hắn có thể đến điểm cao nhất. Trầm kinh vô cùng lâm khang thắng nghe được kết quả về sau, Hai người bọn họ trên mặt lộ ra không có che giấu vẻ thất vọng, bọn họ nguyên bản còn cho rằng Diệp Thần Phong cái này đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ khác gì khác biệt đâu. Bọn họ cũng không có hoài nghi tiềm lực máy kiểm tra, đây là bọn họ thân thủ nghiên cứu ra được cao tinh độ máy móc, bọn họ hiện tại cơ hồ có thể xác thực đi, Diệp Thần Phong hẳn là thật sự là dựa vào vận khí đột phá đến tông cấp sơ kỳ tầng thứ, bọn họ biết có lẽ Diệp Thần Phong đời này cũng chỉ có thể đủ dừng bước tại tông cấp sơ kỳ linh hồn lực đứng tại trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng sau lưng từ tử kỳ hắn đang nghe cái này buồn bực thử kết quả về sau hắn trực tiếp cất tiếng cười to đứng lên ha 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 ta xem tiểu tử này hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ mới đột phá đến tông cấp sơ kỳ linh hồn lực tiềm lực máy kiểm tra còn không có phạm sai lầm qua cho nên ta xem tiểu tử này về sau thực lực căn bản không có khả năng lại có bất luận cái gì tiến bộ hắn cũng là cái phế vật ở đây thủ hạ bọn họ đang nghe buồn bực thử kết quả về sau lại nghe được từ tử kỳ khinh thường ngôn ngữ, bọn họ từng cái trên mặt cũng lộ ra trào phúng thần sắc, từng cái thấp giọng nghị luận lên. Nguyên lai tiểu tử này cũng là cái phế vật A, à. minh chủ cùng phó minh chủ đem loại người này mang về làm gì. Tuy nhiên tiểu tử này hiện tại đã có tông cấp sơ kỳ thực lực, nhưng đoán chừng hắn cả một đời cũng chỉ là thực lực này, chúng ta tương lai thực lực khẳng định so với hắn cao hơn. Diệp thần phong sắc mặt bất biến từ tiềm lực máy kiểm tra bên trong đi tới, tiềm lực này máy kiểm tra chắc khí ra kết quả hẳn là diệp thần phong thực lực bị cực hạn thời điểm, cũng không có cầm bây giờ diệp thần phong chân thực tiềm lực cho chắc khí đi ra, dù sao diệp thần phong là đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ, hắn là bởi vì trăm năm dược dịch mới đột phá cực hạn, khảo nghiệm này dụng cụ sẽ sai lầm cũng không có gì tốt kỳ quái. Diệp thần phong nhìn xem trước tiên mở miệng chào phúng hắn từ tử kỳ, hắn đối với cái này xấu xí ra hỏa cũng không có gì tốt cảm giác, hắn trêu tức nói ra, ngươi nói ta là phế vật. Ta nghĩ ngươi còn chưa có tư cách nói như vậy ta, nếu như ta là phế vật lời nói, như vậy ngươi ngay cả cái rắm đều không đi. chương 980, Nhất bàn tay đập bay. Diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ cùng phó minh chủ lâm khang thắng. Hai người bọn họ đang nghe từ tử kỳ quá mức trào phúng về sau, bọn họ vốn là muốn nói lên từ tử kỳ hai câu, ai biết từ máy kiểm tra bên trong đi tới Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp cuồng ngạo phản kích từ tử kỳ, điều này cũng làm cho trầm kinh vũ cùng Lâm Khang Thắng hơi hơi sững sờ. Mà từ tử kỳ đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, sắc mặt hắn là chậm rãi âm trầm xuống, khóe miệng hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười, nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra tiểu tử, nói dọa có ai sẽ không. Đã ngươi nói ta ngay cả cái cái rắm cũng không bằng, như vậy ngươi có hay không đảm lượng so với ta thử tỉ thí. Thực lực ngươi tại tông cấp sơ kỳ tầng thứ, thực lực của ta đồng dạng là tại tông cấp sơ kỳ tầng thứ, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi hẳn là có thể đủ dễ như trở bàn tay đánh bại ta. Trung quanh diệt Thiên Minh thành viên đang nghe từ tử kỳ đưa ra muốn cùng Diệp Thần Phong tỉ thí, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn ngập khinh thường, đúng mẫn, trào phúng các loại hàng loạt thần sắc. Phải biết thẩm minh hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ, Tiêu Lập Viễn cùng từ tử kỳ, năm người này là diệt thiên minh bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên tài nhân vật. Tuy nhiên từ tử kỳ là năm người này bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng từ tử kỳ lúc trước tại cùng tông cấp sơ kỳ cao thủ khi đối chiến, hắn còn không có một lần là bị thua qua. Tại diệt thiên minh những thành viên này xem ra từ tử kỳ căn bản chính là tông cấp sơ kỳ trong cao thủ vô địch tồn tại, đồng dạng thực lực chỉ có tông cấp sơ kỳ diệp thần phong hắn căn bản không thể nào là từ tử kỳ đối thủ. Diệt thiên minh minh chủ trầm kinh vũ, hắn lấy lại tinh thần về sau, hắn vội vàng dàn xếp, nói ra tốt, tốt, mọi người đều thối lui một bước, đừng khiến cho giống như là giống như cửu nhân. Phó minh chủ lâm khang thắng cũng gật gật đầu, đối diệp thần phong nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi là chúng ta diệt thiên minh khách nhân, đón lấy ta dẫn ngươi đi tham quan tham quan diệt thiên minh hắn tầng lầu đi tại kết quả khảo nghiệm sau khi đi ra trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng trong nội tâm đối với diệp thần phong nhiệt tình giảm bớt rất nhiều theo bọn hắn nghĩ trước đó diệp thần phong có thể giết chết thiên minh tông cấp trung kỳ cao thủ huyết ảnh đây xác thực xác thực bị diệp thần phong tìm vận may nếu để cho trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng biết lúc ấy diệp thần phong cùng huyết ảnh khi đối chiến diệp thần phong thực lực mới chỉ thuộc về vương cấp linh hồn lực tầng thứ chỉ sợ bọn họ hai cái liền sẽ không nghĩ như vậy Đồng dạng bọn họ cũng không biết Diệp Thần Phong có vượt cấp đối chiến năng lực, với lại Diệp Thần Phong linh hồn lực so với hắn người còn tinh khiết hơn rất nhiều, lấy hắn bây giờ tông cấp sơ kỳ tầng thứ, hoán lực có thể đợi cùng với tông cấp đỉnh tuấn cao thủ, cho nên, cái này khu khu tông cấp sơ kỳ từ tử kỳ, thật đúng là không bị Diệp Thần Phong để vào mắt. Xấu xí từ tử kỳ đang nghe trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng đều mở miệng, hắn biết hôm nay là không có trêu đùa Diệp Thần Phong cơ hội hắn vụng trộm hướng phía Diệp Thần Phong dựng thẳng lên một ngón giữa, không có phát ra âm thanh, dùng miệng hình nói với Diệp Thần Phong, ngươi chính là cái phế vật. Nguyên bản xem ở trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng trên mặt mũi, Diệp Thần Phong thật đúng là không có ý định cùng từ tử kỳ con ruồi này chấp nhật, hắn tịnh không để ý người khác đối với hắn cái nhìn, thế nhưng là từ tử kỳ con ruồi này, không có chút nào làm con ruồi giác ngộ, luôn luôn ý đồ tại Diệp Thần Phong bên tai ong ong gọi bậy. Như vậy diệp thần phong không ngại thuận tay một bàn tay chụp chết hắn. Diệp thần phong cười đối với trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng, nói ra, hai vị, ta đây là lần đầu tiên tới các người diệt thiên minh, ta cũng là muốn kiến thức kiến thức diệt thiên minh cao thủ thực lực. Diệp thần phong chỉ từ từ kỳ, tiếp tục nói, tất nhiên cái này ngay cả cái giấm đều không phải là ra hỏa muốn cùng ta tỉ thí một chút, như vậy ta nào có lùi bước đạo lý. Hai vị kính xin thành toàn ta yêu cầu này. Từ từ kỳ trong nội tâm đã bỏ đi trêu đùa diệp thần phong, gặp diệp thần phong vậy mà như thế không biết chết, sống, hắn cũng vội vàng nói ra trầm thúc thúc, lâm thúc thúc. Tiểu tử này là chúng ta diệt thiên minh khách nhân, chúng ta hẳn là muốn thỏa mãn khách nhân yêu cầu, liền để ta tới cùng hắn luận bàn một chút đi. Trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng nhìn một chút diệp thần phong, trong nội tâm là thất vọng lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ diệp thần phong tâm tư không đủ trầm ổn. Bọn họ ngăn cản cuộc tỉ thí này chính là vì giúp Diệp Thần Phong lưu lại mặt mũi. Trước mắt Diệp Thần Phong lại chủ động nói ra muốn tỉ thí. Hai người bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong cái này, người trẻ tuổi quá phập phồng không yên, Diệp Thần Phong có thể chiến thắng từ tử kỳ sát suất cơ hồ chẳng khác gì là số không Thẩm Minh Mai Táng, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, cái này bốn tên Diệt Thiên Minh thiên tài, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng không giống nhau. Có được tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực Thẩm Minh Hiên Hắn cao ngạo trên mặt hiện lên một vòng khinh thường, thấp giọng nói lầm bầm tiểu tử này tất thua không thể nghi ngờ. Khí chất không cao hơn lãnh diễm quý lâm hân di nàng đang nghe Thẩm Minh Hiên lời nói về sau, nàng hơi hơi ngọ ngậy môi đỏ, nói ra, hắn quá tự đại hắn không phải từ tử kỳ đối thủ. Về phần tướng mạo phi thường bình thường tiêu lập viễn cùng trên mặt mang chất phác nụ cười trình đại hổ, hai người bọn họ cũng không có mở miệng, bất quá Bình thường bọn họ cùng từ tử kỳ luôn luôn có tiếp xúc, theo bọn hắn nghĩ đây là một trận căn bản không chút huyền niệm tỉ thí, Diệp Thần Phong nhất định sẽ trở thành một cái trò cười. Tiểu huynh đệ, đã ngươi kiên trì muốn tỉ thí, như vậy chúng ta cũng không nói thêm cái gì, ngươi cùng tử kỳ ngay tại cái này giao đấu trong tràng luận bàn một cái đi. Trầm Kinh Vũ đối với Diệp Thần Phong là hoàn toàn mất đi hứng thú. Tại Trầm Kinh Vũ đồng ý về sau, từ tử kỳ lập tức đi đến gần nhất một cái trên lôi đài khiêu khích hướng phía diệp thần phong ngoắc ngoắc ngón tay nói ra tiểu tử liền để ta tới nhìn ngươi một chút thực lực đi ta chờ ngươi cầm ta trực tiếp đánh bại diệp thần phong cũng không khỏi phân trần đi đến đấu trường hơi hơi nhún nhún vai thần sắc trên mặt không có chút rung động nào ở đây diệt thiên minh thành viên khi nhìn đến diệp thần phong đi đến đấu trường về sau bọn họ từng cái nhất thời tới tinh thần các ngươi nói tiểu tử này có thể trong tay từ tử kỳ chống nổi mấy chiêu. Từ tử kỳ thế nhưng là tông cấp sơ kỳ trong cao thủ vô địch tồn tại. Theo ta thấy tiểu tử này nhiều nhất có thể trong tay từ tử kỳ mặt chống nổi 10 chiêu, tiểu tử này đứng lên đấu trường đơn thuần là mất mặt, thật không biết hắn là nơi nào đến dũng khí. Thật là một cái đáng thương tiểu tử, lấy từ tử kỳ tính cách, hắn nhất định sẽ trên lôi đài vào chỗ chết trêu đùa tiểu tử này trầm kinh vũ cùng lâm khang thắng đang nghe chung quanh tiếng nghị luận về sau hai người bọn họ lông mày là chặt chẽ nhăn lại đến lâm khang thắng quát tất cả yên lặng cho ta hạ xuống đang nghị luận âm thanh biến mất về sau trầm kinh vũ cũng mở miệng hắn đối đứng trên lôi đài diệp thần phong cùng từ tử kỳ nói ra các ngươi hai cái điểm đến là rừng không cho phép thương tổn đối phương tánh mạng lúc nói những lời này đợi trầm kinh vũ là hữu ý vội ý mắt nhìn từ tử kỳ hắn câu nói này hoàn toàn là đang nhắc nhở từ tử kỳ, về phần Diệp Thần Phong có thể hay không giết từ tử kỳ. Hắn thấy hoàn toàn không có khả năng này. Từ tử kỳ cung kính nói ra, trầm thúc thúc, lâm thúc thúc, tỉ thí luận bàn bên trong khó tránh khỏi sẽ thụ thương, điểm này khẳng định không cách nào tránh cho, ta chỉ có thể cam đoan không thương tổn tiểu tử này tánh mạng. Trầm kinh vũ là không kiên nhẫn phất phất tay hắn đối với Diệp Thần Phong mất đi hứng thú về sau, hắn cũng không có tâm tư lưu tại nơi này, nói thẳng tỉ thí bắt đầu. Tại trầm kinh vô tiếng nói vẽ rơi thời khắc, từ tử kỳ lập tức đem hắn trong cơ thể tông cấp sơ kỳ linh hồn lực cho tăng lên, hắn cười lạnh nhìn trầm trầm diệp thần phong, nói ra tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cái này nhanh thua, ta sẽ để ngươi chậm rãi hưởng thụ trận này luận bàn. Diệp thần phong bĩu bĩu môi, nói ra nói nhảm nói xong không ta thật không biết là ai cho ngươi dạng này tự tin. Hôm nay liền từ ta đến đem ngươi tự tin hung hăng dẫm nát. Sẽ chỉ phát ngôn bừa bãi tiểu tử, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đợi chút nữa còn thế nào phách lối, nói, từ tử kỳ thân ảnh liền động. tại người khác trong mắt có lẽ từ tử kỳ tốc độ thật nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tuy nhiên chỉ có tông cấp sơ kỳ thực lực nhưng hắn lực lượng cùng tốc độ có thể cùng tông cấp đỉnh phong cường giả sánh ngang, nếu như dùng lại ra bạo huyền bộ pháp lời nói, như vậy tốc độ của hắn là song bạo tông cấp đỉnh phong cường giả. Tại Diệp Thần Phong trong mắt Từ Tử Kỳ tốc độ thật sự là quá chậm, đối phó Từ Tử Kỳ hắn căn bản không cần đến sử xuất toàn lực, hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ chờ Từ Tử Kỳ đến. Dưới lôi đài Diệp Thiên Minh thành viên, bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong không nhúc nhích thân ảnh về sau, bọn họ đều cho rằng Diệp Thần Phong là bắt không đến Từ Tử Kỳ động tác, dù sao Từ Tử Kỳ tốc độ muốn so tông cấp sơ kỳ cao thủ nhanh hơn một chút. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, bốn người bọn họ trên mặt cũng nhao nhao lộ ra khinh thường thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong liền ngay cả từ tử kỳ một chiêu cũng không tiếp nổi. Diệp Thần Phong đứng lên đấu trường quả thực là tự rước bôi nhọ, dạng này người quá mức ngu xuẩn. Mà Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, bọn họ khi nhìn đến một màn này về sau, Trầm Kinh Vũ nói ra, Khang Thắng, tại cuộc tỉ thí này kết thúc sau khi, người cầm diệp thần phong đưa ra chúng ta diệt thiên minh lâm khang thắng là im lặng gật gật đầu tiểu tử xương sẽ không phải bị dọa sợ a à. người bây giờ hẳn là thừa nhận chính mình là cái phế vật a à. từ tử kỳ thân ảnh bỗng nhiên tới gần diệp thần phong hắn không có ý định trực tiếp cầm diệp thần phong đá xuống đấu trường mà chính là một bàn tay hướng phía diệp thần phong gương mặt đập tới đi tại từ tử kỳ kích động ra một tát này thời điểm Diệp Thần Phong khóe miệng hiển hiện một vòng trêu tức nụ cười, tay phải hắn thủ trưởng cũng bỗng nhiên vung ra đi, nhanh hơn từ tử kỳ, mạnh hơn, trong không khí truyền ra vù vù phong thanh, tại từ tử kỳ thủ trưởng còn không có chạm đến Diệp Thần Phong gương mặt thì Diệp Thần Phong thủ trưởng đã hung hăng kích động tại từ tử kỳ trên mặt. 3. Một tiếng vang giòn, tại toàn bộ giao đấu trong tràng quanh quẩn ra. Từ tử kỳ một bên trên gương mặt nhất thời xuất hiện một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay, hắn một bên gương mặt nhanh chóng sưng lên, thân thể của hắn bị kích động trực tiếp lăng không bay lên đến, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Âm, một tiếng vang trầm, từ tử kỳ thân thể liền trùng trùng điệp điệp rơi xuống đến dưới lôi đài. Từ tử kỳ trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho một bàn tay đập bay. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 49